ra mắt Tam sư huynh. Những đệ tử nhận ra Lục Lâm Thiên lập tức hành lễ, những người không nhận ra cũng vội vã cung kính hành lễ theo. Ánh mắt cả đám kinh ngạc không ngớt, đại danh và thành tựu hiện tại của Tam sư huynh Lục Lâm Thiên bọn họ đã sớm nghe sư phụ nói qua. Trong Vân Dương Tông ai cũng biết chuyện này, mọi người đều biết Linh Vũ Chiến Vương, người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi. Trong lòng bọn họ vô cùng chờ mong đối với vị Tam sư huynh chỉ mới nghe qua này. Có sư huynh đại danh đỉnh đỉnh như vậy bọn họ cực kỳ kiêu ngạo. Lúc này gặp mặt cả đám đều có chút khẩn trương và kích động. Lâm Thiên sư đệ. Lần nữa có hai đạo thân ảnh đi tới. Ra mắt hai vị sư huynh. Lục Lâm Thiên nói, hai người này chính là hai đệ tử khác của sư phụ chính là Mã Phương và Quách Đông Dương. Lâm Thiên sư đệ trở về khi nào vậy? Mã Phương, Quách Đông Dương nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc. Đây chính là Tam sư đệ mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo a. Đệ vừa mới trở về. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua mọi người, trong tay xuất hiện một bình ngọc. Bên trong có không ít đan dược, phẩm giai đối với những vị sư đệ này mà nói đã là cực cao. Đại sư huynh, phiền huynh đem số đan dược này chia cho các sư đệ, sư muội. Đệ đi tìm sư phụ trước. Lục Lâm Thiên nói xong đem bình ngọc giao cho Mã Phương, lập tức đi tìm sư phụ. Trong tâm thần dò xét của hắn, Lục Lâm Thiên đã biết sư phụ ở ngay trong đình viện. Còn không mau đa tạ Tam sư huynh. Mã Phương tiếp nhận đan dược lập tức nói với chúng đệ tử. Đa tạ sư huynh. Mọi người hành lễ. Đi nhanh tới đình viện, thông qua hai hành lang, Lục Lâm Thiên đã tới tiểu thính trong đình viện. Lâm Thiên, sư nương con nói con đã trở về, ta còn tưởng rằng nàng trêu ta a. Lục Lâm Thiên vừa mới đi vào trong tiểu thính lập tức có hai người đi tới, chính là Vũ Ngọc Tiền và Tạ trưởng lão. Ra mắt sư phụ, ra mắt sư nương. Lục Lâm Thiên hành lễ, hai người trước mặt chính là sư phụ và sư nương của hắn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn hai người, sư nương tuy rằng tuổi tác đã không nhỏ, thế nhưng làn da bảo dưỡng vô cùng tốt. Trên khuôn mặt trắng nõn không có một chút nếp nhăn nào, đôi mắt sáng sủa, trên người mặc một bộ cung trang màu xanh. Khí chất thanh nhã bất phàm, nhìn qua có vẻ vô cùng trẻ tuổi. Mà lúc này sư phụ nhìn qua vô cùng sạch sẽ, bộ y phục trên người ngay ngắn, hình tượng so với khi trước tốt hơn không ít. Mau vào ngồi, trở về từ lúc nào? Khó trách mấy ngày hôm nay mí mắt ta cứ giật, hóa ra là con chuẩn bị trở về. Nhìn thấy ái đồ của mình trở về, Vũ Ngọc Tiền cực kỳ vui vẻ, kéo tay Lục Lâm Thiên ngồi xuống, cả đám câu hỏi lập tức tuôn ra. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lập tức trò chuyện cùng sư phụ. Tạ trưởng lão ở bên cạnh mỉm cười, đem cho hai người không ít điểm tâm cùng rượu. Nghe hai thầy trò trò chuyện trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp. Hai thầy trò trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác đã hàn huyên một vòng lớn, sợ rằng cũng đã được một canh giờ. Lâm Thiên, ta nghe nói phi linh môn của con hiện tại có chút không ổn. Lần này con về đây có phải là vì chuyện của phi linh môn hay không? Tạ trưởng lão thật vất vả mới chen vào được một câu. Được rồi Lâm Thiên, phi linh môn của con không có việc gì chứ. Nói tới chính sự Vũ Ngọc Tiền lập tức nghiêm túc. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu lại nói. Cũng không phải hoàn toàn là vậy, lần này tới đây con muốn lấy địa tâm linh ngọc. Địa tâm linh ngọc. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão dường như không biết là thứ gì, chỉ có tạ trưởng lão dường như đã nói qua, nàng nói. Địa tâm linh ngọc này trước đây trong lúc vô ý ta đã nghe nói qua. Đây chính là trọng bảo của Vân Dương Tông, sợ rằng tông chủ rất khó đem nó cho con. Lục Lâm Thiên cười khổ một chút, lập tức nói chuyện diễn linh thánh quả cùng với ước chiến với Vân Khiếu Thiên vào giờ mão ngày mai trên địa long đỉnh nói qua một lần. Ở giữa Vũ Ngọc Tiền cùng với tạ trưởng lão đều kinh ngạc hỏi Lục Lâm Thiên lấy ra đâu diễn linh thánh quả, Lục Lâm Thiên cũng chỉ trả lời qua loa mà thôi. Mà nghe nói trên người Lục Lâm Thiên có thần khí tử lôi huyền đỉnh khiến cho hai người Vũ Ngọc Tiền và tạ trưởng lão kinh ngạc lần nữa. Tới nói cho hai người sư phụ Vũ Ngọc Tiền và tạ trưởng lão, Lục Lâm Thiên cũng chỉ muốn tìm một người chứng kiến mà thôi. Tránh cho lúc đó vị cáo giả kia thua mà chối bay, lúc đó hắn cũng không xeto cách nào khác. Mà vì để cho nhạc phụ kia của hắn có chút mặt mũi thì hắn cũng chỉ có thể dùng sư phụ Vũ Ngọc Tiền, một sư huynh có mặt. Nhạc phụ Vân Khiếu Thiên cũng phải nể tình. Lúc này Lục Lâm Thiên còn không biết Vân Khiếu Thiên đã sớm có dự định, thông chi cho chúng đệ tử Vân Dương Tông, đang định tạo chút náo nhiệt, chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên cũng còn chưa biết. Cái gì, con cùng nhạc phụ của con đánh một trận.
Nghe Lục Lâm Thiên nói, sắc mặt Vũ Ngọc Tiền lập tức kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử con có biết nhạc phụ của con khó đối phó đến như thế nào không? Đệ tử sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên nói, vị nhạc phụ kia của hắn lợi hại không sai, thế nhưng Lục Lâm Thiên đối với bản thân mình cũng có chút lòng tin. Vũ Ngọc Tiền có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ lại chỉ ít luận bàn cũng không có nguy hiểm quá lớn, cho dù lo lắng thì hắn cũng lo lắng đồ đệ bảo bối của mình thua thần khí tử lôi huyền đỉnh mà thôi. Lâm Thiên, ta nói con muốn thứ gì không muốn loại bảo vật như địa tâm linh ngọc. Bảo vật bình thường ta sẽ nghĩ một chút biện pháp cũng có thể giúp con lấy ra. Thế nhưng địa tâm linh ngọc này thì ta không có biện pháp nào. Vũ Ngọc Tiền bất đắc dĩ nhìn ái đồ, lần này hắn không giúp được gì. Bảo vật như địa tâm linh ngọc Lục Lâm Thiên biết sư phụ cũng không có cách nào, hắn mỉm cười, móc ra hai hộp ngọc nói. Sư phụ, sư nương, đây là diễn linh thánh quả, đệ tử hiếu kính hai người. Nhìn hai khỏa diễn linh thánh quả, Vũ Ngọc Tiền, tạ trưởng lão nhìn nhau, tạ trưởng lão nói. Lâm Thiên, ngày mai cho dù con thắng cũng cần diễn linh thánh quả trao đổi địa tâm linh ngọc với tông chủ, con giữ đi. Sư nương, đây là thứ mà đệ tử định đưa cho hai vị từ trước rồi. Lục Lâm Thiên cười nói. Có nhiều diễn linh thánh quả như vậy sao? Vừa rồi Vũ Ngọc Tiền cũng đã nghe nói tới chỗ tốt của diễn linh thánh quả cho nên cũng biết giá trị của nó. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên để lại hai khỏa cho mình, trong lòng vô cùng vui mừng, đồng thời cũng biết mình không thu nhầm tên đồ đệ này. Thu diễn linh thánh quả, Vũ Ngọc Tiền cũng không từ chối nữa. Khi trước hắn nhận tên đệ tử này quả thực đã nhặt được vàng. Đệ tử của mọi người trong thiên hạ có ai có tiền đồ như đệ tử của hắn? Vũ Ngọc Tiền đột nhiên cảm thấy mình anh minh thần võ, đệ tử người khác như mây thì có làm sao? Đệ tử tốt hắn chỉ có một người như Lục Lâm Thiên là được rồi. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện thì đã tới giờ tuất, sắc trời đã hoàn toàn vào đêm. Vào đêm, sắc trời đầu đông dường như tối hơn một chút. Lúc màn đêm buông xuống, trong gió đêm mang theo hàn ý lành lạnh. Trong bầu trời đêm vắng vẻ này Lục Lâm Thiên cưỡi trên lưng thiên sĩ tuyết sư cảm có chút khác lạ. Đêm nay Vân Dương Tông dường như có chút kỳ quái, vì sao khắp nơi đều là người, đều đang đi tới một chỗ nào đó. Trong lúc nghi hoặc, không bao lâu sau Lục Lâm Thiên cũng về tới đình viện mà hắn đặt chân. Trở lại đình viện, La Lan Thị đã làm một bàn thức ăn ngon, mọi người đang chờ Lục Lâm Thiên. Vân Hồng Lăng hôm nay cũng ở lại đợi không trở về đình viện của mình. Tu vi tới bây giờ Lục Lâm Thiên đã sớm không cần ăn uống gì, thi thoảng cũng có động đũa dùng qua các loại điểm tâm một chút. Thế nhưng mỗi một lần mẫu thân làm cơm hắn đều ăn sạch sẽ. Giống như thời điểm ở Lục gia khi trước, vĩnh viễn đều không cảm thấy no. Thiên sĩ tuyết sư vốn đang đứng bên ngoài cũng bị La Lan Thị gọi vào, muốn cho hắn ăn chút gì đó. Thế nhưng La Lan Thị đã quên, nếu như muốn để thiên sĩ tuyết sư ăn no mà nói, quả thực không dễ dàng gì. Dưới cái gật đầu của Lục Lâm Thiên, thiên sĩ tuyết sư mới dám ngồi, thế nhưng Tiểu Long lại không chút khách khí. Trong đình viện, người một nhà ăn cơm trò chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, khi Lục Lâm Thiên nhắc tới việc giờ mão ngày mai sẽ đấu với Vân Khiếu Thiên trên địa Long Đỉnh, Lục Trung, La Lan Thị, Vân Hồng Lăng còn có Đông Mai đều trợn mắt líu lưỡi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Về phần nguyên nhân thì Lục Lâm Thiên không nói gì. Lâm Thiên, con muốn cùng nhạc phụ con đánh một trận sao? Lục Trung nhìn Lục Lâm Thiên cười hỏi, hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Phụ thân cứ yên tâm, con chỉ luận bàn với nhạc phụ một chút mà thôi. Lâm Thiên, tuy rằng là vậy thế nhưng cũng phải cẩn thận một chút, đừng thua quá thảm. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu nói. Cha THIO ta ép đột phá vũ tôn rồi, chàng nên cẩn thận một chút. Cái gì, cha nàng đột phá vũ tôn rồi sao? Lục Lâm Thiên lập tức ngạc nhiên nói. Đúng vậy, lẽ nào cha THIO ta ép không nói cho chàng sao? Mấy tháng trước người đã đột phá. Vân Hồng Lăng nói. Cáo già a, cáo già. Không ngờ lại vượt quá dự liệu như vậy. Nghe vậy sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức có chút khó coi, trong lòng thầm mắng liên tục. Tỉ mỉ ngẫm lại, khó trách hắn vẫn có cảm giác khí tức của Vân Khiếu Thiên không giống trước đây. Hóa ra đã đột phá tôn cấp, kỳ thực Lục Lâm Thiên vốn đã suy đoán ra một chút. Đột phá tôn cấp dù sao cũng là chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Tôn cấp và vương cấp hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm thầm trầm xuống,
nhạc phụ đột phá tôn cấp sợ rằng cũng không giống như tôn cấp nhất trọng bình thường. Không biết so với thực lực hiện tại của hắn sẽ như thế nào. Lâm Thiên, chàng làm sao vậy? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên sửng sốt, Vân Hồng Lăng lập tức hỏi. Không có gì. Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, thảo nào vị nhạc phụ cáo già kia lại đáp ứng với hắn, hóa ra đã âm thầm đột phá tôn cấp, thế nhưng lại không nói cho hắn. Quả thực quá gian trá. Vốn Lục Lâm Thiên có cảm giác mình có chín thành nắm chắc, coi như không dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh thì hắn cũng có thể đối phó với nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Thế nhưng không ngờ vị nhạc phụ cáo già kia lại đột phá tôn cấp mà không nói cho hắn. Lại còn yêu cầu hắn không thi triển Tử Lôi Huyền Đỉnh, quả thực chính là âm thầm hãm hại hắn. Lâm Thiên, ngày mai mang ta đi lên Địa Long Đỉnh. Lục Trung nói. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Lục Lâm Thiên và Vân Khiếu Thiên luận bàn cũng không khiến cho La Lan Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng lo lắng chút nào. Chỉ có một mình Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vân Khiếu Thiên đột phá tôn cấp, nhất định trong người còn có con bài chưa lật. Thực lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều so với trước, hắn có thể chống lại hay không quả thực khó nói. Nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng biết rõ thực lực của mình, hiện tại hắn là Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối có lực chống lại. Có thể đánh một trận với Vân Khiếu Thiên, Vân Khiếu Thiên đã đột phá tới tôn cấp khiến cho Lục Lâm Thiên mắng thầm, đồng thời trong lòng tràn ngập chiến ý. Mặc kệ ra sao địa tâm linh ngọc hắn nhất định phải thu lấy. Vô luận thế nào cũng không thể bại. Cơm nước xong, bởi vì sáng sớm ngày mai Lục Lâm Thiên còn phải luận bàn với Vân Khiếu Thiên cho nên Lục Trung và La Lan Thị dục Lục Lâm Thiên và Vân Hồng Lăng đi nghỉ ngơi sớm. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ ửng, e thẹn cúi đầu tiến vào phòng. Trong phòng, Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử trước mắt, không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn. Toàn thân nữ tử trước mắt hắn có một loại mê hoặc không nói nên lời. Lâm Thiên, nhìn ánh mắt nam tử trước mắt, đây chính là người mà mỗi ngày nàng đều nhớ nhung. Dưới ánh mắt này nàng có cảm giác trong lòng mình như con nai chạy loạn, Vân Hồng Lăng đang muốn nói gì đó thì trong nháy mắt đã bị Lục Lâm Thiên chặn môi. Cảm giác ướt át từ đôi môi truyền đến. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng ôm thân thể Vân Hồng Lăng vào lòng, chậm rãi hôn. Vân Hồng Lăng không nói nên lời, phối hợp với nam tử này, cảm giác như điện giật bắt đầu xuất hiện. Lúc này tất cả nhớ nhung hóa thành sự ma sát giữa hai đôi môi, đem yêu thương và nhung nhớ quyện lại với nhau. Lửa nóng trong lòng chậm rãi xuất hiện. Hai tay Lục Lâm Thiên chăm chú ôm nữ tử trước mặt, miệng tham lam Mupsilon tê đôi môi ngọt lịm của nàng. Trong lúc dây dưa, y phục trên người bị tước dần đi, cảnh xuân kiều diễm dần hiện ra. Thân hình mềm mại, trắng nõn như ngọc xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên. Thân thể mềm mại linh lung, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn như ngọc, mỗi một tấc thân thể đều tản ra khí tức mê người, khí tức này mang theo vẻ mê hoặc vô tận. Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được yết hầu mình có chút khô nóng. Lập tức đem toàn bộ thân thể mềm mại kia đặt dưới thân, hai người ma sát, đều cảm thấy được toàn thân nóng rực. Thanh âm nguyên thủy không ngừng phát ra. Một tiếng rên vang lên, hai người dây dưa vào với nhau, mây mưa thất thường, liều chết triền miên, mãi một lúc lâu sau mây mưa mới chấm dứt. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Mà lúc này toàn bộ Vân Dương Tông trong thời gian ngắn dưới thông báo của Đại Hộ Pháp lập tức sôi trào. Lục Lâm Thiên muốn đánh một trận với Tông chủ Vân Khiếu Thiên trên Hỏa Long Đỉnh. Chuyện này khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông chú ý. Thân phận còn có thực lực của hai người này khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông sôi trào. Tông chủ và Lục Lâm Thiên sư huynh đánh một trận ở trên Địa Long Đỉnh là thật sao? Chấp sự thông báo, người muốn đi xem thì phải xin chấp sự một tiếng. Vậy thì còn chờ gì nữa? Lập tức đi xin thôi, Tông chủ và Lục Lâm Thiên sư huynh đánh một trận, sao có thể bỏ qua được? Trên ngọn núi các nơi cả đám đệ tử hưng phấn không ngớt, trong đám đệ tử thân truyền. Ngay cả đệ tử đang chuẩn bị bế quan cũng hủy bỏ kế hoạch của mình. Lục Lâm Thiên sư huynh và tông chủ đánh một trận, làm sao bọn họ có thể bỏ lỡ được. Đệ tử thân truyền có yêu thú phi hành lập tức cưỡi yêu thú đi về Địa Long Đỉnh trước. Đệ tử bình thường và đệ tử cũ không có yêu thú phi hành cũng chỉ có thể xin cưỡi yêu thú phi hành đi mà thôi. Dòng người quy mô lớn lập tức đi về phía Địa Long Đỉnh, nhất thời cả Vân Dương Tông gió nổi mây phun, náo nhiệt vô cùng. Tông chủ và Lục Lâm Thiên đánh một trận, tin tức này khi truyền ra tất cả trưởng lão, hộ pháp Vân Dương Tông cũng sôi trào. Loại chuyện như thế này trên Vân Dương Tông là lần đầu tiên xảy ra.
tông chủ và đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất từ trong tông đi ra đánh một trận, điều này khiến cho tất cả người của Vân Dương Tông chờ mong. Bóng đêm bao phủ, phá quân tinh trên cổ vực vô cùng sáng rõ, sát biên giới phá quân tinh xuất hiện áng mây đỏ, mơ hồ có sát khí tràn ra. Phá quân lệch vị trí, phong vân bắt đầu khởi động. Điềm đại hung A, cổ vực rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có liên quan tới việc phi linh môn đối phó với ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sao? Trên một ngọn núi, nhìn dị tượng trên trời phía xa xa, một lão giả mặc trường bào nhíu mày lập tức nói. Khiếu Thiên, lần này đi cổ vực nhất định phải chú ý, dị tượng này có chút quỷ dị. Sư thúc, ta biết rồi. Vân Khiếu Thiên nhìn phía chân trời xa xa nói. Phá quân lệch vị trí, bầu trời xuất hiện áng mây đỏ, là điềm báo máu chảy thành sông A. Vân Dương Tông chúng ta có thể chính thức đặt chân lên cổ vực hay không sẽ phải nhìn vào lúc này. Lão giả mặc trường bào nói xong, lập tức nói với Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này lần này lại muốn làm gì? Dùng tử lôi huyền đỉnh đổi địa tâm linh ngọc, không giống như tính của hắn thường ngày. Tiểu tử này muốn dùng tử lôi huyền đỉnh đổi địa tâm linh ngọc. Xem ra địa tâm linh ngọc đối với tiểu tử này có tác dụng vô cùng trọng yếu. Vân Khiếu Thiên nói. Địa tâm linh ngọc đối với Vân Dương Tông chúng ta cũng vô cùng quan trọng. Nhưng mà nếu như đổi được tử lôi huyền đỉnh mà nói, quả thực cũng đáng giá. Lão giả mặc trường bào nhíu mày nói. Khiếu Thiên, tiểu tử kia có lẽ còn chưa biết ngươi đột phá tôn cấp đúng không? Hẳn còn chưa biết, khí tức của ta có lẽ tiểu tử này còn chưa nhìn ra được. Chỉ là có chút kỳ quái chính là khí tức của tiểu tử kia ta cũng không nhìn ra. Dường như đã mạnh hơn không ít. Vân Khiếu Thiên nói. Cho dù nhanh hơn nữa cũng không có khả năng đột phá tôn cấp. Lần trước hắn ở trên Vân Dương Tông chỉ là Vũ Vương nhị trọng mà thôi, cho dù bay cũng không nhanh như vậy. Lão giả mặc trường bào nói. Nhưng mà không rõ vì sao trên người tiểu tử này lại có nhiều diễn linh thánh quả như vậy. Ta cũng có chút hiếu kỳ, loại bảo vật như diễn linh thánh quả vô cùng hiếm thấy. Vân Dương Tông ta trên vạn năm nay cũng chỉ nhận được một khỏa diễn linh thánh quả mà thôi. Thế nhưng cũng đã sớm dùng rồi. Tiểu tử này một lần xuất ra 4 khỏa diễn linh thánh quả, có nó nếu muốn bồi dưỡng ra 4 tôn cấp cũng không quá khó. Coi như chúng ta dùng cũng có tác dụng vô cùng lớn, đồn rằng có tác dụng đề cao không ít lực lĩnh ngộ. Vân Khiếu Thiên nói, loại bảo vật này nếu như có được 8 khỏa thì có thể đổi được địa tâm linh ngọc, chúng ta cũng không thiệt. Nếu như dùng tử lôi huyền đỉnh trao đổi, Khiếu Thiên, chúng ta chiếm không ít tiện nghi. Đến lúc đó lại đưa cho tiểu tử này 2 kiện linh khí địa cấp coi như là bồi thường đi. Dù sao cũng không nên để hắn chịu thiệt. Nói như thế nào hắn cũng là đệ tử Vân Dương Tông chúng ta. Lại là tôn sư điệt của ta. Vân Dương Tông ta vốn cũng không muốn đoạt tử lôi huyền đỉnh của hắn, chỉ vì tử lôi huyền đỉnh đối với Vân Dương Tông chúng ta vô cùng quan trọng. Hiện tại hắn lại mở miệng, thì cũng không cần để ý nữa. Lão giả mặc trường bào vung tay lên, đứng chắp tay rồi khẽ thở dài. Nếu như địa tâm linh ngọc quan trọng với tiểu tử này như vậy, vốn không cần tử lôi huyền đỉnh ta cũng sẽ đổi cho hắn cũng không vấn đề gì, ta chỉ muốn biết giới hạn cuối cùng của tiểu tử này là gì. Thật không ngờ chính miệng hắn lại muốn dùng tử lôi huyền đỉnh trao đổi, xem ra trên người tiểu tử này cũng chỉ có 4 khỏa diễn linh thánh quả. Vân Khiếu Thiên cười nói. Khiếu Thiên, lại nói ngươi và tiểu tử kia đánh một trận ngay cả ta cũng có chút chờ mong. Mỗi một lần tiểu tử này xuất hiện đều khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên, trên đại hội tam tông tứ môn chỉ bằng tu vi vũ tướng có thể đánh bại vũ xuất. Trong thành cự giang, lấy một địch 9, linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Ngươi cũng là cường giả đứng thứ 2 trong thập đại cường giả 30 năm trước, chỉ tiếc lúc đó ngươi chưa là tông chủ Vân Dương Tông cho nên không thể tu luyện bí pháp và phù quang lược ảnh hoàn chỉnh của Vân Dương Tông. Nếu như khi trước ngươi tu luyện có lẽ cũng không bại bởi sát phá quân. Lần này hai người các ngươi đánh một trận chính là đại biểu thực lực mạnh nhất của hai thế hệ trong Vân Dương Tông. Lão giả mặc trường bào mỉm cười nói, trong mắt cũng có chút chờ mong. Ta cũng muốn biết thực lực của tiểu tử kia rốt cuộc đã tới bước nào rồi. Cũng giáo huấn nó một trận, đối với tu luyện sau này của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Vân Khiếu Thiên nói, ngươi phải chú ý một chút, tiểu tử này ở trên đại hội tam tông tứ môn và thành cự giang đều có thể sáng tạo ra kỳ tích. Lần này ngươi lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như thua trước mặt chúng đệ tử ta xem ngươi làm sao đối diện được. Đừng quên tiểu tử kia có bất diệt huyền thể,
hơn nữa lại thêm biểu hiện lần trước trên Vân Dương Tông, sợ rằng cũng sở hữu lực phòng ngự biến thái của Huyền Thiên Yên Tôn. Lão giả mặc trường bào mỉm cười nói. Nếu như tiểu tử kia thực có thực lực đánh bại ta thì ta cũng đành chấp nhận. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Trên địa Long Đỉnh, thời gian chậm rãi trôi qua. Dưới bóng đêm lúc này đã có người chậm rãi di chuyển, có rất nhiều người đang lục tục kéo tới địa Long Đỉnh. Không có ai nói chuyện, tất cả đều lặng lặng đợi. Tông chủ và Lục Lâm Thiên sư huynh đánh một trận, bọn họ không dám lớn tiếng. Nhưng tiếng nghị luận của đám người lúc này cũng không nhỏ. Mọi người đi theo ta tới địa Long Đỉnh. Ngoài đình viện Vũ Ngọc Tiền, đêm khuya thanh âm của Vũ Ngọc Tiền vang lên. Sư phụ, đi địa Long Đỉnh làm gì? Các đệ tử đang điều tức vội vã chạy ra. Gần đây có không ít đệ tử khiêu chiến trên Đại Long Đỉnh, thế nhưng cũng không có ai thu được thành tích tốt. Tam sư huynh của ngươi muốn cùng tông chủ đánh một trận. Các ngươi nên tới xem một chút, nhìn xem tam sư huynh của các ngươi tu luyện ra sao. Cho đám không ra gì các ngươi mở mắt, tiện thể trợ uy cho tam sư huynh của ngươi. Trong lòng Vũ Ngọc Tiền lúc này cũng cực kỳ hưng phấn. Đệ tử đắc ý nhất của hắn muốn cùng tông chủ đánh một trận, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Tam sư huynh xuất thủ sao, lại còn đánh với tông chủ một trận. Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy tam sư huynh xuất thủ. 20 mấy đệ tử mới kia vô cùng hưng phấn, mấy nữ đệ tử càng thêm kích động tới mức nhảy dựng lên. Đây chính là đệ tử có danh khí vang dội nhất trên Vân Dương Tông, lại là tam sư huynh của bọn hắn. Có thể nhìn thấy tam sư huynh xuất thủ tuyệt đối là chuyện bọn hắn chờ mong nhất. Ngao! Một lát sau Lam Ngọc Lang Ưng mang theo chúng đệ tử đi tới Hỏa Long Đỉnh. Thời gian trôi qua cực nhanh, lúc này phía đông đã bắt đầu có ánh sáng. Trong phòng, một nam một nữ đi ra, vẻ mặt vân hồng lăng e thẹn, sau khi trải qua tưới tắm càng thêm động lòng người. Ngoài đình viện, Lục Trung, La Lan Thị đã sớm ở bên chờ đợi. Nhìn sắc trời, ánh trăng đã gần biến mất, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên. Vị nhạc phụ cáo giả của hắn đột phá tôn cấp, trận chiến này sợ rằng cũng không dễ dàng. Mà điều này cũng khiến cho chiến ý trong lòng Lục Lâm Thiên tăng cao. Cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm trước, tôn cấp thì đã làm sao, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhìn chân trời, chiến ý trong mắt tràn ra. Lục Lâm Thiên liếm môi nói. Tuyết sư, chúng ta đi. Giống. Hai cánh thiên sĩ tuyết sư dương lên, thân thể to lớn mang theo mọi người, hai cánh cắt vỡ không khí trong nháy mắt biến mất trên không trung. Giờ mão chưa tới, phương đông còn chưa sáng rõ, dưới bầu trời màu xanh là mây mù tràn ngập tích lũy suốt năm. Từng ngọn núi giống như lơ lửng trên bầu trời, lộ ra một đỉnh núi màu xanh, giống như chọc trời. Trên địa Long Đỉnh lúc này có vô số đệ tử suốt đêm đi tới, nhân số còn đang chậm rãi tăng thêm. Đoàn người nhốn nháo, mọi người không dám lớn tiếng, nhưng tiếng thấp giọng bàn luận vẫn phải có. Thanh âm hội tụ tạo thành tiếng động không nhỏ, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Trên sân rộng lúc này có không ít chấp sự, hộ pháp, trưởng lão cũng xuất hiện. Cả đám trưởng lão, chấp sự lúc này cũng vô cùng chờ mong. Đệ tử bình thường luận bàn với nhau đối với chúng trưởng lão mà nói đương nhiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng ngày hôm nay chính là ngày tông chủ và Lục Lâm Thiên đánh một trận. Đối với chúng trưởng lão mà nói, sự chờ mong này không nhỏ. Phía xa, Lam Ngọc Lang Ưng khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Mau nhìn, đó là Tạ trưởng lão và Vũ trưởng lão. Lục Lâm Thiên sư huynh chính là đệ tử đắc ý của Vũ trưởng lão A. Lục Lâm Thiên hiện tại chính là Linh Vũ Chiến Vương, trên đại lục không ai không biết a. Không biết Lục Lâm Thiên sư huynh và tông chủ đánh một trận ai sẽ chiến thắng đây? Lục Lâm Thiên sư huynh tuy rằng mạnh, thế nhưng sợ rằng tông chủ còn mạnh hơn. Ta nghe nói tông chủ 30 năm trước cũng là cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả đó. Tiếng nghị luận truyền ra, nhân số đồng thời cũng tăng lên. Đệ tử cũ, đệ tử mới, đệ tử thân truyền đều tới. Yêu thú phi hành xoay quanh địa Long Đỉnh, cả đáp tập hợp lại, vô cùng náo nhiệt. Vũ trưởng lão, Lục Lâm Thiên và tông chủ đánh một trận, lần này ngươi coi trọng ai? Trước đoàn người, đám người tống trưởng lão, Dương trưởng lão lập tức hỏi Vũ Ngọc Tiền. Chuyện này, Vũ Ngọc Tiền không biết trả lời như thế nào, một người chính là sư đệ của hắn, tông chủ Vân Dương Tông. Thực lực đương nhiên không cần phải nói, mà đệ tử của hắn, đương nhiên hắn cũng muốn thắng. Ai thua ai thắng không quan trọng,
có bản lĩnh thì cho đệ tử các ngươi đánh với sư đệ của ta một trận đi. Vũ trưởng lão cười hắc hắc, lập tức thì đả kích chúng trưởng lão không nói nên lời. Đệ tử của bọn họ làm sao có thể đánh một trận với tông chủ được? Căn bản là không có thực lực đó. Ngay cả đám người có thực lực mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi trên Vân Dương Tông như Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Đồng Phàn cũng không có loại thực lực này. Nhìn thấy chúng trưởng lão không nói ra lời, Vũ trưởng lão cười đắc ý. Siêu! Sắc trời dần dần sáng, lúc này có ba đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới mang theo một cơn gió mạnh mẽ thổi xuống khiến cho y phục trên người mọi người bay phất phới. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trên cao rơi vào giữa sân rộng. Ba đạo thân ảnh này hạ xuống, người thứ nhất trên người mặc y phục trắng như tuyết, ngay cả một chút bụi bặm trên mặt đất cũng không bị chấn động. Đạo thân ảnh thứ hai hạ xuống, một cỗ kình phong mang theo tiếng gió thổi sắc bén ba động. Đạo thân ảnh thứ ba giống như một chiếc lá rụng trực tiếp từ trên cao nhảy xuống. Dưới chân có một vòng xoáy vô hình, dòng xoáy khuếch tán, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Động tác tiêu sái bất phàm. Là Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt sư huynh. Còn có Phách Đao Long Tam sư huynh. Là Phi Ưng Lăng Phong sư huynh. Ba người vừa mới xuất hiện tức thì tạo thành không ít ba động. Ba người này chính là ba người có danh khí mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi hiện tại, mà thực lực trong đám người trẻ tuổi cũng mạnh nhất. Ba người đến, khiến cho mọi người chung quanh ba động, đặc biệt Phi Ưng Lăng Phong khiến cho không ít nữ đệ tử điên cuồng la hét. Ra mắt sư phụ, trưởng lão. Ba người đáp xuống đất lập tức hành lễ với sư phụ của mình và các vị trưởng lão. Ba người lúc này cũng đều là hộ pháp Vân Dương Tông, gần đây dường như còn có tin đồn, ba người này sắp tới sẽ được thăng lên làm trưởng lão. Đến lúc đó không thể nghi ngờ chính là trưởng lão trẻ nhất trong Vân Dương Tông. Sau khi ba người hành lễ lập tức hàn huyên cùng mấy vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên và Tông Chủ đánh một trận, ba người bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Trên người ba người thậm chí còn xuất hiện một cỗ chiến ý. Mau nhìn, đó là Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần sư huynh, Hàn Phong sư huynh, còn có Đồng Phản sư huynh cũng tới. Đám nhân vật phong vân của Vân Dương Tông xuất hiện đều khiến cho đám người phía dưới xôn xao. Mà trong này cũng còn mấy người quen của Lục Lâm Thiên. Chính là Dương Diệu và Dương Mạn, Dương Diệu lúc này cũng là hộ pháp của Vân Dương Tông, trang phục trên người bao phủ đường cong yểu điệu. Mái tóc dài giống như thác nước xõa xuống vai. Dáng vẻ phong tình lại có chút yêu mị. Từ trước tới nay nàng cũng là đối tượng được các đệ tử Vân Dương Tông điên cuồng truy cầu, thế nhưng cũng không có ai có thể thành công. Dương Mạn vẫn là đệ tử, thiên phú của nàng không bằng Dương Diệu, nhưng mà thân hình nóng bỏng kia khiến cho người khác nhìn vào khó mà nhịn được. Y phục bao phủ thân thể mềm mại nhìn qua thành thục, phong vận mười phần. Bộ ngực sung mãn dường như upsilon người khác vậy. Sắc trời vừa mới tảng sáng trong nháy mắt lại đen kịt giống như đêm tối trước bình minh vậy. Mọi người lần nữa chờ mong, bởi vì giờ mão sắp tới rồi. Chỉ trong chốc lát sắc trời lập tức có biến hóa, phía đông có ánh sáng hiện lên. Giống. Lúc này xa trong không trung vang lên một tiếng thú giống, tức thì mấy vạn ánh mắt lập tức nhìn về phía xa. Trong không trung phía xa lúc này có một đầu yêu thú phi hành màu trắng khổng lồ đang gấp rút bay tới. Là Thiên Sĩ Tuyết Sư Lục Lâm Thiên sư huynh đã tới. Hít. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Trường bào run lên, chắp tay mà đứng, nhìn hỏa long đỉnh trước mắt, chiến ý bắt đầu tràn ra. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư run lên, tạo thành một cơn gió xoáy lớn xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp xoay quanh tầng trời thấp. Nam tử áo xanh nhanh chóng mang theo mấy người nhảy xuống, thế nhưng ngay cả một chút bụi bặm cũng không bốc lên. Thân ảnh người này đáp xuống đất vừa vặn đứng bên cạnh chúng trưởng lão. La Lan phu nhân cũng tới sao? Nhìn thấy La Lan thị, tức thì có không ít trưởng lão tiến lên bắt chuyện. Thực lực La Lan thị không mạnh, thế nhưng có ba người trong thập đại cường giả là con của nàng. Chỉ bằng thân phận này cũng đủ để cho tất cả trưởng lão trên Vân Dương Tông nể mặt nàng vài phần. Ra mắt sư phụ, chư vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt Vũ trưởng lão rồi hành lễ. Lâm Thiên, thua cũng không sao, thắng thì càng tốt. Vũ Ngọc Tiền vỗ vai Lục Lâm Thiên nói. Đệ tử đã biết. Lục Lâm Thiên cung kính gật đầu. Nhìn thầy trò hai người, không ít trưởng lão chung quanh không khỏi thở dài. Thật không biết khi trước Vũ trưởng lão thu đệ tử thế nào, hết lần này tới lần khác lại thu một yêu nghiệt như vậy. Lâm Thiên, chúng ta ủng hộ ngươi.
ba đạo thân ảnh bất phàm đi tới bên người Lục Lâm Thiên, chính là ba người Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, bốn người chạm tay, để cho chiến ý Lục Lâm Thiên càng tăng lên. Dường như hắn thành thục hơn một chút. Trong đoàn người, Dương Diệu nhìn thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Siêu. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, tiếp đó đã xuất hiện ở giữa sân rồi lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Đối chiến với Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên, Lục Lâm Thiên không dám sơ ý một chút nào. Bởi vì việc này liên quan tới Địa Tâm Linh Ngọc. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đi tới giữa sân, bầu không khí trên Địa Long Đỉnh bắt đầu có chút căng thẳng. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả và cường giả thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm trước đánh một trận. Đối với kết quả này trong lòng mọi người vô cùng chờ mong không gì sánh được. Bầu trời bắt đầu sáng rõ, ánh sáng chiếu rọi, tầm nhìn bắt đầu sáng lên, trên Vân Dương Tông, biển mây cuồn cuộn giống như tiên cảnh. Tới rồi. Cũng không có bao lâu, Lục Lâm Thiên nhíu mày, trên không trung phía xa lúc này đã có ba động. Tới rồi. Giống. Một tiếng gầm gừ lớn vang lên, một đầu yêu thú phi hành khổng lồ tức thì xuất hiện, quanh thân được bao phủ bởi bộ lông màu vàng. Bộ lông này giống như hoàng kim, vô cùng chói mắt. Đôi mắt sắc bén giống như đao mang. Kim Sí Yêu Ưng, là tông chủ tới. Là tông chủ tới. Ra mắt tông chủ. Trên Địa Long Đỉnh, mấy vạn đệ tử tức thì hành lễ, thanh âm quanh quẩn trên Địa Long Đỉnh. Miễn lễ đi. Thanh âm vừa dứt, trên Kim Sí Yêu Ưng. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên trực tiếp đáp xuống sân rộng. Trường bào màu xanh trên người run lên, chắp tay mà đứng, quanh thân có một cỗ khí phách tràn ra. Lúc này bầu không khí trên sân rộng càng thêm khẩn trương. Nhìn hai người giữa sân, mấy vạn ánh mắt chăm chú nhìn vào, không dám có chút lơ là. Lục Lâm Thiên nhíu mày, một cỗ khí tức giống như cụ thú ngủ say thức tỉnh tràn ra, tinh quang trong mắt hiện lên, rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Tiểu tử! Hiện tại ngươi hối hận còn kịp. Nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên mở miệng nói. Nhạc phụ đại nhân, ra tay đi. Lục Lâm Thiên lắc đầu, hắn không còn cách nào khác. Địa Tâm Linh Ngọc này hắn nhất định phải thu được, ánh mắt khẽ đổi, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Có dũng khí, nhưng mà ta nói cho ngươi biết, một khi động thủ ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Vân Khiếu Thiên nói xong. Trường bào màu xanh quanh người không gió tự động bay, áo choàng rung động. Gợn sóng trong không gian dùng mắt thường khó có thể thấy được đang ba động. Một khi lên đài không còn là thân nhân nữa, tiểu tế cũng không khách khí. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, lúc này cũng có một cỗ khí tức ba động, vô hình chung quanh quẩn chung quanh người hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt có chút phức tạp. Ngươi ra tay trước đi, để ta nhìn xem thực lực hiện tại của ngươi rốt cuộc đã tới bước nào rồi. Khí tức ngập trời của Vân Khiếu Thiên lan tràn, cỗ khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên vô hình chung đã bị ảnh hưởng. Nghe vậy, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên thu lại, thanh linh khải giáp hình thái thứ nhất lập tức bao trùm trên người, khí tức ầm ầm bạo phát. Cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đổi. Một cỗ khí tức chậm rãi lan tràn, hai người đứng ở phía xa đối diện, lúc này trong không gian đột nhiên có hai cỗ khí tức ba động. Hai cỗ khí tức vô hình này tràn ra chung quanh khiến cho hô hấp của mọi người chung quanh có chút khó khăn. Gợn sóng ở giữa hai người lúc này bắt đầu ba động. Thật mạnh mẽ. Khí tức của hai người khiến cho chúng trưởng lão, hộ pháp than thở. Trong khí tức ba động Lục Lâm Thiên vô hình chung cảm giác được có một cỗ khí tức đang bao vây hắn, khiến cho hắn có cảm giác giống như có cự thạch đè lên người. Thực lực của Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên quả nhiên không tầm thường. So với Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên còn mạnh hơn nhiều. Trong bầu không khí khẩn trương này, ánh mắt Lục Trung cũng cực kỳ hồi hộp, hai tay nắm chặt, ánh mắt vừa khẩn trương vừa chờ mong. Nhạc phụ, tiểu tế đắc tội. Khí tức áp xuống càng ngày càng nặng. Nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt nhảy ra, bàn chân đạp mặt đất, quang mang chớp động. Ngay khi bàn chân Lục Lâm Thiên đạp mặt đất, trong sát na khi quang mang dưới chân tiếp xúc với mặt đất, trên mặt đất đột nhiên có một cỗ lực lượng va chạm với nhau. Một thanh âm trầm muộn không hề có dấu hiệu báo trước nào nổi lên. Cạch cạch. Mặt đất rung chuyển, đá phiến cứng rắn trên mặt đất lập tức bị nghiền nát giống như đậu hũ. Đất đá bắn tứ tung. Giờ phút này bầu không khí khẩn trương, căng cứng kia rốt cuộc cũng nổ tung. Tiếp theo, thân ảnh Lục Lâm Thiên giống như mũi tên rời cung giống như lợi tiễn bắn đi. Chân khí bạo phát.
thân ảnh ầm ầm phóng lên cao. Chỉ trong nháy mắt năng lượng thuộc tính thổ hội tụ trên cao. Bỗng nhiên hai chân liên tiếp đá ra vô số cước ấn, từng đạo cước ấn thoáng chốc bắn ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, cước ấn ngập trời giống như một đóa hoa nở rộ, mỗi một đạo quang mang đều mang theo lực lượng xé rách không gian mang theo tư thế sấm sét hội tụ thành một cơn lốc. Năng lượng kinh khủng dưới vạn ánh mắt lập tức hung hăng bao phủ Vân Khiếu Thiên. Ầm ầm, công kích của vũ kỹ địa cấp tràn ngập không gian. Không gian đột nhiên bành trướng với tốc độ bằng mắt thường không thể thấy được. Ngay sau đó không gian trực tiếp nổ tung, kình phong đáng sợ trong nháy mắt phô thiên cái địa bạo phát. Vừa ra tay đã đánh ra vũ kỹ kinh khủng như vậy khiến cho mọi người có mặt trợn mắt líu lưỡi. Thực lực của Lục Lâm Thiên không ngờ đã kinh khủng tới trình độ như vậy. Xa trong không trung, mấy đạo khí tức mịt mờ trong nháy mắt cũng giật mình. Tiểu tử này không ngờ đã tới Vũ Vương cửu trọng. Đồng thời sắc mặt Vân Khiếu Thiên lập tức khó coi, hắn thật không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên đã tới Vũ Vương cửu trọng. Thảo nào tiểu tử này dám đánh với hắn một trận. Phá! Không có thời gian kinh ngạc, Vân Khiếu Thiên trừng mắt, thủ ấn lặng lẽ kết xuất, quang mang đại thịnh. Trong tay có một đạo trưởng ấn đem theo tàn ảnh nhanh như thiểm điện va chạm với vô số cước ấn chung quanh. Phanh phanh! Hai đạo công kích va chạm, kình phong bắn ra, cả không trung phương viên mấy nghìn thước hỗn loạn. Gợn sóng trong không gian bạo liệt. Toàn bộ không gian ba động mạnh mẽ. Cạch cạch. Trong không gian hỗn loạn, thân ảnh Vân Khiếu Thiên phóng lên cao, không gian chung quanh trong nháy mắt nứt nẻ. Một chiêu giao thủ, thân ảnh hai người tức thì từ trên không trung bay ngược xuống, chân khí cường hãn tràn ngập chung quanh khiến cho không trung rung động rồi chậm rãi khuếch tán. Gợn sóng cuồn cuộn khuếch tán về bốn phía. Chiêu thứ nhất của hai người đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy đối với những đệ tử có thực lực thấp mà nói ra khiến cho bọn họ triệt để chấn động. Hóa ra cường giả giao thủ, mỗi một cái giơ tay nhấc trên đều kinh khủng tới mức như vậy. Khục! Dưới một chiêu, thân thể Lục Lâm Thiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào. Thân thể tức thì bị đẩy lùi, chỉ là có bất diệt huyền thể, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Tiểu tử, chỉ mong ngươi không hối hận. Trong nháy mắt một đạo khí tức cường hãi trong bầu trời đột nhiên tràn ra. Thanh âm trầm thấp của Vân Khiếu Thiên tức thì vang lên trên không trung. Tiếp đó, một cỗ lực lượng không gian tức thì bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Lục Lâm Thiên tức thì cảm giác được có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ràng buộc hắn, không gian lực này chính là tượng trưng của cường giả Vũ Tôn. Chúc mừng nhạc phụ đột phá, nhưng mà chỉ bằng như vậy còn chưa đủ khiến tiểu tế hối hận. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt. Quanh thân có một cỗ quang mang không gian tuôn ra. Không gian thuộc tính thổ tràn ngập, áp lực tức thì giảm đi. Tuy rằng hắn vẫn vô cùng tốn sức, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống lại không gian lực ràng buộc quanh người. Ồ! Không gian thuộc tính mạnh mẽ như vậy khiến cho không gian lực bị đẩy ra ngoài, Vân Khiếu Thiên không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt thân ảnh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Thân ảnh đem theo không gian vặn vẹo trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên cùng với một cỗ khí tức cường hãn, không gian run lên. Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng đã có phòng bị từ sớm. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, phù quang lược ảnh được thi triển, thân thể chợt léo lên rồi lập tức thối lui. Phù quang lược ảnh chính là vũ kỹ thân pháp của Vân Dương Tông ta, sao ngươi có thể nhanh bằng ta được? Ngay khi Lục Lâm Thiên thối lui, thân ảnh Vân Khiếu Thiên xẹt qua không gian, gợn sóng trong không gian nhoáng lên. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên trực tiếp xuất hiện trên bầu trời trước người Lục Lâm Thiên. Thật không, tiểu tế cũng không thực sự muốn lùi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười quỷ dị, hai tay kết thủ ấn. Trọng thủy kết giới. Tử vong bảo. Trong nháy mắt trong tay phải Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo trưởng ấn. Một tiếng rít gào trầm thấp từ bên trong vang lên. Cả không trung rít gào. Một cỗ không khí cuồng bạo giống như một cơn lốc xuất hiện. Trong nháy mắt giống như là che phủ không gian, cơn lốc đột nhiên bao phủ, phô thiên cái địa tràn ra, tức thì bao phủ Vân Khiếu Thiên vào bên trong. Đồng thời, trong tay trái Lục Lâm Thiên đồng thời cũng thôi động ra một đạo thủ ấn, năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm hóa thành sóng nước, chồng chất lên nhau, hóa thành một vòng xoáy xoay tròn, khiến cho không gian mơ hồ văn tung tóe. Tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới. Hai loại công kích thuộc tính khác nhau, Lục Lâm Thiên đã sớm thí nghiệm qua. Sau khi dung hợp hai loại công kích thuộc tính khác nhau thì uy năng tăng lên nhiều. Vũ kỹ địa cấp sơ giai,
sau khi dung hợp uy năng tăng lên tuyệt đối có thể tiếp cận tới vũ khí địa cấp trung giai. Một cơn lốc và một vòng xoáy hội tụ, hai cỗ lực lượng kinh khủng dung nhập vào làm một, không gian lúc này liên tục run rẩy. Dùng một tốc độ gần như hủy diệt đánh tới, hội tụ tạo thành một vòng xoáy kinh khủng, vô cùng to lớn vây khốn Vân Khiếu Thiên vào bên trong. Biến hóa như vậy khiến cho ánh mắt Vân Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng. Thực lực của Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ngay từ đầu hắn đã không ngờ tới tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên đã là Vũ Vương cửu trọng, thời gian còn chưa tới một năm, thực lực Lục Lâm Thiên không ngờ lại từ Vũ Vương nhị trọng đột phá lên Vũ Vương cửu trọng, hắn làm sao có thể ngờ tới. Lưu Phong Yêu Lân Giáp. Trong nháy mắt, vẻ mặt Vân Khiếu Thiên ngưng trọng, dưới uy lực kinh khủng như vậy, sợ rằng Vũ Tôn nhất trọng bình thường cũng khó có thể đánh ra được. Thế nhưng Lục Lâm Thiên là vũ giả ngũ hệ, công kích không ngờ lại kinh khủng tới mức vượt qua cái hào rộng là tôn cấp. Siêu. Trong nháy mắt trên người Vân Khiếu Thiên có lưu quang màu trắng chói mắt lóe lên, một kiện khải giáp màu trắng bao phủ, trên khải giáp tràn ngập lưu quang nhàn nhạt, ngoài khải giáp, gợn sóng trong không gian không ngừng khuếch tán. Một cỗ khí tức bàng bạc bắt đầu tràn ra, quang mang chói mắt bạo phát. Mà trong chớp mắt này hai đạo công kích của Lục Lâm Thiên đã đánh tới. Cỗ năng lượng giống như thực chất từ trong tràn ra, cả không gian dưới cỗ năng lượng đáng sợ này trở nên vặn vẹo. Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh hai người hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Kinh khí cuồng bạo bao phủ, không gian vặn vẹo, người ở đây căn bản khó có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Phanh phanh phanh, không gian như nứt ra, từng tiếng nổ giống như sấm sét bạo phát. Khí tức cường hãn này xé rách không gian mang theo lực lượng va chạm bắn ra tia lửa. Kinh khí kinh khủng lan tràn tạo ra từng cái khe không gian đen kịt. Cái khe không gian kia khiến cho mọi người nhìn vào lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn. Quá kinh khủng. Thực lực như vậy làm cho mọi người chấn động không thể nói lên lời. Khục khục. Không gian bị xé rách, kinh khí tiêu tán. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên xuất hiện, quanh thân hắn lúc này được một kiện khải giáp màu trắng bao phủ. Trên kiện khải giáp màu trắng này tràn ngập năng lượng thuộc tính phong quanh quẩn. Lân phiến màu trắng trên khải giáp giống như là lông chim vậy. Kiện khải giáp này cực kỳ tà dị khiến cho Vân Khiếu Thiên vốn đã làm cho người khác cảm thấy tà dị lúc này càng trở nên tà dị hơn. Vừa rồi hắn dựa vào kiện khải giáp màu trắng này mới có thể ngăn chặn được công kích dung hợp của trọng thủy kết giới và tử vong phong bạo. Linh khí phòng ngự địa cấp. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào kiện khải giáp màu trắng trên người Vân Khiếu Thiên. Đây là một kiện linh khí không dưới linh hoàng khải giáp của Mộ Dung Lan Lan. Đều là tồn tại đứng đầu trong linh khí địa cấp. Vân Khiếu Thiên có linh khí địa cấp này, sợ rằng Vũ Tôn Tam Trọng cũng không nhất định có thể làm gì được. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt ngày càng ngưng trọng. Thực lực của Lục Lâm Thiên không ngờ lại kinh khủng tới mức này, khiến hắn phải thi triển Lưu Phong Yêu Lân Giáp để chống lại. Thực lực của tiểu tử này đã có thể trực tiếp chống lại Vũ Tôn. Sợ rằng Vũ Tôn nhất trọng bình thường dưới một kích dung hợp của hai vũ khí địa cấp sơ giai kia nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn. Mí mắt giật giật, Vân Khiếu Thiên không ngừng suy nghĩ, thảo nào tiểu tử này muốn đánh với hắn một trận, sợ rằng nếu như bản thân hắn không đột phá tôn cấp, vừa rồi nhất định sẽ thua. Nếu như bại trong tay tiểu tử này, trước mặt mấy vạn đệ tử Vân Dương Tông, mặt mũi quả thực mất hết. Tiểu tử, thực lực không tồi. Khẽ thở dài, Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên. Trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Thực lực như vậy trong đám người trẻ tuổi không có ai là đối thủ của tiểu tử này nữa. Thực lực của nhạc phụ cũng càng ngày càng mạnh a. Lục Lâm Thiên nói, khí tức trên người không ngừng tản ra. Trong lòng âm thầm suy nghĩ bản thân thế nào mới có thể đánh lại Vân Khiếu Thiên. Lục Lâm Thiên tính toán, thực lực bản thể của hắn chỉ tương đương với Vũ Tôn nhất trọng đỉnh phong. Vũ Tôn bình thường không khó đối phó. Thế nhưng đối phó với Vân Khiếu Thiên thì không làm được. Thi triển Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm có thể làm được, nhưng mà Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm chính là sát chiêu, Vân Khiếu Thiên cũng có con bài chưa lật, vạn nhất hắn không thu tay được thì phiền phức lớn. Thi triển thần khí Huyễn Ảnh Thanh Dực có lẽ không thành vấn đề, Vân Khiếu Thiên chỉ nói là không thể sử dụng thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh mà thôi, cũng không nói không được sử dụng thần khí khác. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết, thi triển Huyễn Ảnh Thanh Vũ, hắn cũng không thu tay được. Tới lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tu vi linh giả, bí pháp cửu chuyển thiên linh, Lục Lâm Thiên đoán có lẽ sẽ giúp hắn từ linh vương cửu trọng đỉnh phong tới linh tôn nhị trọng. Hơn nữa lại thi triển bí pháp phân thân, lại có thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ,
sợ rằng cũng có thể chống lại được. Ba loại biện pháp đều có thể, thế nhưng Lục Lâm Thiên không biết nên lựa chọn biện pháp nào cho tốt. Trong lòng hiện tại cực kỳ mâu thuẫn. Tiểu tử, tới phiên ta. Vân Khiếu Thiên không cho Lục Lâm Thiên thời gian suy nghĩ, thân ảnh chợt lóe lên rồi giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước người Lục Lâm Thiên. Tốc độ nhanh tới mức độ vô cùng kinh khủng. Vì sao lại nhanh như vậy? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, cho dù là vũ tôn nhất trọng nắm trong tay không gian, dưới sự trợ giúp của không gian lực thì tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy được. Lưu Phong Trảm. Vân Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, chân khí bạo phát, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn dắt theo năng lượng thuộc tính phong khiến cho cả không gian run lên. Trong nháy mắt có một đạo thủ ấn mạnh mẽ bắn ra quang mang chói mắt giống như đao mang ầm ầm cắt vỡ không gian bắn về phía Lục Lâm Thiên. Chân linh cấm không trưởng. Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo trưởng ấn, khí tức quỷ dị khiến cho người khác run sợ, giống như có thể trói buộc không gian một phương, báo đạo không gì sánh được. Cỗ khí tức này không ngừng từ trên người Lục Lâm Thiên tràn ra. Phá! Trưởng ấn của Vân Khiếu Thiên trực tiếp phá vỡ không gian, nhưng dưới sự ngăn cản của Lục Lâm Thiên, trưởng ấn giống như đao mang trong nháy mắt bị suy yếu không ít. Thế nhưng trưởng ấn vẫn nhanh chóng đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Phanh! Lục Lâm Thiên thật không ngờ tốc độ và thực lực của Vân Khiếu Thiên đều vượt quá dự liệu của hắn cho nên bị trưởng ấn bổ vào vai. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống, thân hình Lục Lâm Thiên trong nháy mắt bị đánh bay đi, sau khi lùi lại hơn 10 thước mới có thể ổn định lại thân hình. Khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, tuy rằng không có việc gì, thế nhưng cảm giác này cũng không hề dễ chịu một chút nào. Lục Lâm Thiên lập tức ngưng trọng, tốc độ của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên rất nhanh, nhanh hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Mà công kích dường như so với vũ tôn nhất trọng còn mạnh hơn nhiều. Đặc biệt ngay từ chiêu thứ nhất Lục Lâm Thiên có thể nhận ra công kích của nhạc phụ mạnh hơn nhiều lắm. Dường như là hai người vậy khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử, Lưu Phong yêu lân giáp này của ta còn có một chút tác dụng đặc thù, có thể tăng cường phân nửa lực công kích. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên khẽ cười nói. Thảo nào! Lục Lâm Thiên nhíu mày. Thảo nào ngay từ đầu công kích của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên lại mạnh như vậy, hóa ra là bởi vì liên quan tới Lưu Phong yêu lân giáp này. Thực lực của ngươi đã rất mạnh rồi, thế nhưng không thể thắng được ta, chịu thua đi. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nhạc phụ, những lời này phải là tiểu tế nói mới đúng. Lục Lâm Thiên mang theo ngạo khí 10 phần mỉm cười nói. Đối với thực lực của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên Lục Lâm Thiên cũng đoán ra được một chút. Vân Khiếu Thiên có Lưu Phong yêu lân giáp, lực phòng ngự ngay cả vũ tôn tam trọng cũng khó có thể làm gì được. Lưu Phong yêu lân giáp này còn có tác dụng tăng cường lực công kích. Vốn công kích của Vân Khiếu Thiên đã mạnh, sau khi được gia tăng lại càng thêm mạnh mẽ, chỉ sợ tuyệt đối đã tới vũ tôn nhị trọng, thậm chí còn đạt tới vũ tôn nhị trọng đỉnh phong. Loại thực lực này tuy rằng rất mạnh, hắn không thi triển con bài chưa lật thì không thể đối phó được. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết loại thực lực này không làm gì được hắn. Bởi vì công kích của vũ tôn nhị trọng đỉnh phong với hắn mà nói, có bất diệt huyền thể hắn hoàn toàn có thể chống lại. Hảo tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vân Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên, dưới chân đột nhiên tạo ra một đường vòng cung quỷ mị, tức thì lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên đã thấy rõ, nhạc phụ không những thi triển lực không gian mà còn có một loại vũ kỹ thân pháp. Loại vũ kỹ thân pháp này so với phù quang lược ảnh thì có chút tương tự, hoặc là nói trong vũ kỹ thân pháp này có hình bóng của phù quang lược ảnh. Dường như có quan hệ với phù quang lược ảnh. Siêu! Trong chớp mắt này, khi thân ảnh Vân Khiếu Thiên xuất hiện, một đạo chảo ấn trong tay trong nháy mắt xuất hiện mang theo không gian vặn vẹo đồng thời đành vào trên người Lục Lâm Thiên. Hừ, vậy thì so xem lực phòng ngự của ai mạnh mẽ hơn. Lục Lâm Thiên cắn răng, ánh mắt trầm xuống. Chân khí quanh thân bạo phát tới cực hạn, tức thì ầm ầm đánh tới. Địa phong quyền, cương phong phá không trưởng. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên lóe sáng, từng đạo công kích lập tức được đánh ra. Tề thiên liệt địa chảo, chu tước huyền vũ quyết, trọng thủy kết giới, đại địa vô ảnh cước. Vân Khiếu Thiên thi triển một đạo công kích thì Lục Lâm Thiên thi triển hai đạo công kích. Công kích như bài sơn hải đảo lập tức được đánh ra. Thủ đoạn trong chớp mắt đánh ra vũ khí của Lục Lâm Thiên cực kỳ biến thái. Phanh phan hát phanh. Lực lượng giống như lưu tinh va chạm vào nhau, toàn bộ không gian hỗn loạn.
mỗi một lần lực lượng va chạm đều vang lên âm hưởng vô cùng lớn. Trong nháy mắt kình phong đáng sợ phô thiên cái địa khuếch tán ra bốn phía. Oanh! Kình phong khuếch tán, phương viên hơn 1.000 thước chung quanh hỗn loạn, gợn sóng trong không gian bạo liệt. Toàn bộ không gian ba động không ngừng. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại có nhiều vũ kỹ địa cấp mà ngay cả vũ kỹ địa cấp cũng có thể nhanh chóng thi triển ra như vậy. Thực lực của tông chủ cũng mạnh, vừa rồi đã trực tiếp đánh bay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sư huynh rất mạnh, tông chủ vừa rồi hình như cũng bị đánh bay. Tông chủ và Lục Lâm Thiên sư huynh quá mạnh mẽ. Nhìn không gian hỗn loạn giữa sân, tất cả trưởng lão của Vân Dương Tông đều kinh hãi. Tất cả đệ tử cũng kinh ngạc tới há hốc mồm nhìn vào trong sân. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Lóc Tam nắm chặt tay. Nhìn loại thực lực này trong lòng cả đám hiểu rõ, thực lực của bọn họ còn xa mới có thể đuổi kịp. Chỉ bằng dư âm của kình khí vừa rồi cũng đủ để khiến cho bọn họ bị thương nặng. Hai người này không ai được bị thương a. Dùng thực lực của La Lan căn bản không thể nhìn vào một màn này. Nghe thấy từng thanh âm bạo liệt, trong lòng nàng vô cùng kinh hãi. Lúc này vẻ mặt Vân Hồng Lăng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một người là phụ thân nàng, một người là hôn phu, chỉ mong hai người không có ai bị thương. Phong nộ thiên hạ. Kình phong ấn. Từng tiếng hét lớn trong miệng Vân Khiếu Thiên vang lên, càng lúc hắn càng kinh hãi. Tiểu tử Lục Lâm Thiên quả thực giống như đang liều mạng, căn bản không e ngại bất kỳ một công kích nào. Còn tiện tay đánh ra vũ kỹ khiến cho hắn đau đầu không ngớt, bị vướng cân vướng tay cho nên bất chi bất giác từ thế công kích chuyển thành thế thủ. Đại địa vô ảnh cước. Chân linh cấm không trưởng. Tề thiên liệt địa trảo. Tử vong phong bạo. Tiếng quát của Lục Lâm Thiên không ngừng vang lên, từng đạo vũ kỹ địa cấp trực tiếp được đánh ra, như bài sơn hải đảo đánh về phía Vân Khiếu Thiên. Ầm ầm, từng đạo công kích tràn ngập không gian. Không gian dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy được nhanh như thiểm điện bành trướng. Ngay sau đó không gian trực tiếp nổ tung, kình phong đáng sợ, phô thiên cái địa khuếch tán. Lúc này mục đích của Lục Lâm Thiên vô cùng đơn giản, chính là so lực phòng ngự với Vân Khiếu Thiên. Lục Lâm Thiên tự tin, lực phòng ngự của Vân Khiếu Thiên dù mạnh thế nào cũng không mạnh bằng thanh linh khải giáp và bất diệt huyền thể của hắn. Ầm ầm, từng đạo công kích của hai người va chạm, người tới ta đi, kình phong khuếch tán. Không trung phương viên mấy nghìn thước chung quanh hỗn loạn, gợn sóng bạo liệt, hai người trong không gian hỗn loạn không ngừng đánh ra công kích mạnh mẽ. Phanh phanh. Lại một đạo công kích kinh khủng được đánh ra, trong công kích bài sơn hải đảo thân thể Lục Lâm Thiên lần thứ hai bị đánh ra, trên thanh linh khải giáp cũng xuất hiện không ít vết sâu. Khục khục, Vân Khiếu Thiên cũng bị đẩy lùi, toàn bộ không gian cấp tốc ba động. Kình phong khuếch tán, hung hăng đánh vào trên khải giáp. Khải giáp bị nứt nẻ không ít, quang mang cũng mở đi, cũng có không ít vết lõm. Xa xa, mấy đạo thân ảnh trên ngọn núi phía xa hứng thú nhìn hai người giao thủ. Sắc mặt cả đám không ngừng biến hóa. Lục Lâm Thiên này không hổ là người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi. Khiếu Thiên không ngờ lại không chiếm được tiện nghi nào. Một lão giả lên tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lục Lâm Thiên này mới tu luyện bao lâu a? Không ngờ đã có thành tựu như vậy, lại thêm thiên phú của hắn, đợi thêm một thời gian nữa thành tựu không thể hạn lượng. Một lão giả áo lam nói. Lục Lâm Thiên này sợ rằng cũng có lực phòng ngự kinh khủng của Huyền Thiên Yêu Tôn, còn có khả năng thuấn phát vũ kỹ địa cấp biến thái, Khiếu Thiên muốn động tới tiểu tử Lục Lâm Thiên này sợ rằng không được. Trừ phi vận dụng con bài chưa lật. Một trưởng lão nói, ta vẫn có chút hoài nghi, dường như tiểu tử kia vẫn chưa dùng toàn lực, dường như hắn cũng có con bài chưa lật. Trong không gian hỗn loạn, khi tất cả bình tĩnh trở lại thì thân ảnh hai người Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên đồng thời xuất hiện, dáng vẻ có chút chật vật. Dường như kẻ tám lạng người nửa cân. Trong lòng Vân Khiếu Thiên lúc này vô cùng chấn động, hắn không ngờ mình không thể làm gì được tiểu tử này, lực phòng ngự quả thực quá biến thái khiến cho hắn thúc thủ vô sách. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng có chút ngưng trọng, lưu phong yêu lân giáp này của Vân Khiếu Thiên quả thực quá kinh khủng, ngoài lực phòng ngự kinh khủng ra còn có thể đề cao gấp đôi lực công kích, hơn xa vũ tôn nhất trọng. Lúc này nhạc phụ Vân Khiếu Thiên không thể mà gì được hắn. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được Vân Khiếu Thiên, dường như có chút giằng co. Hảo tiểu tử, thực lực quả thực không tồi. Thế nhưng kế tiếp ta sẽ không khách khí nữa, ngươi giờ hối hận còn kịp. Vân Khiếu Thiên hỏi Lục Lâm Thiên, tới lúc này Vân Khiếu Thiên biết mình chỉ có thể dùng toàn lực mà thôi. Nhạc phụ cứ việc phóng ngựa qua.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, muốn động tới hắn cũng không phải là việc dễ dàng. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, trong giây lát, chân khí dưới chân tuôn ra tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này cực kỳ kỳ quái, trong nháy mắt xoay tròn, đem Vân Khiếu Thiên bao phủ vào bên trong. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong nháy mắt phía sau hắn xuất hiện ba động. Trong lòng thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng bố trí không gian thuộc tính thổ, thân ảnh đồng thời cũng thối lui. Thế nhưng dường như vẫn chậm, không gian thuộc tính thổ hoàn toàn không thể ngăn cản Vân Khiếu Thiên. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên được một tầng quang mang màu trắng bao phủ, ngay trong nháy mắt lập tức xuất hiện, cánh tay đánh ra một đạo trưởng ấn đập vào lưng Lục Lâm Thiên, tốc độ nhanh tới mức đáng sợ. Nhưng mà lúc này Vân Khiếu Thiên cũng cảm thấy rất hài lòng, bởi vì lĩnh ngộ thuộc tính của Lục Lâm Thiên không ngờ lại mạnh như vậy, có thể trực tiếp áp chế, khiến cho tốc độ của hắn giảm đi. Tuy rằng thoạt nhìn cực nhanh, chỉ là uy lực dưới không gian thuộc tính này cũng giảm đi hơn phân nửa. Phanh phanh. Thanh âm trầm muộn từ trên vai Lục Lâm Thiên vang lên, thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo bị đánh bay. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, có bất diệt huyền thể và thanh linh khải giáp, thân thể hắn không có một chút thương tổn nào. Thế nhưng cảm giác cũng không dễ chịu gì, giống như là người thường rơi đập vào mặt nước vậy, không bị tổn thương thân thể, thế nhưng cỗ lực lượng mạnh mẽ kia đánh vào cũng khiến cho cơ thể khó chịu. Phanh! Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới ổn định thân hình thì Vân Khiếu Thiên đã trực tiếp xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Không xong. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm nghĩ không tốt, không có một chút do dự nào, tử vong phong bạo được đánh ra. Cuồng phong gào thét, lực lượng bàng bạc xoay quanh không trung, khiến cho không gian bị xé rách. Phanh. Mà ngay trong nháy mắt này thân ảnh Vân Khiếu Thiên đột nhiên tiếp thoát khỏi sự bao phủ của tử vong phong bạo, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh vào trên ngực Lục Lâm Thiên, tiếng trầm muộn trầm thấp vang vọng lần nữa. Tâm thần của Lục Lâm Thiên rõ ràng đã nhìn thấy Vân Khiếu Thiên, thế nhưng trên phương diện tốc độ lại không thể so sánh được với vị nhạc phụ này. Tốc độ của Vân Khiếu Thiên lúc này đã tới mức độ giống như thiểm điện, cho nên hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn một trưởng này rơi vào trên ngực mình. Ầm ầm, Lục Lâm Thiên từ giữa không trung bị đánh bay xuống mặt đất. Cả địa long đỉnh khẽ rung động. Nơi hắn rơi xuống trực tiếp tạo thành một cái hố to. Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Khuất Đao Tuyệt tức thì lo lắng. Chỉ có Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư không có chút lo lắng nào. Lục Lâm Thiên Sư Huynh thất bại rồi sao? Ngay khi không ít đệ tử thầm suy nghĩ như vậy thì trong nháy mắt, thân ảnh Lục Lâm Thiên từ dưới cái hố to nhảy ra. Thân hình đứng ở trên sân rộng phủi bụi trên người mình, cũng không giống như có việc gì. Chỉ chật vật một chút mà thôi, cả người đầy những bụi đất. Tiểu tử, chịu thua đi. Giữa không trung, Vân Khiếu Thiên đắc ý cười to, tốc độ của tiểu tử này cũng không nhanh bằng hắn, trên phương diện tốc độ đã bị hắn áp chế. Trong khi đắc ý đồng thời Vân Khiếu Thiên cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, linh khí phi hành địa cấp kia trên người tiểu tử này bất phàm, hôm nay sao tiểu tử này lại không thôi động ra. Nếu như thi triển, sợ rằng hắn cũng không dễ ứng phó được. Cáo giả này quả thực là mạnh a, chính người không khách khí với ta trước, ta cũng cho người đủ mặt mũi. Kế tiếp ta sẽ không khách khí nữa. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn bầu trời, thầm nghĩ trong lòng một tiếng rồi nói. Nhạc phụ, bằng không người chịu thua đi, nếu không tiểu tế cũng chỉ có thể dùng toàn lực. Lục Lâm Thiên vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người cây ết yêu ta ép sợ, bọn họ thật không ngờ Lục Lâm Thiên từ đầu tới giờ lại không dùng toàn lực. Tiểu tử, còn chưa chịu thua sao? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, thân ảnh chợt lóe, tức thì lần nữa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Lục Lâm Thiên không có một chút do dự nào, ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt thôi động hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Năng lượng tràn ngập thanh linh khải giáp, dưới cỗ năng lượng kinh khủng này quang mang hóa thành quang mang màu xanh, điện mang quanh quẩn. Lân phiến của thanh linh khải giáp thu vào trong. Bao vây lấy thân hình Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Tất cả lân phiến trên thanh linh khải giáp không ngừng biến hóa, thanh linh khải giáp trọng tổ mang theo năng lượng kinh người. Bản thể của Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng biến hóa, thân hình biến hóa dưới sự bao phủ của lân phiến, gân cốt cơ thể, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản đều được mở rộng. Lân phiến rậm rạp giống như một tấm lưới lớn khiến cho thân thể bên trong biến hóa ra một hình thái riêng. Trong nháy mắt ngắn ngủi. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai tay Lục Lâm Thiên đã hóa thành hổ chảo lớn, toàn thân được lân phiến bao trùm. Thân thể cao 10 trượng,
dài 3-40 trượng, cả người màu xanh, toàn thân và tứ chi đều được lân phiến giống như đao mang màu xanh bao phủ. Lân phiến màu xanh này bao vây thân thể Lục Lâm Thiên vào bên trong. Trên lân phiến màu xanh còn được bao trùm bởi bí văn màu trắng. Hai mắt trên cái đầu cũng được mở rộng, đều được lân phiến bao quanh. Lúc này Lục Lâm Thiên hầu như biến thành một đầu cự hổ trắng xanh, nhìn qua hung mãnh dị thường, quanh thân tràn ngập điện mang, một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Trời ạ, có chuyện gì sao? Sao lại biến thành cự hổ? Đây chẳng lẽ là vũ kỹ sao? Mọi người cây ết yêu ta ép sợ, kinh hãi không nói ra lời. Đám người Lục Trung, Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, Vân Hồng Lăng, Khuất Đao Tuyệt kinh ngạc tới rất cằm, bởi vì điều này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nói thì chậm, thế nhưng trên thực tế cũng chỉ trong thời gian chớp mắt mà thôi. Trong nháy mắt này Vân Khiếu Thiên cũng đã sớm đi tới bên cạnh thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Thân ảnh bởi vì cây ết yêu ta ép sợ cho nên dừng lại một chút. Oanh! Sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy biến hóa như vậy của Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên cũng chỉ kinh hãi trong nháy mắt, lập tức có thể nhìn ra đây là Lục Lâm Thiên thi triển bí pháp hoặc là một loại vũ kỹ phòng ngự có uy lực đặc biệt. Cánh tay mang theo một đạo quyền ấn trong nháy mắt đập về phía thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Một thanh âm trầm thấp vang lên, quyền ấn đánh lưng hổ Lục Lâm Thiên, lưu quang tức thì quanh quẩn. Ken két. Đồng thời, một quyền của Vân Khiếu Thiên vừa mới đánh vào trên người Lục Lâm Thiên thì hắn lập tức cảm giác được bản thân giống như đang đánh vào một khối cự thạch không thể lay động. Trong nháy mắt trên thân thể cao lớn của Lục Lâm Thiên có điện mang bạo phát, một cỗ điện mang lớn tức thì ngạnh kháng với quyền ấn. Không xong. Biến hóa quỷ dị như vậy khiến cho sắc mặt Vân Khiếu Thiên đại biến. Cỗ điện mang nhìn qua yếu đuối này tức thì chạy ào ào vào trong cơ thể hắn. Điện mang kinh khủng trùng chung quanh, khi điện mang tiêu thất thì thân hình Vân Khiếu Thiên đã lảo đảo lui về phía sau mấy chục thước. Điện mang này quá đáng sợ, nơi điện mang đánh vào toàn thân hắn như mềm nhũn, chân khí cũng đình trệ. Giống. Một tiếng hét lớn giống như hổ gầm từ chóp miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Dưới cỗ uy áp này, tất cả các yêu thú chung quanh toàn thân run rẩy. Dưới tiếng rít gào này, ngay cả đệ tử bình thường cũng phải che lỗ tai lại, vẻ mặt đỏ bừng. Lực phòng ngự đúng là mạnh mẽ a. Giờ phút này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Một quyền vừa rồi của Vân Khiếu Thiên vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn lại không có việc gì. Hắn có cảm giác công kích của nhạc phụ Vân Khiếu Thiên chỉ khiến cho lân phiến trên người có chút rung động mà thôi. Giống như là một tiểu đồng 5 tuổi đánh vào trên người trưởng thành, tuy rằng có chút lực lượng thế nhưng người trưởng thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà kích động. Thân hình chuyển động, bốn chi mạnh mẽ có lực, hắn có cảm giác khải giáp hình hổ này có thể đem tới lực lượng mạnh mẽ cùng với tốc độ kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi, nhìn đầu cự hổ uy mãnh trên sân rộng khiến cho người thiếu can đảm hồn phi phách tán, gợn sóng quanh thân lay động liên tục. Giống. Tứ chi trên thân thể cao lớn của Lục Lâm Thiên vung lên. Lực lượng hùng hậu lập tức bạo phát. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Khiếu Thiên đang kinh ngạc trên bầu trời. Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên lúc này thoạt nhìn không tốt cho lắm. Hắn không ngờ Lục Lâm Thiên lại còn có thủ đoạn kinh khủng như vậy, thân thể to lớn kia khiến cho tâm thần hắn cũng phải rung động. Tới phiên tiểu tử. Con mắt lớn của Lục Lâm Thiên trầm xuống, hai chảo vung lên, tâm niệm khẽ động, trên hai chảo lập tức có điện mang quanh quẩn. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác. Một chảo này của hắn mà chụp xuống sẽ có lực lượng xé rách không gian. Chỉ bằng vào thực lực của bản thể, uy lực của một chảo này đánh ra tuyệt đối có thể xé tan vũ tôn nhất trọng thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó thân thể hình hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên dựng lên giống như mãnh hổ vồ mồi mang theo uy thế kinh người, thân thể uy vũ dữ tợn giống như trực tiếp đánh văng không gian, nhanh như thiểm điện lao về phía Vân Khiếu Thiên. Hừ! Vân Khiếu Thiên nhíu mày, nhìn đầu cự hổ đánh tới, thủ ấn được kết. Tay phải bỗng nhiên nhấc lên, chân khí thuộc tính phong phô thiên cái địa bạo phát. Chân khí giống như một cơn lốc kinh người ba động, điên cuồng khuếch tán. Năng lượng thuộc tính phong nồng đậm hội tụ, không gian run lên từng đợt, cuối cùng ngưng tụ ra một trường ấn lớn. Năng lượng ba động đáng sợ từ bên trong tràn ngập ra, không gian chung quanh rung lên. Trường ấn dùng tốc độ kinh khủng nặng nề đánh về phía Lục Lâm Thiên. Khiến cho năng lượng như biển hội tụ như vậy. Sợ rằng đây đã là một kích toàn lực của Vân Khiếu Thiên.
Giống. Lục Lâm Thiên lao thẳng tới, trong lòng hắn cũng đã sớm có dự định. Tốc độ của Vân Khiếu Thiên càng ngày càng nhanh, đạo trưởng ấn này phá vỡ không gian trong nháy mắt vỗ vào trên người Lục Lâm Thiên. Trưởng ấn ầm ầm đánh vào trên thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên, thân thể của Lục Lâm Thiên lúc này cũng lảo đảo bị đẩy lùi, nhưng chỉ trong chớp mắt thân thể lập tức ổn định trở lại. Mà lúc này một trưởng của Vân Khiếu Thiên đánh xuống, không đánh thì còn tốt. Sau khi đánh xuống lập tức có một cỗ điện mang phản phệ, lập tứ cuồng bạo vọt tới. Vân Khiếu Thiên kinh ngạc thối lui cực kỳ nhanh, hắn thật không ngờ dưới một kích toàn lực của mình Lục Lâm Thiên lại không tổn hao một chút nào, lực phòng ngự của tiểu tử này không ngờ lại kinh khủng tới mức như vậy. Cùng lúc đó thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên áp sát, hai chảo tràn ngập điện mang kia đột nhiên uốn lượn, hai chảo mang một đám tàn ảnh, dường như tùy thời muốn xé rách không gian vậy. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Tiếp đó tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, hai chảo đột nhiên tạo thành một độ cung quái dị, trực tiếp dùng hai chảo thôi động Tề Thiên Liệt Địa Chảo, ầm ầm đánh về phía Vân Khiếu Thiên. Siêu. Giờ phút này không gian giống như phong vân biến sắc, toàn bộ không gian trên bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời lặng lẽ hội tụ tới. Một đạo chảo ấn được bắn ra, trong sát na chảo ấn dùng xu thế sấm sét trực tiếp đánh vào không gian nơi Vân Khiếu Thiên đang đứng. Cạch. Trong chớp mắt giữa không trung vang lên tiếng trầm muộn do không gian bị xé rách. Toàn bộ không gian run rẩy, từng đạo kình khí nóng bỏng khuếch tán, rồi trực tiếp xé rách không gian tạo ra từng cái khe đen kịt trong không gian khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn. Mà lúc này Vân Khiếu Thiên dưới tình huống trở tay không kịp đã bị chảo ấn bao phủ. Phanh. Trên bầu trời, không gian bị xé rách, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bị chụp xuống. Ầm ầm. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ, Vân Khiếu Thiên có Lưu Phong Yêu Lân giáp thế nhưng thân thể cũng không thể chịu nổi một đòn mạnh mẽ như vậy. Thân hình trực tiếp đập vào mặt đất tạo thành một cái hố sâu lớn, đá vụn bắn tứ tung, đất núi rung chuyển. Tất cả trưởng lão, hộ pháp nhìn nhau, ai cũng không ngờ tông chủ lại bị Lục Lâm Thiên đánh cho một đòn nghiêm trọng như vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không ngờ, hổ chảo phối hợp với Tề Thiên Liệt Địa Chảo lại có uy lực cường hãn tới như thế. Tề Thiên Liệt Địa Chảo phối hợp với Liệt Thiên cũng không có uy năng như vậy. Tề Thiên Liệt Địa Chảo là vũ kỹ địa cấp sơ giai, thế nhưng Lục Lâm Thiên phỏng đoán, dưới sự phối hợp với hổ chảo vừa rồi, gần như có thể so sánh với vũ kỹ địa cấp trung giai. Giống. Trong chớp mắt khi thầm nghĩ Lục Lâm Thiên cũng không có một chút chậm trễ nào, thân thể cự hổ khổng lồ trong bầu trời lập tức nhảy xuống. Một đạo hổ chảo lập tức đánh xuống, hung hăng bổ vào Vân Khiếu Thiên trong hố. Phanh. Chảo ấn lớn mang theo lực lượng xé rách không gian giống như vẫn thạch mang theo hỏa diễm trực tiếp đánh vào bên trong hố to. Siêu. Trong sát na có một thân ảnh màu trắng nhảy ra, tránh được một chảo này. Bạch quang chợt lóe lên, thân ảnh có chút chật vật của Vân Khiếu Thiên xuất hiện trên bầu trời. Lân phiến trên vai có không ít vết nứt, dường như là do đạo Tề Thiên Liệt Địa chảo thứ nhất của Lục Lâm Thiên lưu lại. Lúc này sắc mặt của Vân Khiếu Thiên cũng tái nhợt. Hắn cũng không có bất diệt huyền thể biến thái như Lục Thiếu Du. Vốn hai người giao thủ, mỗi một lần công kích tuy rằng hắn có Lưu Phong Yêu Lân giáp chống đỡ, thế nhưng ảnh hưởng mà hắn phải chịu so với Lục Lâm Thiên còn nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Rồi lại thêm một đòn nghiêm trọng vừa rồi của Lục Lâm Thiên đã khiến cho hắn có chút tổn thương nhỏ. Chạy đi đâu? Thôi động hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp, lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác bản thân có lực lượng vô cùng tận. Một chảo có thể đem vũ tôn nhất trọng bình thường tát chết. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên vừa mới xuất hiện đã lập tức lao thẳng về phía trước. Lực lượng và tốc độ kết hợp với nhau, thân thể khổng lồ lần nữa mang theo một chảo đánh về phía Vân Khiếu Thiên. Siêu! Vân Khiếu Thiên đâu còn dám tùy tiện chống lại, thân hình còn chưa ổn định trong nháy mắt biến mất trong không trung. Tuy rằng trên phương diện tốc độ Lục Lâm Thiên không bằng Vân Khiếu Thiên, thế nhưng trong tâm thần dò xét hắn cũng có thể nhìn ra tung tích của Vân Khiếu Thiên. Cảm nhận được tung tích của Vân Khiếu Thiên, thân hình nhanh chóng lao thẳng tới. Thân thể cao lớn rít gào liên tục, thi thoảng đứng dậy rồi chồm lên, từng đạo chảo ấn trực tiếp xé rách không gian. Lần này Vân Khiếu Thiên nghẹn khuất, tốc độ của hắn trên Lục Lâm Thiên, thế nhưng lại không dám tiếp công kích của Lục Thiếu Du, ngay cả ở gần cũng không. Điện mang trên người Lục Lâm Thiên quá quỷ dị. Mỗi một lần công kích chính bản thân hắn sẽ bị điện mang phản phệ lại, cỗ lực lượng phản phệ này cũng khiến cho bản thân hắn e ngại không thôi.
Mà lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên lúc này ngay cả một kích toàn lực mà Vân Khiếu Thiên thi triển cũng có thể chống lại. Công kích của Vân Khiếu Thiên Lục Lâm Thiên căn bản không thèm để ý tới. Ngược lại mỗi một lần Vân Khiếu Thiên ngưng tụ công kích Lục Lâm Thiên lập tức giống như bóng với hình phóng tới, căn bản không sợ công kích của Vân Khiếu Thiên. Phanh phanh phanh. Dưới từng đạo chảo ấn, mọi người kinh ngạc nhìn thấy tông chủ đang bị Lục Lâm Thiên đuổi theo phía sau. Mà lúc ở phía sau Vân Khiếu Thiên đang rít gào liên tục, không ngừng truy kích. Tốc độ của Vân Khiếu Thiên hiện tại Lục Lâm Thiên không thể đuổi kịp. Mà công kích của Vân Khiếu Thiên Lục Lâm Thiên căn bản không thèm để ý, cho nên ngược lại Vân Khiếu Thiên chính là người không muốn ra tay nhất. Hảo tiểu tử! Vũ Ngọc Tiền nhìn lên bầu trời, nhìn thấy ái đồ của bản thân đang đuổi Vân Khiếu Thiên chạy khắp nơi, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Điều này quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Không chỉ có hắn, Lục Trung lúc này cũng chỉ có thể sợ hãi than. Hắn thật không ngờ thực lực của nhi tử mình đã mạnh tới mức này. Tiểu tử vô liêm sỉ! Trong lòng Vân Khiếu Thiên lúc này kêu khổ liên tục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bản thân hắn chỉ có thể bị đuổi theo liên tục, cũng không dám dừng lại. Mà tốc độ của hắn cho dù nhanh tới đâu cũng là vô ích bởi vì công kích của hắn hoàn toàn vô dụng với tiểu tử này, thậm chí còn bị phản ngược trở lại. Mà Vân Khiếu Thiên cũng không dám dừng lại, một khi dừng lại sẽ đối mặt với công kích như bài sơn hải đảo của tiểu tử kia. Cho dù hắn có thể chống lại thế nhưng cũng bị tiểu tử kia làm mệt chết. Chật vật, lúc này mọi người cũng có thể nhìn ra tông chủ dường như vô cùng nghẹn khuất. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại vô cùng sảng khoái, nhìn nhạc phụ Vân Khiếu Thiên bị đuổi, hắn cũng cảm thấy mình có chút không phúc hậu. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác, vì địa tâm linh ngọc hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Giống giống, Lục Lâm Thiên đánh ra từng đạo chảo ấn liên tục đuổi theo Vân Khiếu Thiên. Tuy rằng không trực tiếp đánh vào trên người Vân Khiếu Thiên, thế nhưng lực lượng hùng hậu. Dưới dư ba kình khí cũng cực kỳ đáng chú ý. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không sợ, bởi vì hiện tại hai người đang so đấu tiêu hao, xem ai tiêu hao hết trước tiên. Lục Lâm Thiên cũng không sợ tiêu hao, đan điền khổng lồ của hắn có thể chống đỡ tất cả. Cho dù là vạn nhất hắn cũng có khởi tử hồi xuân đan, trong nháy mắt là có thể khôi phục. Tiểu tử vô liêm sỉ. Trong lòng Vân Khiếu Thiên thầm mắng, quá nghẹn khuất, hắn không ngờ mình lại có lúc chèn ép như vậy. Lẽ nào hắn phải thi triển bí pháp sao? Siêu! Phanh phanh! Trong chớp mắt này, một đạo chảo ấn lần nữa phá không đánh tới. Dưới kình khí dư ba, Vân Khiếu Thiên thoạt nhìn càng thêm chật vật. Tiểu tử vô liêm sỉ! Dưới tình huống nghẹn khuất Vân Khiếu Thiên cũng không nhịn được nữa. Thủ ấn được kết, trước người lần nữa có năng lượng thuộc tính phong ngưng tụ tạo thành một đầu cự báo màu trắng. Đầu cự báo màu trắng khổng lồ này giống như là vật còn sống mang theo cuồng phong gào thét tức thì bộc phát ra uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này trong đôi mắt lớn của Lục Lâm Thiên hiện lên tia kỳ dị. Thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía trước, chảo ấn lập tức hạ xuống. Phanh phanh. Hai đạo công kích trong nháy mắt va vào nhau, thân thể to lớn của Lục Lâm Thiên và hư ảnh cự báo giống như vẫn thạch va chạm bắn ra quang mang chói mắt. Trong sát na không gian xung quanh run lên, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc phá không chút xuống. Cả không gian giống như đổ nát, tức thì có một cỗ kình phong dị thường đáng sợ trực tiếp xuyên thấu không gian tàn sát tứ phía. Bằng mắt thường có thể thấy được, hư ảo cự báo màu trắng đánh xuống, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên liền bị đẩy lui, lảo đảo lùi về phía sau, mỗi một bước đều tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Khục khục, giữa không trung. Thân thể Vân Khiếu Thiên đồng thời cũng bị đánh bay xuống mặt đất, lảo đảo lùi lại hơn 10 bước. Mỗi một bước lùi lại đều khiến cho mặt đất nứt nẻ biến thành bột phấn. Hừ! Một tiếng rên từ trong yết hầu Vân Khiếu Thiên truyền ra, huyết khí trong cơ thể cuộn trào. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thân thể cự hổ to lớn của Lục Lâm Thiên, trong mắt hắn tràn ngập sự bất đắc dĩ. Trong cơ thể hắn lúc này không dễ chịu một chút nào. Hắn không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên lại mạnh tới tình trạng này, thảo nào tiểu tử này lại muốn xuất ra Tử Lôi Huyền Đỉnh đổi lấy địa tâm linh ngọc của mình, hóa ra bản thân đã sớm có nắm chắc. Ánh mắt biến ảo, Vân Khiếu Thiên vốn cho rằng mình chiếm tiện nghi. Bản thân đột phá tôn cấp và vương cấp khác biệt giống như trời và đất. Thế nhưng hiện tại Vân Khiếu Thiên mới biết được bản thân mình không chiếm được chút tiện nghi nào, mà kế hoạch ban đầu còn đổ bể. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này biết rõ thực lực của mình có thể chống lại vũ tôn nhị trọng,
thậm chí vũ tôn tam trọng mà còn muốn mang Tử Lôi Huyền Đỉnh ra đánh cuộc với hắn một hồi. Thảm rồi! Trong lòng Vân Khiếu Thiên mắng thầm một câu, vốn trước đó hắn có chút cảm giác không bình thường. Cũng bởi vì sự mê hoặc của Tử Lôi Huyền Đỉnh quá lớn, cũng không suy nghĩ quá nhiều, không dự đoán ra được thực lực của tiểu tử này lại tới một bước này. Hiện tại hắn chỉ có thể vận dụng bí pháp, thế nhưng lúc vận dụng bí pháp, thực lực cho dù tăng cường chỉ sợ cũng khó phá được phòng ngự kinh khủng của tiểu tử này. Lực phòng ngự của nó quả thực quá biến thái. Mơ hồ, Vân Khiếu Thiên có cảm giác, sợ rằng trên người Lục Lâm Thiên cũng có con bài khác, vì vậy cho dù hắn thôi động bí pháp cũng không thể đánh thắng được. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên vừa bị đẩy lui, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhìn về phía nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Ánh mắt biến ảo, sợ rằng lúc này Vân Khiếu Thiên sẽ thi triển con bài chưa lật. Thân là tông chủ Vân Khiếu Thiên, không có khả năng không có con bài chưa lật. Mà con bài chưa lật này Lục Lâm Thiên đã sớm biết được. Tối hôm qua sư phụ đã từng nói qua cho hắn, con bài chưa lật này chính là một bộ bí pháp mà chỉ có tông chủ Vân Dương Tông mới có thể tu luyện. Mấy vạn người trên địa long đỉnh nhìn hai người không khỏi sợ hãn than. Ai thua ai thắng đối với người ở đây mà nói đã không còn quan trọng, điều kinh hãi chính là thực lực của tông chủ và Lục Lâm Thiên sư huynh đã mạnh tới trình trạng như vậy. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực di sơn hải đảo. Mỗi một đạo công kích đều có thể xé rách không gian. Nhạc phụ thắng, tiểu tế thua. Nhìn Vân Khiếu Thiên, thân thể cao lớn của Lục Lâm Thiên dựng đứng, quang mang quanh thân thu lại, lân phiến giống như đao mang quy nát thân biến mất trong cơ thể, lập tức khôi phục lại dáng vẻ như bình thường. Áo bào trên người run lên, khẽ hành lễ với Vân Khiếu Thiên. Ồ! Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, tất cả mọi người có mặt vô cùng kinh ngạc sau đó hoan hô. Tông chủ thắng lợi đương nhiên khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông sôi trào. Ngược lại, Lục Lâm Thiên sư huynh tuy rằng là đệ tử Vân Dương Tông, chỉ là hiện tại lại là trưởng môn phi linh môn, nhiều nhất chỉ được coi là nửa người Vân Dương Tông mà thôi. Nếu như giao thủ với người khác đương nhiên bọn họ sẽ hy vọng Lục Lâm Thiên thắng lợi. Thế nhưng đây lại là giao thủ với tông chủ, trong lòng các đệ tử tự nhiên hy vọng tông chủ thắng lợi. Bằng không chuyện này truyền ra ngoài. Đặc biệt là đệ tử phi linh môn sau này đi ra ngoài không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Vì sao lại thất bại? Không phải còn chưa thua sao? Vũ Ngọc Tiền có chút nghi hoặc, đệ tử bảo bối của hắn còn chưa thất bại, sao lại chịu thua như vậy? Tiểu tử này, trả thù lại còn ra vẻ lễ nghĩa như vậy. Lục Trung nhìn vào giữa sân rồi âm thầm gật đầu. Giữa sân, Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ biến đổi, cũng thu hồi Lưu Phong Yêu Lân Giáp. Cha, Lâm Thiên, hai người không sao đó chứ? Hai người dừng lại, Vân Hồng Lăng chờ đợi trong lo lắng lập tức chạy tới. Nàng đứng ở giữa hai người, nhìn hai người sau đó chu miệng nói với Vân Khiếu Thiên. Cha, sao người hạ thủ không nhẹ một chút, làm bị thương Lâm Thiên thì sao bây giờ? Chàng là con rể của người a. Nhìn cảnh này Vân Khiếu Thiên trợn mắt, hắn mới chính là người bị hại a. Lực phòng ngự của tiểu tử kia biến thái vô cùng. Ai có thể đả thương được tới nó. Chính hắn mới là người bị thương, tuy rằng hắn hạ thủ không khách khí, thế nhưng tiểu tử kia cũng không khách khí với hắn a. Nói xong, Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, kiểm tra một lát rồi nói. Ta không sao. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đương nhiên hắn sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lúc này Vân Hồng Lăng mới yên tâm, lập tức quay đầu lại nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói. Cha! Người không có việc gì chứ? Ta cũng không sao. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy nữ nhi có chồng không để ý tới cha là hắn, tức thì thở phì phò nói. Hắn không sao là giả, tiểu tử kia không sao mới là thật. Dưới công kích như bài sơn hải đảo của tiểu tử kia, hắn không điều tức mấy ngày thì đừng mong khôi phục. Nghe Vân Khiếu Thiên nói vậy Vân Hồng Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng yên tâm hơn một chút, lại chu miệng nói. Cha, lần sau không được bắt nạt Lâm Thiên. Người mà đã thương tới chàng con không để ý tới người nữa. Vân Khiếu Thiên sửng sốt, thiếu chút nữa tức giận tới phun máu. Hiện tại hắn mới là người thực sự bị thương. Tiểu tử kia chỉ toàn giả bộ vô tội, thảo nào người ta thường nói con gái gả ra ngoài chính là bát nước hắt đi. Thế nhưng hắn còn chưa gả ra ngoài ra, cứ như vậy mà đã hắt đi rồi. Hừ, tiểu tử vô liêm sỉ. Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi thầm mắng một tiếng. Tiểu tử vô liêm sỉ này càng lúc giả bộ càng tốt. Tất cả tản đi đi. Phía xa,
thanh âm của đại hộ pháp vang lên. Luận bàn đã kết thúc, trên địa long đỉnh là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hố to. Có lẽ muốn sửa chữa lại như lúc ban đầu không phải là chuyện dễ dàng. Chúng đệ tử lưu luyến không rời, cả đám còn đang chìm đắm trong trận chiến chấn động vừa rồi. Đám người chiến đao khuất đao tuyệt, Phỉ Ưng Lăng Phong, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần, Hàn Phong, Đổng Phàm khẽ lắc đầu. So với Lục Lâm Thiên, bọn họ còn kém rất nhiều, khoảng cách ngày càng xa. Ai, Khiếu Thiên thua, tiểu tử kia thắng. Phía xa xa, lão giả mặc trường bào khẽ lắc đầu nói. Tiểu tử này còn có chút lễ nghĩa, nhân phẩm không tồi. Một chiêu cuối cùng lực đạo đã sớm tiêu tán, còn Cố Ly giả vờ bị đánh lui, giả bộ bị thua. Ngọc Tiền cả đời vô chi thế nhưng lại thu được tên đệ tử này, quả thực trên đời khó có thể nói trước được điều gì. Một lão giả mặc trường sam nói. Lục Lâm Thiên này sợ rằng thành tựu này sau khó có thể hạn lượng. Một lão giả khác nói. Chúng ta cũng đi thôi. Địa tâm linh ngọc đã bị thua, lần này đi cổ vực có lẽ cũng nhìn thấy không ít người quen, không biết thực lực của mấy lão gia hỏa kia đã tới bước nào rồi. Lão giả mặc trường bào nói. Mấy đạo thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất trong hư không. Đối với tiếng ầm ĩ chung quanh, Vân Khiếu Thiên chỉ có cười khổ lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Tiểu tử vô liêm sỉ, đi theo ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn biết lựa chọn của mình không sai. Lục Lâm Thiên cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi theo Vân Khiếu Thiên rời đi. Đám người Lục Trung chỉ có thể cưỡi thiểm điện phi báo của Vân Hồng Lăng trở về. Chúng đệ tử trên địa long đỉnh cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Lúc này giờ mão vừa qua, vầng thái dương ở trên không trung chiếu rọi khắp núi non. Trong sự lạnh lẽo của đầu mùa đông lúc này có chút ấm áp. Biển mây cuồn cuộn, từng ngọn núi hiện ra, nhìn cực kỳ đẹp. Thực lực của Tam Sư Huynh quả thực lợi hại, không ngờ có thể chống lại tông chủ. Tam Sư Huynh quá lợi hại, nếu như ta có thể lợi hại như Tam Sư Huynh thì tốt quá rồi. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, hai mươi mấy đệ tử còn đang chấn động. Thực lực của Tam Sư Huynh khiến cho bọn họ chấn động, thỏa mãn. Kỳ quái, vì sao tiểu tử kia lại thất bại? Dường như còn chưa bị thua à? Vũ Ngọc Tiền vẫn nghĩ không ra, dọc đường đi không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tạ trưởng lão mỉm cười lập tức truyền âm nói với Vũ Ngọc Tiền cái gì đó. Tiểu tử này không tồi à, cũng có lễ nghĩa. Vũ Ngọc Tiền nghi hoặc một lát rồi lập tức thoải mái, quay đầu lại nói với chúng đệ tử phía sau. Các ngươi thấy rõ chưa? Ngoài cố gắng tu luyện ra thì tôn sư trọng đạo cũng rất quan trọng. Vâng, sư phụ. Chúng đệ tử bản quyền Upsilon ân kính đáp. Đoàn người quy mô lớn trên địa long đỉnh rời đi, các đệ tử không ngừng nghị luận về trận chiến vừa rồi. Thực lực tông chủ thật mạnh mẽ. Thực lực của Lục Lâm Thiên sư huynh cũng mạnh, dường như không dưới tông chủ. Thế nhưng Lục Lâm Thiên sư huynh đã chịu thua, xem ra cũng chỉ yếu hơn tông chủ một chút. Thực lực của Lục Lâm Thiên sư huynh đã rất mạnh rồi. Huynh ấy mới tu luyện bao lâu ha? Tông chủ lại hơn hắn mấy chục tuổi, nếu tính về phương diện này tông chủ còn phải thua hắn a. Một lát sau Lục Lâm Thiên đi tới đình viện của Vân Khiếu Thiên. Trong tiểu sảnh, Vân Khiếu Thiên chắp tay mà đứng, sau khi đi qua đi lại một vòng, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, nếu như ngươi chịu thua thì có phải nên xuất ra Tử Lôi Huyền Đỉnh trao đổi với Địa Tâm Linh Ngọc hay không? Nhạc phụ, người. Lục Lâm Thiên nhíu mày, vị nhạc phụ này sẽ không làm vậy đó chứ. Hắn quan tâm tới mặt mũi của vị sư phụ này cho nên mới chịu thua à. Được rồi, không cần Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng được. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Lục Lâm Thiên, ánh mắt Vân Khiếu Thiên xoay chuyển nói. Như vậy đi. Bốn khỏa diễn linh thánh quả cùng với một điều kiện khác nữa. Trong lòng Vân Khiếu Thiên lúc này đương nhiên biết được tình huống trên địa long đỉnh lúc đó. Lục Lâm Thiên chịu thua để cho trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Bởi vì Lục Lâm Thiên căn bản còn không bị thua, ngược lại người nằm ở thế hạ phong là hắn. Một chiêu cuối cùng hắn biết rõ Lục Lâm Thiên cố ý bị đẩy lùi. Sợ rằng tiểu tử này vì mặt mũi của hắn cho nên mới chịu thua tại chỗ, điều này cũng khiến cho hắn ngạc nhiên. Nhạc phụ cứ nói. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cũng thầm hỏi, không biết vị nhạc phụ cáo già này lại dở trò gì, chẳng lẽ không biết hắn cố ý chịu thua sao? Ngoài bốn khỏa diễn linh thánh quả ra, lần này nếu như có thể đẩy lùi Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì Phi Linh Môn các người phải cho Vân Dương Tông chúng ta bốn đại thành, bằng không sẽ không bàn nữa.
Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt tức thì khẽ đổi, hắn không ngờ nhạc phụ lại sử dụng công phu sư tử ngoạm như vậy. Bốn đại thành hiện tại đối với Phi Linh Môn mà nói cũng không phải là không cấp nổi. Thế nhưng Vân Dương Tông có ý định như vậy đồng nghĩ với việc định chính thức tiến vào cổ vực. Lần này người của Vân Dương Tông sau khi tiến vào cổ vực có lẽ sẽ đi về cực ít. Tiểu tử, người cũng biết Vân Dương Tông ta vốn đã muốn tiến vào cổ vực từ lâu, lúc này cũng coi như là một cơ hội lớn. Ta định toàn lực tương trợ ngươi, đồng thời cũng tiện đà tiến vào cổ vực. Đây cũng là minh ước mà chúng ta đã ký kết khi trước. Kỳ thực điều này đối với ngươi mà nói trăm lợi mà không có hại. Ngươi nghĩ lại xem, nếu như Vân Dương Tông ta đặt chân trên cổ vực, Phi Linh Môn các ngươi sẽ dễ dàng hơn không ít. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên do dự, Vân Khiếu Thiên nói. Tốt, không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên do dự một chút, lập tức mỉm cười nói tiếp. Chỉ là bốn tòa đại thành này phải do ta sắp xếp, bằng không cũng không bàn nữa. Tốt. Vân Khiếu Thiên khẽ gật đầu đáp. Nhạc phụ, vậy thì địa tâm linh ngọc thì sao? Lục Lâm Thiên nói xong, trong tay xuất hiện bốn khỏa diễn linh thánh quả. Nhìn bốn khỏa diễn linh thánh quả trong tay Lục Lâm Thiên, sắc mặt Vân Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ, trong tay xuất hiện một hộp gấm không biết là do thứ gì tạo ra, hắn đưa cho Lục Lâm Thiên rồi nói. Bên trong chính là địa tâm linh ngọc. Địa tâm linh ngọc chính là trọng bảo mà linh mạch sản sinh ra. Bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc, vật bình thường không thể chứa được nó. Hộp gấm này chính là do Mặc Thạch Vạn Năm tạo ra. Bản thân nó cũng là một kiện bảo vật. Mỗi một lần ngươi mở ra thì địa tâm linh ngọc sẽ bị thoát ra không ít. Nếu không có việc gì thì đừng mở ra. Lục Lâm Thiên tiếp nhận hộp gấm. Cách một lớp hộp gấm hắn cũng có thể cảm giác được bên trong hộp gấm ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Từ thể tích của hộp gấm có thể xem ra, khối địa tâm linh ngọc này lớn bằng nửa bàn tay. Vật như địa tâm linh ngọc này tiểu tử ngươi định làm gì? Vân Khiếu Thiên hỏi Lục Lâm Thiên. Chuyện này, thứ này có chút hữu dụng với tiểu tế, đa tạ nhạc phụ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tức thì thu hộp gấm vào nhẫn chữ vật rồi nói. Nhạc phụ. Đây là thứ tiểu tế hiếu kính người, người nhận lấy đi. Tiểu tử ngươi thì có thứ gì hiếu kính ta chứ? Đừng có chú ý với vật trong tay ta là được rồi. Vân Khiếu Thiên nói xong, tay cũng tiếp nhận bốn hộp ngọc. Sau khi liên tiếp mở bốn hộp ngọc, sắc mặt hắn càng lúc càng kinh hãi. Diễn linh thánh quả, lại bốn khỏa diễn linh thánh quả. Vân Khiếu Thiên chấn động, vốn hắn tưởng rằng Lục Lâm Thiên chỉ có bốn khỏa diễn linh thánh quả. Thế nhưng không ngờ Lục Lâm Thiên lại dễ dàng xuất ra bốn khỏa diễn linh thánh quả như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười, vốn khi trước hắn chỉ dừng lại ở mức giá bốn khỏa diễn linh thánh quả là bởi vì sợ vị nhạc phụ cáo già này dùng công phu sư tử ngoạm giống như là Lữ Chính Cường vậy. Cho tới năm khỏa mà vẫn còn quanh co lòng vòng tìm hiểu trên người hắn có bao nhiêu. Vì vậy sau khi xuất ra bốn khỏa Lục Lâm Thiên kiên quyết không tăng thêm nữa. Diễn linh thánh quả đổi lấy địa tâm linh ngọc. Lục Lâm Thiên vốn định chỉ cần Vân Dương Tông đồng ý đổi, cho dù là 10 quả hắn cũng có thể chấp nhận. So với việc Nam Thúc có thể khôi phục, 10 quả diễn linh thánh quả, hắn vô cùng nguyện ý. Dù Vân Dương Tông dùng công phu sư tử ngoạn, muốn 20 quả thì hắn cũng có thể tiếp thu. Vì vậy ngay từ đầu Lục Lâm Thiên không dám bại lộ việc mình có nhiều diễn linh thánh quả như vậy. Vạn nhất Vân Khiếu Thiên dùng công phu sư tử ngoạn thì phiền lớn. Trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn có một giới hạn. Hắn cho Linh Thiên Môn 5 khỏa, đương nhiên cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ân tình của Vân Dương Tông đối với hắn lớn hơn một chút, đương nhiên cũng cần cấp 5 khỏa. Mà vì đổi lấy địa tâm Linh Ngọc, Lục Lâm Thiên cũng đã chuẩn bị giới hạn cuối cùng là 10 khỏa, tổng cộng là 15 khỏa. Mời nhạc phụ sắp xếp cường giả Vân Dương Tông trực tiếp đi tới Thiên Môn Cốc. Không cần nhiều người, sợ rằng thời gian cũng không kịp cho nên chỉ cần cường giả đi trước là được rồi. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi không đi cùng ta tới sao? Vân Khiếu Thiên nghi hoặc hỏi. Tiểu tế đi trước một bước, còn có một số việc phải xử lý, đến lúc đó tiểu tế nhất định sẽ ở Phi Linh Môn chờ nhạc phụ. Lục Lâm Thiên nói xong khóe miệng mỉm cười nói tiếp. Nhạc phụ, vốn tiểu tử định dùng 10 khỏa diễn linh thánh quả đổi lấy địa tâm linh ngọc của người, thế nhưng nếu người đã muốn bốn tòa đại thành thì tiểu tử cũng chỉ có thể đưa cho người 8 khỏa mà thôi, tiểu tử đi trước. Lục Lâm Thiên nói xong, miệng mỉm cười tức thì vội vã rời đi. Nếu như lưu lại nữa nói không chừng còn bị vị cáo già này ám hại a. Tiểu tử, trở về cho ta.
Vân Khiếu Thiên nửa ngày mới phản ứng lập tức quát lớn. Nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên đã sớm cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất trong không trung. 8 khỏa diễn linh thánh quả, tiểu tử này lấy từ đâu ra mà nhiều như vậy? Vân Khiếu Thiên dậm chân, nếu sớm biết trong tay tiểu tử này có nhiều diễn linh thánh quả như vậy thì hắn sao có thể dễ dàng để cho tiểu tử này có địa tâm linh ngọc được chứ, lần này hắn lại bị tiểu tử này xỏ lần nữa. Một lát sau Lục Lâm Thiên cười thầm về tới đình viện, thu được địa tâm linh ngọc, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Có lẽ hiện tại vị nhạc phụ kia của hắn đang tức chết a. Lần này rốt cuộc hắn cũng báo thù được, vốn hắn định để cho Vân Dương Tông mấy khỏa nữa, cũng coi như không để Vân Dương Tông chịu thiệt. Ai bảo vị nhạc phụ cáo già này lại muốn chiếm 4 tòa đại thành của hắn, vậy thì hắn cũng tiết kiệm mấy khỏa diễn linh thánh quả vậy. Lão đại, thu được hay không? Tiểu Long hỏi, trong đình viện mọi người đã quay về từ lâu. Được rồi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức nói với đám người phụ thân, mẫu thân, Vân Hồng Lăng ý định rời đi của mình. Lâm Thiên, tuy rằng ta không thể giúp con cái gì, thế nhưng cũng có thể xuất chút lực. Ta theo con đi tới đó. Lục Trung nói, chuyện của Phi Linh Môn hắn cũng muốn giúp một tay, những cái khác hắn cũng không giúp được gì. Mở mắt nhìn Phi Linh Môn của nhi tử xảy ra chuyện mà không làm gì, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút lo lắng. Cha, người không cần phải đi đâu. Đến lúc đó mẫu thân đã lo lắng cho con lại lo lắng thêm cho người. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, con đã sắp xếp hết rồi, cũng không cần quá mức lo lắng. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại phụ thân hắn chỉ là vũ xuất thất trọng mà thôi, căn bản không giúp được gì. Lần này khó tránh khỏi một hồi đại chiến, đến lúc đó nhiều người hỗn loạn, Lục Lâm Thiên không muốn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Được rồi. Lục Trung nói. Lâm Thiên sao vậy, phụ tử các người đang nói gì vậy? La Lan thì có chút nghi hoặc hỏi. Chuyện Phi Linh Môn nàng cũng không biết, cũng không ai nói cho nàng nghe. Mẫu thân, không có việc gì. Con sẽ đi một đoạn thời gian, có một số việc muốn làm. Lục Lâm Thiên nói, có một số việc nếu như để mẫu thân hắn biết thì sẽ càng khiến người lo lắng. Lâm Thiên, vậy con phải cẩn thận một chút. La Lan Thị nói, chàng vừa mới về một ngày đêm lại đi sao? Vân Hồng Lăng lưu luyến không rời nói. Lâm Thiên, bằng không THIO ta ép đưa chàng đi. Hồng Lăng, rất nhanh ta sẽ trở lại, nàng ở nơi này chiếu cố mẫu thân thì ta mới yên tâm. Lục Lâm Thiên nói, thực lực của Vân Hồng Lăng hiện tại đã tới Vũ Vương Tam Trọng, quả thực cũng không tồi. Thế nhưng chuyện lần này không nhỏ, Lục Lâm Thiên không muốn phân tâm. Tuy rằng trong lòng hắn hiện tại cũng muốn để Vân Hồng Lăng đi theo bên người, chỉ là hiện tại cũng không phải lúc. Một lát sau, trên Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư rời đi. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng tuy rằng không muốn, thế nhưng tình cảnh của Phi Linh Môn hiện tại nàng cũng biết. Chuyện của chàng sao ta có thể mặc kệ, chàng không cho ta đi vậy thì ta đi với cha, không để chàng phân tâm là được rồi. Vân Hồng Lăng thì thào nói, suy nghĩ trong lòng Lục Lâm Thiên đương nhiên nàng hiểu được. Tuyết Sư, dùng tốc độ nhanh nhất bay về Phi Linh Môn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên nói, hiện tại thời gian vô cùng quan trọng, có lẽ đại quân Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã trên đường đi. Mà hắn phải sắp xếp tất cả mọi chuyện sao cho thỏa đáng. Vâng, chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, thân thể giống như lưu quang trong nháy mắt xẹt qua không trung. Đại hộ pháp, thông báo cho 20000 đệ tử Địa Dương Đường xuất phát đi tới cổ vực. Trên Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên nói với đại hộ pháp. Tông chủ, vậy còn 50000 đệ tử của Hoàng Dương Đường và Huyền Dương Đường đã chuẩn bị từ trước thì sao? Đại hộ pháp hỏi, số lượng người quá nhiều xuất phát cũng không còn kịp, chỉ cần 20000 đệ tử tinh anh của Địa Dương Đường xuất phát đi trước là được rồi, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cổ vực. Vân Dương Tông chắp tay đứng, một cỗ khí phách lộ ra ngoài. Đợi lâu như vậy rốt cuộc hắn cũng đợi được tới ngày Vân Dương Tông chính thức tiến vào cổ vực. Lúc này chính bước đầu tiên Vân Dương Tông tiến vào cổ vực. Rời khỏi phạm vi của Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên lần nữa tiến vào trong thiên trụ giới. Ngay lập tức thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong không gian nơi Hắc Hùng bế quan. Khí tức trên thân thể cao lớn của Hắc Hùng lúc này đã tới biên giới đột phá. Có lẽ không bao lâu nữa cũng sẽ đột phá theo huyết mị. Tiếp tục lĩnh ngộ. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên tiếp tục lĩnh ngộ. Theo hai lần lĩnh ngộ trước,
Lục Lâm Thiên càng có cảm giác mơ hồ không rõ, cũng có cảm giác thu hoạch không ít, thế nhưng cụ thể ra sao thì không nói nên lời. Một lát sau Lục Lâm Thiên tiếp vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Trong khu vực phía đông của Đông Hải, nơi này có một quần đảo liên miên, giữa không trung mỗi khi thủy triều lên lập tức có một tảng đá màu đỏ giống như lửa hiện lên khiến cho người khác nhìn vào vô cùng cây ết yêu ta ép sợ. Trên quần đảo có kiến trúc liên miên, có một tòa cung điện lớn đột ngột từ mặt đất xuất hiện, sừng sững trong hải vực. Trong hải vực rộng lớn này chim không dám bay qua, yêu thú không dám tới gần, căn bản không dám tiếp cận. Mà nơi này chính là nơi của Thiên Vân Đảo, là một trong 8 thế lực lớn trong tứ các tứ đảo, cũng là một trong những thế lực mạnh nhất trong toàn bộ Đông Hải này. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đã xuất hiện ở bên ngoài Thiên Vân Đảo. Trước người Lục Lâm Thiên có không ít đệ tử Thiên Vân Đảo vẻ mặt căng thẳng giống như đang chuẩn bị đối đầu với địch vậy. Vẻ mặt cả đám khẩn trương, không ít đệ tử Thiên Vân Đảo cũng biết trên Lưu Tô Đảo Lục Lâm Thiên này đánh chết trưởng lão Thiên Vân Đảo. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, cả đám đều khẩn trương, căng cứng. Quan trọng hơn chính là lúc này bên người Lục Lâm Thiên có đông đảo cường giả, mấy nghìn cường giả chung quanh, cả đám lăng không mà đứng, đủ để chứng minh người có thực lực thấp nhất cũng là xuất cấp. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cười khổ, lẳng lặng chờ đợi. Phía sau có tứ đại thiên tôn của Thánh Linh giáo, đông đảo tôn lão hộ giáo, trưởng lão cùng chúng cường giả theo sau. Khí tức vô hình chung tràn ra ngoài khiến cho cả không gian tràn ngập áp lực. Siêu siêu. Trước không gian trong nháy mắt có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới, mấy người này khẽ lắc mình lập tức đi tới trước mặt đám người Lục Lâm Thiên. Đệ tử báo lại là Lục trưởng môn tới, ta còn không tin. Hóa ra đúng là Lục trưởng môn tới a. Trong đám người này có một người ánh mắt giống như Minh Châu, da thịt nhẵn nhụi như ngọc, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo toát ra một loại ý vị không nói nên lời, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi thương yêu. Vẻ xinh đẹp này khiến cho người khác nhìn vào vô hình chung không muốn rời mắt đi. Tuyết Phi cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía các trưởng lão Thiên Vân Đảo rồi gật đầu, trong đám người này có không ít người hắn đã gặp mặt. Đám người trưởng lão cũng không làm cao, thực lực của Lục Lâm Thiên bọn họ đã tận mắt chứng kiến cho nên lập tức hoàn lễ. Không biết Lục trưởng môn tới Thiên Vân Đảo chúng ta có chuyện gì? Nhìn chúng cường giả Thánh Linh giáo sau lưng Lục Lâm Thiên, trong lòng Đạm Đài Tuyết Phi vô cùng khiếp sợ. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn và hai người quân bất phàm, Viên Tự Thành nàng đã gặp mặt. Thế nhưng số người Thánh Linh giáo hiện tại so với đám người khi trước mà Thiên Vân Đảo các nàng nhìn thấy còn nhiều hơn nhiều. Thực lực khủng bố như vậy đủ để chống lại tứ các tứ đảo. Nhìn đám cường giả kinh khủng của Thánh Linh giáo, cường giả Thiên Vân Đảo có chút ngưng trọng. Vạn nhất Lục Lâm Thiên này tính toán với Thiên Vân Đảo mà nói, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Lần này tới đây là vì muốn thương nghị với Thiên Vân Đảo muốn chuyện. Lục Lâm Thiên nói, mời Lục trưởng môn. Đạm Đài Tuyết Phi nói, một chút cảm giác bất an lúc này mới giãn ra. Gần đây Thiên Vân Đảo các nàng luôn sống trong lo sợ, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà ba thế lực lớn như Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo đột nhiên có một đám lớn cường giả đi về phía thành Ma Vân, mà Thiên Vân Đảo lại gần thành Ma Vân nhất. Ngày hôm trước Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo đã đáp xuống bên ngoài thành Ma Vân khiến cho Thiên Vân Đảo càng thêm đứng ngồi không yên. Vạn nhất ba cỗ thế lực lớn này đột nhiên liên thủ đối phó với Thiên Vân Đảo mà nói thì vô cùng nghiêm trọng. Lại thêm Thánh Linh giáo của Lục Lâm Thiên tham gia, quả thực càng thêm thảm. Tập lão, Nguyễn lão, Tiết lão, các người ở đây nghỉ ngơi đi. Ta đi vào trong một lát. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói với tứ đại thiên tôn. Đội hình kinh khủng như Thánh Linh giáo hiện tại sợ rằng Thiên Vân Đảo không dám đơn giản để cho mọi người tiến vào. Từ khí tức ba động phía xa Lục Lâm Thiên có thể nhận ra, Thiên Vân Đảo đang chuẩn bị phát động đại trận hộ đảo. Tứ đại thiên tôn khẽ gật đầu. Mang theo chúng cường giả Thánh Linh giáo đáp xuống một hòn đảo nhỏ gần đó để nghỉ ngơi. Một lát sau trên Thiên Vân Đảo, trong một tiểu lâu yên tĩnh, chỉ có hai người Lục Lâm Thiên và Đạm Đài Tuyết Phi ngồi đó. Lục Lâm Thiên không có thời gian dừng lại lâu cho nên lập tức nói chuyện của Phi Linh Môn ra một lần. Kể cả chuyện Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các tham gia cũng nói tới. Lục trưởng môn, Ba Sơn Môn Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo cũng chuẩn bị đi tới cổ vực sao. Đạm Đài Tuyết Phi có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Ba Sơn Môn kia gần đây điều động cường giả là vì đi tới cổ vực. Không sai, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo,
Tinh Mục Các đang chuẩn bị đi tới cổ vực. Hiện tại đã tới thành Ma Vân, chỉ chờ ta rồi đi tới cổ vực mà thôi. Vì vậy ta cũng đến đây mời Thiên Vân Đảo tương trợ, không biết việc này Thiên Vân Đảo có ý như thế nào. Lục Lâm Thiên nói, việc này quan hệ trong đại, Lục trưởng môn có thể chờ một chút được không? Vẻ mặt đạm Đài Tuyết Phi ngưng trọng nói với Lục Lâm Thiên. Mời Tuyết Phi cô nương cứ đi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lúc này sợ rằng đạm Đài Tuyết Phi cũng không thể làm chủ được. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên đang trong lĩnh ngộ đột nhiên có một cỗ khí tức trong không gian kéo lên. Giống. Hắc Hùng rít gào một tiếng, không gian chung quanh đột nhiên gió nổi mây phun, một cỗ lực lượng bàng bạc ngập trời nhanh chóng hội tụ trên không. Trên không gian, năng lượng bàng bạc tới cực hạn bắt đầu cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Hắc Hùng, khí tức hùng hậu tới kinh người. Siêu. Hắc Hùng lúc này giống như một dòng xoáy lớn, thân thể đứng thẳng trên không gian hấp thu năng lượng chung quanh. Đồng thời thân hình cao lớn cũng bành trướng không ít, một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra. Trên Thiên Vân Đảo lúc này Đạm Đài Tuyết Phi đang ở bên ngoài một hòn đảo nhỏ cung kính hành lễ, không có mệnh lệnh cũng không dám tùy ý đi vào. Tuyết Phi, nếu như Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các đã đi tới cổ vực thì Thiên Vân Đảo chúng ta đương nhiên không thể không đi. Ta sẽ sắp xếp Thái Thượng Trưởng Lão đi cùng với ngươi. Trên đảo nhỏ này vang lên một thanh âm già nua. Vâng. Đạm Đài Tuyết Phi gật đầu nói. Lục Lâm Thiên này nghe nói chính là đệ tử của đế giả viễn cổ kia. Sợ rằng lúc này hắn đã thu được đế giả chi nguyên, lại có Bắc Cung gia tộc làm hậu trường, còn có Thánh Linh Giáo trong tay, có lẽ Thánh Thủ Linh Tôn ngang dọc Đông Hải năm đó cũng có chút quan hệ với hắn. Lại còn thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, người này rất khó trêu vào. Tranh chấp của Thiên Vân Đảo và Lục Lâm Thiên trước đây, dường như Lục Lâm Thiên nể mặt ngươi cho nên mới không biểu hiện gì. Vậy thì Thiên Vân Đảo chúng ta cũng không nên tính toán gì nữa, xóa bỏ đi thôi. Quan hệ của ngươi và Lục Lâm Thiên không tồi, nếu như có cơ hội thì nghĩ cách để Thiên Vân Đảo và Phi Linh Môn kết minh đi. Thanh âm già nua kia lần nữa vang lên. Đệ tử biết rồi. Đạm Đài Tuyết Phi nói. Nghe nói Lục Lâm Thiên này tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm, nữ nhân bên người không ít. Tuyết Phi, ta còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Thân là đảo chủ Thiên Vân Đảo. Quy củ của Thiên Vân Đảo có lẽ ngươi cũng đã biết. Không nên phạm phải sai lầm của sư phụ ngươi. Thân là đảo chủ Thiên Vân Đảo không thể yêu nam tử không nên yêu, biết chưa? Thanh âm già nua này than thở. Sư phụ làm sao vậy? Sư phụ đã đi đâu rồi? Đạm Đài Tuyết Phi lập tức hỏi, đã lâu nàng được gặp sư phụ, trong lúc mơ hồ Đạm Đài Tuyết Phi có cảm giác không thích hợp. Nàng vội vã làm đảo chủ Thiên Vân Đảo. Từ đó về sau không thấy hình dáng của sư phụ nàng đâu nữa. Ai? Thanh âm già nua kia thở dài, không nói gì rồi lại nói. Ngươi đi cổ vực đi. Vâng. Đạm Đài Tuyết Phi không dám hỏi thêm nhiều, lập tức rời đi. Trong thiên trụ giới, khí tức hùng hậu rằng có mấy canh giờ mới tiêu tán. Mà khi cỗ năng lượng mạnh mẽ trong thiên địa kia biến mất thì Hắc Hùng cũng đã đột phá bình cảnh kia đạt tới bát giai sơ kỳ. Lúc này khí tức trên người hắn cực kỳ kinh khủng. Thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua. Phù. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Tinh quang trong mắt bắn ra, thâm thúy giống như ngôi sao trên trời. Hình như là như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn vào gợn sóng trong không gian trước mắt. Bởi vì gợn sóng trong không gian này khiến cho hắn có cảm giác thời không hỗn loạn. Dường như Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ cái gì đó, trong miệng thầm nói, bản thân thời gian chính là một loại quỹ tích, mà loại quỹ tích này chính là minh chứng của thời gian. Lục Lâm Thiên thì thào nói, ánh mắt lóe lên, thủ ấn đánh ra theo một quỹ tích đặc thù. Khi thủ ấn cuối cùng được kết thì không gian trước mặt hắn run lên. Một cỗ khí tức vô hình lan tràn ra. Trong lúc khí tức ba động, gợn sóng trong không gian lập tức ba động theo rồi xảy ra biến hóa. Đây vốn là biến hóa của không gian bên trong thiên trụ giới. Bên người Lục Thiếu Dục này tỏa ra khí tức tiến vào trong không gian gợn sóng kia, rồi chồng chất lên nhau. Siêu. Bất quá mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, ba động lập tức bị phá hủy, sau đó lại dựa theo quỹ tích cũ mà ba động. Nhưng loại ba động này, mặc dù chỉ trong nháy mắt cũng khiến cho Lục Lâm Thiên mừng như điên. Thành công rồi, không ngờ lại thực sự là như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn đã thực sự thành công lĩnh ngộ thời gian, lĩnh ngộ quỹ tích của thời gian cũng tương đương với việc nắm giữ thời gian.
thời gian vốn đã tồn tại ở thế giới này, chỉ là người ta cũng có thể gọi nó bằng một cái tên khác, thời gian chỉ là một loại quỹ tích qua lại mà thôi. Thời gian cũng được lĩnh ngộ không tồi. Lục Lâm Thiên đứng dậy, lĩnh ngộ lần này rốt cuộc thu hoạch của hắn cũng vô cùng lớn. Hắc Hùng, chúc mừng ngươi đột phá. Trong không gian phía trước, Lục Lâm Thiên thông chi cho Hắc Hùng và Huyết Mị sắp đi ra khỏi thiên trụ giới. Cảm nhận khí tức trên người Hắc Hùng, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Hắc Hùng và Huyết Mị đều đột phá bát giai, thực lực bên người hắn lần nữa lại tăng cường. Điều này còn phải đa tạ chủ nhân, bằng không ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Hắc Hùng nói, bát giai a, đây chính là điều mà hắn vẫn luôn tha thiết mơ ước. Trên phương diện tu luyện, hắn thân là yêu thú, có bản thể cường hãn, thế nhưng tốc độ tu luyện so với nhân loại mà nói còn kém hơn không ít. Có thể đột phá nhanh như vậy Hắc Hùng hiểu rõ, hắn dùng yêu linh đan, diễn linh thánh quả, gần đây lại dùng huyết linh chi vạn năm cho nên mới có hiệu quả như vậy. Nếu như chỉ tu luyện đơn thuần, sợ rằng mấy trăm năm, nghìn năm cũng không có được hiệu quả như vậy. Huyết Mị, người thế nào rồi? Lục Lâm Thiên hỏi. Chủ nhân, tất cả thị huyết linh phong thợ khi trước đều đã tấn chức. Lại đào trào 500 vạn thị huyết linh phong nhất giai đang ở bên trong. Huyết Mị nói. Theo ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút, nếu chỉ tu luyện thì hiệu quả không được tốt lắm. Lục Lâm Thiên nói, 500 vạn thị huyết linh phong nhất giai, tuy rằng thực lực không được mạnh lắm. Thế nhưng tuyệt đối là kinh khủng, đây cũng là tác dụng lớn nhất của Huyết Mị. Thị huyết linh phong bát giai, không phải ai cũng dám tùy tiện trêu vào. Vâng, chủ nhân. Huyết Mị hành lễ nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ quyến rũ mà phong tình, động lòng người không gì sánh được. Trong phi linh môn, vốn một mảnh ố vàng lúc này đã trở thành tiêu điều, trong không khí mang theo một cỗ hàn ý nhàn nhạt. Khi Lục Lâm Thiên trở lại phi linh môn thì lập tức hỏi đệ tử xem đám người Bàn Vân, Xích Viêm đã trở về phi linh môn hay chưa. Trở lại đình viện ở Hậu Sơn, hai người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn thấy Lục Lâm Thiên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng lập tức hỏi. Sốt cuộc ngươi cũng trở về. Mấy hôm trước ám đường thu được tin tức, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo đều mang đại quân đi tới Thiên Môn Cốc, hẳn muốn đem 20 vạn đệ tử của Phi Linh Môn chúng ta trong Thiên Môn Cốc tiêu diệt sạch sẽ. Đông Lão, tổng cộng bọn họ tới bao nhiêu người? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, người của Ba Sơn Môn này quả thực đã xuất phát. Từ tin tức ám đường thu được thì Ba Sơn Môn này có lẽ có chừng 5-60 vạn đệ tử. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Quả thực cũng không ít. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo hàn ý nhàn nhạt. Nếu tính Ba Sơn Môn này chỉ ít cũng có 150 vạn người. Quả thực ra tay vô cùng mạnh bạo. Tâm Đồng, mọi chuyện làm tốt chưa? Lục Lâm Thiên hỏi Lục Tâm Đồng. Đều đã sắp xếp, Muội và Long Linh Tỷ còn có Xích Viêm tiền bối đều đã làm xong. Lục Tâm Đồng gật đầu, trong cấm chế không gian ở trong Sơn Mạch Vũ Đô hiện tại có trên vạn yêu thú, linh thú. Hiện tại đều được thả ra. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Vạn nhất chậm trễ, đệ tử trong Thiên Môn Cốc sẽ nguy mất. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lo lắng nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày lập tức nói. Đông Lão, Oánh Tỷ, hai người mang theo cường giả Phi Linh Môn xuất phát đi, ta sẽ theo sau. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Đông Lão, ta nhớ dọc đường đi còn đi qua Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn và Thanh Phong Môn đúng không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe. Lộ ra sát ý nhàn nhạt. Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn vốn là thực lực phụ thuộc Hóa Vũ Tông, Thanh Phong Môn thì thuộc thế lực của Lan Lăng Sơn Trang. Khi trước Ba Sơn Môn này đều có mâu thuẫn với hắn, lần này vừa vặn có thể tiêu diệt. Không sai, muốn diệt mấy Sơn Môn này hiện tại vô cùng dễ dàng. Ta biết rồi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói, cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên hắn đã biết được Lục Lâm Thiên muốn làm gì. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, trong lòng còn có chút lo lắng. Bởi vì đây chính là thời kỳ phi thường, hắn nói tiếp. Đông Lão, Oánh Tỷ, ta để Xích Viêm, Quỷ Tôn Sứ đi cùng các ngươi. Đi đường cẩn thận. Được. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh gật đầu nói. Một lát sau, trong phi linh môn, cửu đầu yêu dao khổng lồ dựng cánh, từng đạo khí tức hùng hậu tràn ra khiến cho gợn sóng trong không gian run rẩy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Xích Viêm, Hổ Viêm Thiên Vương, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Linh Vũ Song Quái,
quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng đám cường giả phi linh môn nhảy lên lưng cửu đầu yêu dao lập tức chạy tới thiên môn cốc. Nhìn mọi người rời đi, Lục Lâm Thiên thở dài, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mặc kệ làm sao thì lần này dưới sự sắp xếp như vậy nhất định sẽ khiến cho ba sơn môn kia tổn thương nặng. Nhớ khi trước, Lan Lăng Sơn Trang và Thanh Phong Môn mang theo không ít người tiếp cận tới gần phạm vi của phi linh môn. Nếu không phải phi linh môn liều mạng chống lại thì sợ rằng phi linh môn đã sớm bị diệt rồi. Mà khi trước đối mặt với ba quái vật này phi linh môn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, ba sơn môn kia không tìm hắn gây phiền toái thì hắn đã cảm thấy may mắn rồi. Mà hiện tại, lần này hắn tuyệt đối không thể buông tha cho ba sơn môn kia. Người hiền lành bị bắt nạt, ngựa lành bị người cưỡi, chỉ có khiến cho ba sơn môn này bị thương nặng thì mới có thể bào thù, đồng thời mới có thể khiến cho bọn họ kiêng kỵ. Ca ca, lúc này chúng ta xuất phát chứ? Lục Tâm Đồng nhẹ giọng hỏi. Phi linh môn chính là thứ mà phụ thân lưu lại, chuyện của phi linh môn chính là chuyện của nàng. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hàn ý. Chúng ta sẽ xuất phát ngay sau đó. Lục Lâm Thiên nhìn mấy đạo thân ảnh bên người hắn lúc này có Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Đại Ca Dương Quá, Tâm Đồng và Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa. Về phần Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ cũng muốn tới đó thế nhưng lại bị Lục Lâm Thiên ngăn cản. Để ba người các nàng theo đại trưởng lão Trịnh Anh xử lý công việc hàng ngày trong môn. Trong mật thất dưới đại điện phi linh môn, khi Lục Lâm Thiên đi tới mật thất thì một thân ảnh màu lam cũng ở trong đó. Thân hình cao to, quanh thân có một cỗ khí tức bá đạo, chính là Sát Phá Quân. Chúng mừng Phá Quân sư huynh đột phá vũ tôn tam trọng. Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức trên người Sát Phá Quân, lúc này rõ ràng đã tới vũ tôn tam trọng. So với tốc độ của ngươi thì có gì mà phải chúc mừng ta? Sát Phá Quân mỉm cười, lập tức hỏi. Chuyện của phi linh môn sắp xếp như thế nào rồi? Tất cả đã sắp xếp xong. Lục Lâm Thiên trả lời xong, lập tức nói tới việc Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cho sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Nam Thúc. Có Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông gia nhập, còn có Thánh Linh Giáo, chỉ ít vấn đề đã không còn lớn, hẳn là cũng khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang biết khó mà lui. Nam Thúc nói, biết khó mà lui sao, sợ rằng bọn họ muốn lui cũng không được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Hắn làm sao có thể để cho đám người này biết khó mà lui. Lục Lâm Thiên lập tức móc ra một hộp gấm trong nhẫn chữ vật giao cho Nam Thúc nói. Nam Thúc, địa tâm linh ngọc đã thu xong. Địa tâm linh ngọc rốt cuộc cũng thu được rồi sao? Ánh mắt Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên lúc này cũng có chút kích động. Có địa tâm linh ngọc, rất nhanh hắn sẽ có cơ hội khôi phục. Mặc Thạch Vạn Năm, mấy lão gia hỏa Vân Dương Tông này thật thông minh, biết dùng Mặc Thạch Vạn Năm chứa địa tâm linh ngọc. Nam Thúc đánh giá hộp gấm, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên nghi hoặc nói. Tiểu tử, địa tâm linh ngọc này Vân Dương Tông làm sao có thể đưa cho ngươi vậy? Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói chuyện đánh cược với Vân Khiếu Thiên một lần. Nghe Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn không khỏi biến hóa. Không ngờ Vân Khiếu Thiên đã đột phá tôn cấp. Sát Phá Quân nói. Nam Thúc, sư phụ, ta đi tới thiên môn cốc, phi linh môn nhờ hai vị trấn thủ. Lục Lâm Thiên nói, đi đi, tất cả cẩn thận, hiện tại có địa tâm linh ngọc, thương thế của ta hẳn cũng có cơ hội khôi phục. Một khi ta khôi phục cũng có thể bảo vệ được ngươi một ít. Lúc này nếu như có thể cũng không cần quá lo lắng. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên, Hắc Phủ, ngươi đi theo Lâm Thiên đi. Thánh Thủ Linh Tôn nói với Hắc Phủ, vâng, chủ nhân. Hắc Phủ đáp, Lâm Thiên, có Hắc Phủ đi cùng con, không có gì phải sợ. Thực lực của Hắc Vũ không có mấy ai có thể chống lại, chỉ ít muốn thoát thân cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cho rằng phi linh môn là huyền thiên môn khi trước sao. Lâm Thiên, buông tay làm đi, sư phụ tuy rằng hiện tại chỉ là linh hồn thể, thế nhưng chọc giận vào ta, ta cũng khiến cho bọn chúng đẹp mặt. Thánh Linh Giáo không phải ngồi không? Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đệ tử biết rồi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tính tình của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn so với hắn còn nóng nảy hơn. Mà thực lực của Hắc Phủ Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng biết, sợ rằng ngay cả Vũ Tôn bát trọng sát biên giới cửu trọng cũng không nhất định có thể làm gì được Hắc Phủ. Có thủ đoạn thiên phú như không gian, muốn thoát thân càng không thành vấn đề. Phá Quân,
ngươi cũng đi xem. Nam Thúc nói với Sát Phá Quân. Đệ tử biết rồi. Sát Phá Quân tôn kính nói. Đại điện Phi Linh Môn, sau khi nói với đại trưởng lão Trịnh Anh, Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ một phen, Lục Lâm Thiên mới cùng đám người Dương Quá và Lục Tâm Đồng nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ra mắt yêu hoàng, ra mắt yêu vương. Trong sơn mạch, mấy nghìn đầu yêu thú có khí thức mạnh mẽ hành lễ với Tiểu Long và Bàn Hủy, từ khí thức của bọn họ có thể nhận ra, dùng yêu linh đan có một ít yêu thú đã trực tiếp đột phá. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, khi nhìn thấy đầu yêu thú kinh khủng này, sắc mặt Sát Phá Quân cũng có chút kinh ngạc cùng kinh hãi. Nhiều yêu thú kinh khủng như vậy, thất giai cho trên trăm, tuyệt đối vô cùng chấn động. Mặc dù hắn đã sớm biết trong sơn mạch này có một đám khí tức ba động không bình thường. Ba động ở hậu sơn Phi Linh Môn đương nhiên không thể gạt được dò xét của hắn. Mấy nghìn đầu yêu thú kinh khủng lập tức bị Lục Lâm Thiên thu vào trong không gian thú nang mất không ít thời gian. Di chuyển đại quân yêu thú khiến cho hàn ý trong lòng Lục Lâm Thiên ngày càng đậm. Lần này tới Thiên Môn Cốc, nhất định phải khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo biết Phi Linh Môn không dễ trêu chọc, Phi Linh Môn không còn là Phi Linh Môn giống khi trước nữa. Sau khi thu thập xong tất cả, Lục Lâm Thiên mới rời đi. Tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ còn chờ gió đông. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này tổng cộng có Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Bàn Hủy, Bàn Vân, Tiểu Long, Long Linh, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Huyết Mị, Hắc Hùng, đương nhiên còn hai tiểu tử Bảo Nhi và Bối Nhi. Cảm nhận khí tức của Huyết Mị và Hắc Hùng khiến cho Thiên Độc Yêu Long ao ước không ngớt. Huyết Mị và Hắc Hùng không ngờ đã đột phá bát giai trước hắn. Lão đại để đệ che chở thiên trụ giới là được rồi. Mọi người tiến vào trong tu luyện đi. Tiểu Long rất tự giác, biết trong khoảng thời gian đi tới Thiên Môn Cốc này lão đại sẽ tu luyện cho nên lập tức đưa ra kiến nghị. Lục Lâm Thiên nhìn nó, mỗi lần hắn vào trong thiên trụ giới tu luyện đều ảnh hưởng tới việc tu luyện của Tiểu Long, đây cũng không phải là biện pháp lâu dài. Tiểu Long, lần này không cần. Lục Lâm Thiên do dự một chút, tâm thần khẽ động, quang mang màu tím trên tay chợt lóe, Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong tay hắn. Lưu quang chợt lóe lên, đem tất cả mọi người trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bao phủ và bên trong. Tuyết Sư, xem chừng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Lâm Thiên nói xong, thân ảnh lập tức tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh thu nhỏ lại bằng viên đá, nằm dưới lông vũ của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh mọi người vô cùng nghi hoặc. Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện. Thiên trụ giới mở ra, mọi người lập tức tiến vào trong thiên trụ giới. Thời gian đi tới Thiên Môn Cốc cũng không phải là ngắn. Thiên Môn Cốc tọa lạc ở phía đông Hóa Vũ Tông, phía nam Linh Thiên Môn, phía tây Lan Lăng Sơn Trang, phía bắc của Hắc Sát Giáo, phía nam của Phi Linh Môn. Nếu tính toán thì cách Linh Thiên Môn gần nhất. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, có lẽ dùng tốc độ hiện tại của Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng cần 7 ngày mới tới được Thiên Môn Cốc. Thời gian 7 ngày ngày trong thiên trụ giới cũng được 70 ngày, thời gian lớn như vậy Lục Lâm không muốn lãng phí. Mà trước đó Lục Lâm Thiên đã sớm sắp xếp tất cả, trước khi đi Thiên Môn Cốc hắn còn phải tu luyện vũ kỹ. Trong thiên trụ giới, tất cả mọi người không có gì phải lo lắng. Chỉ có Băng Mộc Tôn giả hiện tại đang cây yêu ta ép sợ. Sư huynh, trong không gian này tu luyện 10 ngày thì bên ngoài chỉ mới 1 ngày mà thôi. Mấy ngày nữa chúng ta mới đến nơi cho nên cứ ở bên trong này tu luyện. Lục Lâm Thiên nói. Quả thực không thể tưởng tượng được. Sát Phá Quân thì thào nói. Không cần Lục Lâm Thiên phân phó, mọi người đều tự giác tu luyện. Độc Long Huynh, Như Hoa, các ngươi cũng ăn vào yêu linh đan này tu luyện đi. Nếu có thể đột phá thì tốt nhất. Trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện 4 khỏa yêu linh đan, từ khí tức có thể nhận ra đây là yêu linh đan thất phẩm hậu giai. Đây chính là yêu linh đan mà khi luyện chế khôi lỗi Lục Lâm Thiên bớt chút thời gian luyện chế ra. Tổng cộng chỉ có 4 khỏa, Huyết Mị, Hắc Hùng sau khi dùng huyết linh chi vạn năm thì Lục Lâm Thiếu lập tức nghĩ tới Thiên Độc Yêu Long và Quỳ Long Như Hoa cũng phải nhanh chóng đột phá một chút cho nên mới rút ra thời gian luyện chế đan dược thất phẩm hậu giai. Luyện chế mấy khỏa này cũng tốn không ít khí lực. Có yêu linh đan này có lẽ cũng không khó. Thiên Độc Yêu Long nói. Lần trước tu luyện trong thiên trụ giới với hắn cũng có không ít tác dụng. Dùng diễn linh thánh quả, đối với lĩnh ngộ và tâm cảnh đều có tác dụng vô cùng lớn. Vô hình chung giúp cho hắn hấp thu năng lượng và linh đan nhanh hơn không ít. Độc Long ca, chúng ta cùng nhau luyện hóa được không?
Quỳ Long như hoa tiếp nhận đan dược lập tức đi tới bên người Thiên Độc Yêu Long, hai mắt nhìn hắn nói. Thấy ánh mắt của Quỳ Long như hoa, Thiên Độc Yêu Long liền run lên, da gà xuất hiện, vội vã chạy tới bên người Tiểu Long nói. Như hoa, ta và Tiểu Long cùng nhau tu luyện, người tự tu luyện một mình đi. Không sao, ta cũng tu luyện ở bên cạnh Yêu Hoàng. Như hoa dường như không hết hy vọng, không nhường một chút nào. Thiên Độc Yêu Long vội nhìn Tiểu Long cầu cứu, nhưng không ngờ Tiểu Long cũng mặc kệ loại chuyện như thế này, coi như không thấy. Thiên Độc Yêu Long thở phì phò trừng mắt nhìn Tiểu Long, thế nhưng cũng không dám nổi bão với Quỷ Long như hoa. Tiểu Long, tốt nhất để cũng mau chóng đột phá đi. Lục Lâm Thiên nói, trong tay đem ba khỏa đan dược thất phẩm hậu kỳ giao cho Tiểu Long. Phía xa xa, một lát sau Lục Lâm Thiên, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lục Tâm Đồng đi tới nơi này. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu, ta tu luyện một loại vũ kỹ cho nên cần long huyết của hai vị. Một chén máu nhỏ, còn có một đạo linh hồn lực mới được. Lục Lâm Thiên nói, đoạn thời gian này cũng nên tu luyện long ảnh tí của Lục gia. Mà tu luyện long ảnh tí vốn cần máu tươi của yêu thú long tộc, vì huyết mạch của hai người Bàn Hủy và Bàn Vân cực cao, lại tới bát giai, hơn nữa lại là hai người, cho nên Lục Lâm Thiên phỏng đoán mỗi người chỉ cần rút 1/3 long huyết đã đủ rồi. Được. Hai người Bàn Hủy và Bàn Vân gật đầu nói, đây cũng là điều kiện mà họ đã đáp ứng trước khi gia nhập Phi Linh Môn. Lúc này gia nhập Phi Linh Môn thì càng không giống như trước nữa. 1/3 lượng máu cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, một chén nhỏ cốt tủy tuy rằng rất phiền toái thế nhưng cũng có thể làm được. Một đạo linh hồn lực thì càng không khó. Vậy thì bắt đầu đi. Lục Lâm Thiên nói, tâm thần khẽ động, hỏa long đỉnh thức thì xuất hiện trước người. Ngao ngao. Hai người Bàn Hủy, Bàn Vân nhìn nhau, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh không trung. Trưởng môn, động thủ đi. Bàn Hủy nói. Bàn Hủy huynh. Bàn Vân tẩu, tiểu đệ đắc tội. Lục Lâm Thiên gật đầu với Lục Tâm Đồng, huyết lục xuất hiện trong tay, một tiếng đao minh nhàn nhạt giống như long ngâm vang lên. Muốn lấy 1/3 máu tươi, cho dù là Bàn Hủy và Bàn Vân nguyện ý cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì dù hai người Bàn Hủy và Bàn Vân không ngăn cản thế nhưng thân thể yêu thú bát giai với lực phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ vô cùng kinh khủng, binh khí bình thường khó có thể cắt được vào da. Huyết lục xẹt qua. Đao mang huyết sắc tức thì bắn ra, cắt ra một vết máu trên đuôi của hai người. Trong nháy mắt hai tia máu tươi phun ra, lập tức rơi vào trong hỏa long đỉnh. Đồng thời thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng được kết, linh hỏa rót vào trong hỏa long đỉnh. Trong hỏa long đỉnh, linh hỏa tuôn ra, cuồn cuộn bao phủ long huyết vừa mới bắn vào. Ầm ầm, máu tươi từ trên người Bàn Hủy và Bàn Vân không ngừng bắn ra, khí tức trên người cũng suy yếu đi. Nửa chung trà sau. Khi linh hỏa trong hỏa long đỉnh bao vây lấy long huyết, Lục Lâm Thiên đưa mắt nói với hai người. Bàn Vân tẩu, Bàn Hủy huynh, được rồi. Siêu siêu. Lưu quang trên người hai người chợt lóe, vết thương bắt đầu ngừng chảy máu, khí tức trên thân thể to lớn lúc này đã suy nhược hơn ban đầu rất nhiều, tổn hao cũng không kém. Trưởng môn, cốt tủy đã lấy được rồi. Đồng thời trong miệng hai người Bàn Hủy, Bàn Vân đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Máu này so với máu vừa rồi rõ ràng còn đỏ tươi hơn nhiều. Máu tươi này phun ra, khí tức trên người hai người Bàn Hủy, Bàn Vân càng thêm hư nhược. Thu, Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, hai bình ngọc được móc ra, tức thì đem máu tươi thu vào trong bình ngọc. Ngao, ngao, tiếp đó hai người rít gào một tiếng, từ trong mi tâm của hai cái đầu dữ tợn kia đều có một đạo quang mang màu vàng mang theo long uy lan tràn ra, linh hồn lực bàng bạc tức thì tràn ngập không gian. Thu. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, đây chính là linh hồn lực của Bàn Hủy và Bàn Vân, hắn không dám sơ ý, một đạo linh hồn lực này vô cùng quan trọng với việc luyện chế long ảnh tí. Vốn chỉ cần một đạo linh hồn lực là được rồi, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại sợ thiếu cho nên mới lấy hai đạo linh hồn lực. Linh lực quanh thần tràn ra, bao vây lấy hai đạo linh hồn lực của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ, tức thì thu vào trong hai cái hộp ngọc hắn đã chuẩn bị từ trước. Một đạo cấm chế lập tức được đánh xuống. Nếu như không phong ấn linh hồn lực thì nó sẽ lập tức tiêu tán trong thiên địa. Siêu. Lúc này hai người Bàn Hủy, Bàn Vân mới thu hồi bản thể hóa thành hình người. Sắc mặt hai người cực kỳ tái nhợt, khí tức suy yếu khá nhiều, tiêu hao như vậy đối với hai người mà nói vô cùng lớn, không khác gì bị thương nặng một hồi. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu, thực sự xin lỗi.
đây là linh dược ta đã chuẩn bị để hai người khôi phục, linh dược này có thể giúp được hai người không ít. Lục Lâm Thiên móc ra không ít thiên tài địa bảo trong nhẫn chữ vật, đều là vật có giá trị không thể đong đếm bên ngoài. Trưởng môn, chúng ta cũng không sao, chỉ là cần chút thời gian khôi phục mà thôi. Bàn Hủy, Bàn Vân tiếp nhận linh dược đi ra phía xa ăn vào rồi lập tức điều tức. Tổn hao thực sự quá lớn, hai người thậm chí cả nói cũng không có sức lực. Hô! Lục Tâm Đồng khoanh chân ngồi trước Hỏa Long đỉnh, từng đạo thủ ấn được kết, thủ ấn biến hóa, trong Hỏa Long đỉnh, linh hỏa ào ào tuôn ra, cuối cùng hóa thành hỏa diễm hừng hực đem máu tươi bao phủ. Chỉ là có chút kỳ quái chính là linh hỏa thiêu đốt như vậy thế nhưng máu tươi của hai người Bàn Hủy cũng không có bao nhiêu phản ứng, dường như nhiệt độ cũng không quá cao tới mức có thể làm ảnh hưởng tới long huyết. Bên trong long huyết thi thoảng có chút ba động, dường như bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Thủ ấn Lục Tâm Đồng lần nữa biến hóa, gia tăng linh hỏa thiêu đốt, chăm chú bao phủ đám long huyết này. Tâm Đồng, chuyện này giao cho muội. Lục Lâm Thiên đã nói qua với Lục Tâm Đồng một lần. Luyện chế thứ phụ trợ tu luyện long ảnh tí cũng không khó, chỉ cần một linh vương ở bên cạnh luyện hóa long huyết mà thôi. Lục Lâm Thiên nói xong thân hình lập tức nhảy vào trong Hỏa Long đỉnh, thân hình tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, quanh thân lập tức bị linh hỏa và long huyết bao phủ. Ca ca, yên tâm đi. Lục Tâm Đồng đáp, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, bởi vì chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm cho nên nàng vô cùng chăm chú, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Lúc này quanh thân Lục Lâm Thiên bị long huyết bao vây, dựa theo tin tức tu luyện long ảnh tí, bước đầu tiên tu luyện long ảnh tí chính là cần máu tươi của yêu thú long tộc thất giai, máu trong cốt tủy và một đạo thú hồn. Mà bước thứ hai chính là dùng long huyết đoán thể, dựa theo tin tức tu luyện mà nói, một khi thi triển long ảnh tí, uy lực quá mức cuồng bạo, nếu như vũ giả có thân thể bình thường thôi động nhất định sẽ gặp phải phản phệ, cũng chỉ có người trải qua long huyết đoán thể thì mới có thể thuận lợi thôi động ra long ảnh tí. Thân hình tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, cảm giác thứ nhất của Lục Lâm Thiên chính là có một cỗ năng lượng tinh thuần tới mức khó có thể tin được trong nháy mắt quanh quẩn quanh thân hắn. Khi thân thể hoàn toàn rơi vào trong Hỏa Long đỉnh, chỉ có cái đầu bên ngoài, năng lượng ẩn chứa bên trong long huyết ngày càng đậm và tinh thuần. Trong Hỏa Long đỉnh, Lục Tâm Đồng không ngừng thôi động linh hỏa, quanh thân Lục Lâm Thiên bố trí hộ thân cương khí, linh hỏa đều bị cắt đứt ở bên ngoài không thể động tới thân thể. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ, năng lượng trong long huyết này hắn còn không thể hấp thu, nhìn long huyết chung quanh cùng với linh hỏa đang cuồn cuộn, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thủ ấn được kết. Tay phải lần nữa đánh ra một đạo linh hỏa này đột nhiên bạo phát. Linh hỏa hừng hực khiến cho nhiệt độ chung quanh tăng lên, nhiệt độ mà linh hỏa này tỏa ra so với linh hỏa Lục Tâm Đồng thôi động rõ ràng mạnh hơn không ít. Ngay khi linh hỏa này xuất hiện, trường bào màu xanh của Lục Lâm Thiên vung lên. Không ít linh dược từ trong nhẫn chữ vật bắn ra, dưới sự bao phủ của chân khí lơ lửng trước người hắn. Linh dược tỏa ra quang mang nhẹ nhẹ, khí tức năng lượng nồng đậm, chỉ cần liếc mắt cũng biết giá trị của nó không hề thấp. Tu luyện long ảnh tí, ngoại trừ cần long huyết ra còn cần một ít linh dược phụ trợ, từ đó mới cải thiện được thể chất, đề cao tác dụng của long ảnh tí. Những dược liệu phụ trợ đều là vật vô giá, đều là linh dược hiếm thấy, tìm kiếm cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này trên người Lục Lâm Thiên có vô số, nếu chỉ tính trên phương diện dược liệu thì Lục Lâm Thiên tuyệt đối là phú hào. Không có bao nhiêu do dự, Lục Lâm Thiên nhìn linh dược trong tay, lập tức ngẩng đầu lên, cảm nhận nhiệt độ linh hỏa trong tay, ngón tay khẽ ngoắc một cái, dược liệu bên cánh tay trái lập tức lơ lửng chạy sang bên tay phải. Siêu siêu! Đồng thời linh hỏa rít gào, hai tay Lục Lâm Thiên đều tràn ngập linh hỏa, đem tất cả linh dược có mặt trên tay bao phủ. Linh dược bị linh hỏa bao phủ, một cỗ khí tức ba động tràn ra, bên trong còn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần ba động mơ hồ. Cảm nhận năng lượng tinh thuần bên trong, khóe miệng Lục Lâm Thiên hơi run lên, bàn tay khẽ bấm, linh hỏa ngày càng cuồn cuộn. Nhiều loại linh dược đồng thời bị luyện hóa, yêu cầu đối với việc nắm trong tay linh hồn lực vô cùng nghiêm ngặt. Thế nhưng đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, hắn đã có tư cách và thực lực để làm như vậy. Hơn nữa lúc này Lục Lâm Thiên cũng không chỉ muốn luyện hóa vài loại linh dược này. Linh dược bị linh hỏa bao phủ, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa trên tay Lục Lâm Thiên, năng lượng ba động ngày càng mạnh, khoảng chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc linh dược cũng héo rũ, cuối cùng linh dược hóa thành bột phấn, mà linh dịch tinh thuần ẩn chứa bên trong linh dược cũng xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Nhìn linh dược được linh hỏa bao vây,
năng lượng ba động kinh khủng từ bên trong tràn ra khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên run lên. Đồng thời Lục Lâm Thiên thu linh hỏa lại, ném đoàn linh dịch trong tay vào trong long huyết. Linh dịch ném vào, long huyết lập tức bị kích động, giống như là mặt nước bị ném một quả bom vào vậy. Siêu siêu, long huyết sôi lên. Lục Tâm Đồng thấy vậy thủ ấn lần nữa biến hóa, linh lực phô thiên cái địa bạo phát, linh hỏa lúc này mạnh mẽ tới cực hạn. Dưới linh hỏa cuồn cuộn, long huyết bắt đầu sôi trào, một cỗ sóng nhiệt mang theo năng lượng tinh thuần bên trong long huyết trong nháy mắt trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên. Linh hỏa nóng bỏng lượn lờ quanh thân Lục Lâm Thiên, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho long huyết sát sắp bị bốc hơi. Dưới nhiệt độ kinh khủng lúc này Lục Lâm Thiên ở bên trong cũng ăn không ít vị đắng, nhưng những linh hỏa này còn không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với Lục Lâm Thiên. Trong lúc Lục Tâm Đồng gia tăng linh hỏa thiêu đốt, khoảng chừng nửa canh giờ sau toàn bộ long huyết trong hỏa long đỉnh đều sôi trào. Nhiệt độ nóng bỏng kéo lên, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, trong long huyết tràn ra sương mù máu trắng, tất cả tạp chất đều được tinh luyện. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được long huyết bên trong từ từ nóng lên. Năng lượng kinh khủng trong long huyết theo linh dịch tinh thuần bắt đầu cuộn trào. Đã tới lúc rồi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn xua tan tạp niệm thủ ấn trong tay lặng lẽ biến hóa, mà hai tròng mắt cũng từ từ nhắm lại. Chỉ trong nháy mắt khi hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm lại, quanh thân hắn có một cỗ hấp lực từ trong cơ thể bạo phát ra. Hấp lực quanh thân tuôn ra, long huyết vốn cuồn cuộn sôi trào lập tức trở nên kịch liệt, từng tia năng lượng kinh khủng, hùng hồn bắt đầu kéo về phía Lục Lâm Thiên cuối cùng hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần cuồn cuộn không ngừng bắn vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Những năng lượng hùng hậu này gặp phải hấp lực chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên tức thì bộc phát ra âm hưởng siêu siêu. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, năng lượng bên trong long huyết và linh dịch trong nháy mắt khi tiến vào trong cơ thể hắn đã dung hợp với nhau, hòa quyện lại giống như vốn là một thể, không thể tách rời vậy. Toàn bộ thân thể Lục Lâm Thiên giờ phút này mạnh mẽ run rẩy. Năng lượng hùng hậu như vậy so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên dường như còn cuồng bạo hơn nhiều. Long huyết hoàng kim yêu long viễn cổ bát giai, quả thực không phải tầm thường. Trong lúc này Lục Lâm Thiên không dám tiếp tục sơ ý, dùng tâm thần khống chế đám năng lượng hùng hậu trong cơ thể vận chuyển dọc tứ chi bách hải. Tác dụng lớn nhất của năng lượng trong long huyết và linh dịch chính là đoán thể, chỉ có trải qua đoán thể mới có thể thuận lợi thôi động long ảnh tí. Dùng long huyết đoán thể, máu tươi làm vật dẫn, long hồn dung hợp mới có thể tu luyện ra long ảnh tí. Vũ kỹ kỳ quái như vậy khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc. Không biết khi trước tổ tiên Lục gia hầu hạ vị vũ đế nào sáng chế ra. Vũ kỹ như vậy tuyệt đối quá kinh khủng, người bình thường không thể tu luyện được. Đầu tiên là long huyết rất khó thu được, huống chi dùng long huyết đoán thể, Lục Lâm Thiên có cảm giác, cho dù là long huyết yêu thú long tộc thất giai thì vũ vương bình thường cũng không thể thừa nhận được long huyết đoán thể này. Lúc này dùng long huyết hoàng kim yêu long viễn cổ bát giai đoán thể, Lục Lâm Thiên phán đoán, vũ tôn bình thường sợ rằng cũng không thể chịu được một cỗ lực lượng như vậy, cũng may cường độ thân thể của hắn mạnh mẽ. Năng lượng nhập thể, Lục Lâm Thiên có thể mơ hồ nhận ra được kinh mạch, cốt cách, cơ thể, thậm chí lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong long huyết tiến vào trong cơ thể. Mà trong lúc thôn phệ, thân thể không ngờ bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ, dù bất diệt huyền thể có mạnh mẽ đến mấy cũng không có khả năng cải tạo thân thể trong lúc. Chỉ là loại cường hóa này dường như là củng cố bất diệt huyền thể, khiến cho bất diệt huyền thể ngày càng mạnh hơn. Dưới năng lượng hỗn hợp của long huyết và linh dịch, bên trong có một tác dụng kỳ dị khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên, trên dưới mỗi một tấc thân thể, thậm chí ngay cả da đều được năng lượng rèn rũa, trở nên mềm dẻo và rắn chắc. Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ, sợ rằng sau khi hấp thu đám năng lượng trong long huyết này, thân thể của hắn lại mạnh mẽ hơn nữa. Mà hiện tại, năng lượng trong long huyết còn lại này dường như đều đang đoán thể. Tâm thần Lục Lâm Thiên lần nữa khẽ động, năng lượng long huyết trong cơ thể từ trong cánh tay phải tuôn ra, tu luyện long ảnh tí, quan trọng nhất chính là rèn rũa cánh tay phải. Năng lượng hùng hậu cuối cùng hội tụ bên trong cánh tay phải, cánh tay lập tức bành trướng, cơn đau đớn đột nhiên truyền tới. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được cánh tay phải của mình dường như đang bị năng lượng phá hủy. Toàn bộ cánh tay phải đang xảy ra biến hóa, bị năng lượng ăn mòn bao phủ. Lẽ nào chỉ có thể thôi động cánh tay phải? Không biết hai tay có thể đồng thời thôi động được hay không? Nếu như đồng thời thôi động hai tay thì uy lực hẳn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, hắn có thể thuấn phát vũ kỹ,
hai tay đồng thời thôi động cũng không thành vấn đề, nếu như có thể thôi động hai long ảnh thí, uy lực có lẽ càng thêm mạnh mẽ. Tâm niệm khẽ động, Lục Lâm Thiên bắt đầu dẫn từng đạo năng lượng mạnh mẽ đi về phía cánh tay trái. Năng lượng cũng lập tức hội tụ trong cánh tay phải. Đau đớn từ hai cánh tay truyền tới, cánh tay trái bắt đầu có biến hóa, bị năng lượng ăn mòn, bao phủ. Cứ như vậy thân thể Lục Lâm Thiên giống như lão tăng nhập định ngồi thiền trong hỏa long đỉnh, linh hỏa quanh thân không ngừng cuồn cuộn, linh hỏa bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Ở giữa linh hỏa, một cỗ năng lượng tinh luyện không ngừng chui vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, cuối cùng đều tiến vào trong thân thể hắn. Trong hỏa long đỉnh, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, trên long huyết không ngừng có sương mù màu trắng bốc lên, tạp chất đều bị Lục Tâm Đồng luyện hóa, chỉ có năng lượng tinh thuần bị Lục Lâm Thiên hấp thu. Trong thiên trụ giới yên tĩnh lúc này đối với Lục Lâm Thiên mà nói đã không còn khái niệm thời gian, thân thể giống như lão tăng ngồi nhập định, không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài vào trong cơ thể. Lúc này linh lực của Lục Tâm Đồng không ngừng thôi động linh hỏa phụ trợ, không dám có chút sơ ý nào. Theo thời gian Lục Lâm Thiên đoán thể, toàn bộ Đông Hải rung động, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Vân Đảo đều phái ra cường giả quy mô lớn hành động khiến cho vô số thế lực trong Đông Hải suy đoán, nhất thời bầu không khí trong Đông Hải vô cùng căng thẳng. Trên đại lục Linh Vũ, trong phạm vi Vân Dương Tông cũng rất ầm ĩ. Mấy vạn đệ tử tinh anh của Vân Dương Tông đi về phía Sơn Mạch Vũ Đô khiến cho vô số người suy đoán, đông đảo thám tử các thế lực nhìn chằm chằm vào Vân Dương Tông lập tức truyền tin tức về bốn phía. Trong cổ vực, hiện tại đã trực tiếp gió nổi mây phun, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông huy động đại quân quy mô di chuyển khiến cho cả cổ vực sôi trào. Nhân mã Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn đã sớm được điều động, một hồi đại chiến là điều khó tránh khỏi, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Môn Cốc. Tất cả thám tử của các thế lực hội tụ trong Thiên Môn Cốc, Thiên Mốc lúc này đã trở thành toàn bộ tiêu điểm của cổ vực. Trong cổ vực có không ít thế lực nhị lưu, nhất lưu đang âm thầm chờ mong, vạn nhất nếu hai bên lưỡng bại câu thượng, bọn họ có thể chiếm được không ít tiện nghi. Cho nên kết quả tốt nhất là nhân mã song phương lưỡng bại câu thương thì hơn. Sắp khai chiến rồi. Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo sẽ hạ thủ với Phi Linh Môn. Linh Thiên Môn nhất định sẽ che chở cho Phi Linh Môn. Lần này sợ rằng sẽ máu chảy thành sông, thế lực trong cổ vực lần này sợ rằng sẽ lại biến đổi sau lần đại chiến. Cổ vực sôi trào, ai nấy đều hiểu rõ, lần này mặc kệ là ai thua ai thắng, phân bố thế lực trong cổ vực sẽ thay đổi, bóng ma của đại chiến bao phủ cổ vực. Khi một tia long huyết cuối cùng trong hỏa long đỉnh bị Lục Lâm Thiên hấp thu vào trong cơ thể, Lục Tâm Đồng thu hồi thủ ấn, linh hỏa đang cuồn cuộn lập tức biến mất không thấy đâu. Phù! Lúc này trong hỏa long đỉnh, hai tay Lục Lâm Thiên có chút bành trướng, một cỗ quang mang nhàn nhạt quanh quẩn trên hai tay, cả hai tay đỏ bừng. Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của Lục Lâm Thiên hé mở, tinh quang trong mắt bắn ra. Tiếp đó, hắn móc hai bình ngọc ra, đây chính là máu trong cốt tủy của hai người Bàn Hủy, Bàn Vân. Bình ngọc vừa mở, máu tươi tràn ra, lập tức bị chân khí Lục Lâm Thiên bao vây, máu tươi lơ lửng trong không trung, mơ hồ có một cỗ long uy mạnh mẽ từ bên trong máu tươi lan tràn ra. Nhìn hai tay, Lục Lâm Thiên nhíu mày, thủ ấn lần nữa biến đổi. Máu tươi làm vật dẫn. Một tiếng quát nhẹ vang lên, trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên có một đạo chân khí bạo phát hóa thành một vòng xoáy bằng chân khí. Trong vòng xoáy có hấp lực tuôn ra, thôn phệ từng tia máu tươi vào bên trong, sau đó dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Máu tươi tràn ngập long uy bị vòng xoáy bao phủ, vòng xoáy vừa mới bao phủ máu tươi lập tức dung nhập vào bên trong dòng xoáy chân khí, máu tươi và chân khí dây dưa vào nhau. Hai cỗ lực lượng hòa quyện với nhau, máu tươi giống như bị ký. Năng lượng hùng hậu lập tức khuếch tán mang theo lực lượng cuồng bạo. Một cỗ uy áp và năng lượng kinh khủng từ trong máu tươi cấp tốc lan tràn. Phanh phanh. Hai tiếng trầm muộn truyền ra, máu tươi trong dòng xoáy chân khí nổ tung, năng lượng điên cuồng chút xuống, trong nháy mắt chui vào trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên. Hai cỗ năng lượng chui vào trong lòng bàn tay, toàn bộ thân thể Lục Lâm Thiên run lên. Hai cỗ máu tươi tiến vào trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên tức thì tản ra ba động năng lượng kinh người, Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động hùng hậu đáng sợ, năng lượng ẩn chứa bên trong máu tươi không ngờ lại đáng sợ như vậy, như muốn đem cánh tay hắn phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Dung hợp, Lục Lâm Thiên cắn răng quát, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tâm thần vận chuyển năng lượng bắt đầu dung hợp máu tươi.
cánh tay chịu năng lượng trùng kích mạnh mẽ, không cho nó thẩm thấu ra bên ngoài. Năng lượng hùng hậu tuôn ra, quang mang trên đôi tay Lục Lâm Thiên run run, tới cuối cùng hầu như không gian toàn thân hắn đều có năng lượng mạnh mẽ lan tràn ra, bên trong cỗ năng lượng này còn có một cỗ long uy mạnh mẽ. Theo dung hợp, máu tươi thẩm thấu vào trong hai tay, khí tức mạnh mẽ trên người Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng khuếch tán. Lục Tâm Đồng ở một bên vô cùng kinh ngạc, lúc này chỉ thấy chung quanh ca ca nàng tràn ngập năng lượng ba động, rồi một cỗ năng lượng uy áp đáng sợ từ bên trong tràn ra, cỗ năng lượng này khiến cho nàng càng lúc càng cảm thấy run sợ. Năng lượng uy áp thật mạnh mẽ. Lục Tâm Đồng kinh ngạc thầm nghĩ. Long hồn dung hợp. Thủ ấn Lục Lâm Thiên lần nữa được kết, đem hai đạo long hồn của Bàn Vân và Bàn Hủy gọi ra, một tiếng long ngâm vang lên. Ngao. Tiếng long ngâm này không kinh khủng như của tiểu long, vì vậy chỉ có thể gọi là long khiếu mà không tới trình độ như long ngâm, thế nhưng thanh âm này cũng đủ để khiến cho lòng người rung động. Tiếp đó thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lần nữa biến hóa, hai đạo long hồn phân biệt tiến vào trong hai lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Hai tay đều trải qua rèn giũa, Lục Lâm Thiên cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì có thể lấy được hai đạo long hồn từ trên người Bàn Hủy và Bàn Vân. Hai đạo long hồn tiến vào trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Hai đạo long hồn lập tức xoay quanh đôi tay hắn, trong long hồn này mang theo một cỗ long uy, mà uy áp này đủ để khiến cho người thiếu can đảm chết ngất. Cảm nhận cỗ uy áp này, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thấy nóng bỏng, long uy càng mạnh, chứng minh uy lực khi tu luyện thành long ảnh tí càng mạnh mẽ. Tu luyện long ảnh tí vốn chỉ cần máu tươi của yêu thú long tộc thất giai mà thôi, mà hiện tại Lục Lâm Thiên dùng long huyết của Bàn Hủy, Bàn Vân, Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ bát giai. Hiệu quả không thể nghi ngờ càng thêm mạnh mẽ. Theo dung hợp long hồn, trong đôi tay của Lục Lâm Thiên, năng lượng ngày càng kinh khủng. Lúc mơ hồ bên trong cánh tay Lục Lâm Thiên sau khi long hồn dung hợp có một thanh âm dị dạng giống như long khiếu, trầm thấp, giống như gầm gừ. Mỗi một lần long khiếu vang lên, hai tay Lục Lâm Thiên run lên, thời gian giống như cát chảy trôi qua. Trong thiên trụ giới, tất cả mọi người đều đang tĩnh tâm tu luyện, nhìn thấy ca ca không có việc gì. Lục Tâm Đồng cũng đi tới phía xa tu luyện. Sắc mặt hai người Bàn Hủy, Bàn Vân trắng bệch, sau khi ăn vào rất nhiều thiên tài địa bảo đã khôi phục không ít. Thời gian mấy ngày sắc mặt hai người đã hồng nhuận trở lại. Dương Quá, Sát Phá Quân, Hắc Vũ, Long Linh, Tiểu Long Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Phi Thiên Ngô Công lúc này đều đang tu luyện, trong không gian vô cùng yên tĩnh. Gần 15 ngày sau, tiếng long khiếu trên tay Lục Lâm Thiên mới dần dần ít đi. Cảm giác bành trướng và đỏ rực trên cánh tay của Lục Lâm Thiên lúc này mới dần dần biến mất. Phù! Khi Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, thủ ấn trong tay được thu lại, khóe miệng nở nụ cười, long huyết đoán thể, máu huyết làm vật dẫn, long hồn dung hợp, ba bước này hắn đều đã hoàn thành, kế tiếp nên chính thức tu luyện long ảnh tí. Long ảnh tí, vũ khí địa cấp trung giai, vũ khí quỷ dị như vậy Lục Lâm Thiên vô cùng chờ mong, không biết uy lực của nó sẽ tới mức nào. Hiện tại hắn dùng máu của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ bát giai, hẳn là so với máu của yêu thú long tộc thất giai bình thường sẽ mạnh hơn không ít. Tu luyện. Tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, Lục Lâm Thiên nhanh chóng vùi đầu tu luyện long ảnh tí, trong đầu hiện ra phương pháp tu luyện long ảnh tí, chân khí từ trong đan điền tuôn ra, cuối cùng từ trong kinh mạch đặc thù vận chuyển ra, sau đó hội tụ trên hai tay. Hai tay được rèn giũa qua phối hợp với long hồn thôi động, bắt đầu tu luyện. Tu luyện long ảnh tí, lần đầu tiên hội tụ chân khí Lục Lâm Thiên ngay lập tức thất bại. Chân khí một khi tiến vào trong cánh tay lập tức tán loạn, chân khí phản phệ chút xuống cơ thể khiến cho Lục Lâm Thiên ăn không ít vị đắng. Nếu đổi lại là người khác sợ rằng không biết sẽ như thế nào. Vũ Vương cửu trọng, bình thường tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai đã là cực hạn, còn phải là người có thiên phú tuyệt hảo, mà lúc này Lục Lâm Thiên đã tu luyện vũ khí địa cấp trung giai, nếu như đổi lại là một Vũ Vương cửu trọng khác. Sợ rằng chỉ riêng chân khí phản phệ cũng đủ để cho người này không chết thì cũng phải bị thương nặng. Đối với chuyện này Lục Lâm Thiên cũng không sợ hãi, vũ khí địa cấp trung giai hắn cũng đã sớm tu luyện thành công qua, đó chính là Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, long ảnh tí này nhất định hắn cũng có thể tu luyện thành công. Theo tu luyện Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra, long ảnh tí kỳ dị này không chỉ có điều kiện tu luyện hà khắc mà sự cực khổ khi tu luyện cũng không dưới Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Lục Lâm Thiên đương nhiên không phải dạng người gặp khó mà lui bước, mỗi một lần thất bại đều tiếp tục tu luyện, trong lòng bàn tay hắn thi thoảng vang lên từng tiếng long khiếu, bên trong mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ.
Thiên Môn Cốc là một nơi ở sát biên giới cổ vực, lại là nơi tương giao giữa các thế lực lớn. Khu vực này cũng không phải là chỗ quá quan trọng gì, đối với khu vực này người trong cổ vực biết tới nó cũng không nhiều. Đại bộ phận mọi người đều cảm thấy có chút xa lạ. Mà đoạn thời gian gần đây danh tự Thiên Môn Cốc như sấm rền bên tai đám người trong cổ vực, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Môn Cốc. Bởi vì trong Thiên Môn Cốc này sợ rằng sắp có đại chiến xảy ra. Thiên Môn Cốc diện tích khá lớn, chu vi có vô số ngọn núi trùng điệp, bởi vì hai mặt đều là núi vây quanh cho nên ở giữa chỉ có một cái thông đạo đi qua. Mà ở trong này cũng có một hạp cốc rất lớn, hạp cốc này lớn không gì sánh được, lại giống như cổng trời cho nên mọi người đều gọi nơi này là Thiên Môn Cốc. Trong Thiên Môn Cốc cũng có không ít dã thú và yêu thú, có một ít dòng binh đoàn nhỏ thi thoảng cũng đi qua sơn mạch này. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây trong núi non Thiên Môn Cốc không có một dòng binh đoàn nào dám đặt chân vào. Cả đám yêu thú, dã thú trong sơn mạch này dường như cũng biến mất không thấy. Dường như bọn chúng cũng cảm giác được đại chiến sắp xảy ra trong Thiên Môn Cốc vậy. Lúc này trong Thiên Môn Cốc có vô số bóng người, gần 20 vạn người hội tụ trong Thiên Môn Cốc. Trên một đỉnh núi, không ít thân ảnh lặng lẽ đứng đó, mấy người đứng đầu chính là Khoái Kiếm Vương, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên còn có mấy đà chủ phân đà của Phi Linh Môn có mặt. Mặt khác còn có Thạch Vượn Yêu Vương, Trường Ngao Yêu Giải cùng chúng yêu thú thất giai hóa thành hình người ở bên trong. Vẻ mặt mọi người đều có chút ngưng trọng. Rát! Giữa không trung lúc này có mấy đầu yêu thú phi hành bay tới, dường như đang nói với Thạch Vượn Yêu Vương tin tức gì đó. Lưu trưởng lão, yêu thú phi hành báo lại, người của Hắc Sát Giáo phía trước chỉ còn mấy ngày nữa sẽ tới Thiên Môn Cốc. Thạch Vượn Yêu Vương nói với Khoái Kiếm Vương Lưu Kiếm. Hắc Sát Giáo phái tới bao nhiêu người? Lưu Kiếm nhướng mày hỏi. Dường như có 50-60 vạn người. Thạch Vượn Yêu Vương nói. Còn có Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang cũng phái ra 50-60 vạn người, có lẽ không bao lâu lẽ đám người này đều sẽ tới. Nhiều như vậy sao? Mọi người chung quanh lập tức sợ hãi than, nhiều người như vậy, thực lực hiện tại của Phi Linh Môn trong Thiên Môn Cốc căn bản không thể chống lại ba sơn môn kia. Trong lòng mọi người hiểu rõ, 20 vạn đệ tử của Phi Linh Môn tuy rằng không kém, còn có mấy nghìn yêu thú, nếu như so sánh với thế lực nhất lưu thì dư sức. Thế nhưng so sánh với mấy quái vật lớn như Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì đương nhiên còn kém xa. Lưu trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong đám người ở đây thì địa vị của Khoái Kiếm Vương Lưu Kiếm là cao nhất cho nên mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Đây là sự sắp xếp của trưởng môn tự nhiên sẽ tới. Tử thủ ở trong Thiên Môn Cốc là được. Lưu Kiếm trầm giọng nói, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Vạn nhất trưởng môn không tới thì 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn sẽ trở thành con cá trong chậu. Trong thiên trụ giới, theo thời gian trôi qua chỗ Tiểu Long tu luyện tức thì sóng gió nổi lên, Tiểu Long đã hóa thành bản thể khổng lồ, lân phiến mở rộng, hấp thu năng lượng đang hội tụ tới. Một cỗ uy áp cường hãn lan tràn ra khiến cho Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Phi Thiên Ngô Công, Long Linh bị ảnh hưởng, cả đám lập tức nhìn về phía Tiểu Long một cái rồi mới tiếp tục tu luyện. Trong một sơn mạch, đất trời như rung chuyển, 50 vạn đại quân đi qua cỏ dại ven đường không thể sinh trưởng, đá bay cát chảy, giữa không trung có không ít yêu thú phi hành vây quanh, bên trên đều có vô số bóng người. Có không ít yêu thú tọa kỵ, có yêu thú hình sói, có yêu thú hình hổ, có yêu thú hình voi, còn có tuấn mã, trên lưng mỗi một đầu yêu thú đều có không dưới 10 người. Trên lưng yêu thú phi hành trên không trung cũng có mấy trăm người. Tổng cộng 50 vạn người chậm rãi đi về phía trước giống như châu chấu di chuyển, vô số rừng cây, thâm sơn bị san bằng. Trong đoàn người đông nghịt có một đầu yêu thú lục giai trung kỳ chậm rãi bay đi, trên lưng yêu thú phi hành có mấy chục đạo thân ảnh, đồng quy tinh đứng trước, trên người mặt một bộ hắc bào, sát khí tràn ra. Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo có lẽ rất nhanh sẽ tới. Trên lưng yêu thú phi hành, một lão giả tu vi Vũ Vương cửu trọng lên tiếng. Phi Linh Môn nho nhỏ không ngờ cũng dám trêu vào Hắc Sát Giáo ta. Lần này trực tiếp diệt nó thôi, cũng tiện chiếu cáo cho thiên hạ biết Hắc Sát Giáo chúng ta không phải là thế lực mà kẻ nào cũng có thể trêu vào. Phi Linh Môn chỉ là một bình hoa, chúng ta muốn đập lúc nào cũng được. Bên người đồng quy tinh, một lão giả mặc trường sam màu đen, khuôn mặt già nua khẽ nói. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, Phi Linh Môn kia đương nhiên hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Phi Linh Môn nho nhỏ không ngờ lại muốn chết,
không san bằng Phi Linh Môn, gờ yêu ta ết cho gà chó không yên thì Hắc Sát giáo chúng ta làm sao có mặt mũi đặt chân trên cổ vực được nữa. Một lão giả lạnh nhạt nói, gợn sóng quanh thân như ẩn như hiện, khí tức trên người tuyệt đối đã đạt tới tôn cấp. Trong rừng cây, đại quân cưỡi yêu thú, tuấn mã đi trước, khí tức tràn ra hiến cho toàn bộ yêu thú trong sơn mạch chạy trốn. Sắp tới Thiên Môn Cốc rồi. Trên bầu trời, trên lưng một đầu yêu thú phi hành lục giai khổng lồ có một lão giả mặc áo xám lên tiếng. Trước tiên cứ san bằng Thiên Môn Cốc này, sau đó mới san bằng Phi Linh Môn. Công Tôn Hóa Nhai đứng trước, trường bào màu trắng phất phơ, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo. Lục Lâm Thiên, lúc này Phi Linh Môn mà ngươi xây dựng lên sẽ biến mất, thiên phú mạnh thì đã làm sao? Linh Vũ Chiến Vương, Vũ Giả Ngũ Hệ, Linh Vũ Song Tu thì làm sao? Trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ, ánh mắt Gia Cát Tử Vân lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên mang theo hàn ý không thể che giấu. Người mà hắn vô cùng thống hận kia lần này sợ rằng đã không ai còn có thể cứu được nữa. Tử Vân, nếu như đại chiến bắt đầu thì con phải cẩn thận một chút. Trên lưng yêu thú phi hành, Gia Cát Tây Phong nói với Gia Cát Tử Vân. Cha, người yên tâm đi, con cũng không tin Phi Linh Môn có mấy người có thể chống lại con. Gia Cát Tử Vân lạnh nhạt nói. Phía chân trời yên tĩnh, khi ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào Thiên Môn Cốc, người của Lan Lăng Sơn Trang đã tới gần Phi Linh Môn, một đầu yêu thú khổng lồ đỏ như máu vỗ cánh xẹt qua. Trên lưng yêu thú phi hành chính là mấy cường giả trong Phi Linh Môn, nhìn một mảnh kiến trúc vô biên, sát khí trong mắt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bắn ra. Phía dưới chính là một tòa đại thành phồn hoa, cư dân trong đại thành sợ rằng không ít hơn ngàn vạn. Buổi sáng, tiếng động lớn xôn xao hội tụ vang vọng tận trời, trên các con đường rộng lớn có vô số người đi lại như dòng nước chảy khiến cho người ta có cảm giác náo nhiệt phi phàm. Cửu đầu yêu giao bay thẳng tới một ngọn núi trên đại thành, ngọn núi sát đại thành này vô cùng rộng lớn, từ trên nhìn xuống bốn phía đều là một mảnh kiến trúc mênh mông vô bờ. Núi non chung quanh quay chung quanh một cung điện ở giữa, có vẻ vô cùng to lớn và đồ sộ. Chư vị cung phụng, phó trưởng môn, phía trước chính là Thanh Phong Môn rồi. Trên lưng cửu đầu yêu giao, thân thể yểu điệu của Hoa Mãn Ngọc đứng đó, dung nhan tuyệt mỹ nóng bỏng khiến cho người ta có cảm giác đầy dã tính. Làn da màu nâu kia dưới bộ y phục màu trắng trên người lại khiến cho người khác nhìn vào lúc này không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đem Thanh Phong Môn san bằng cho ta. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh thản nhiên nói, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói xong. Chúng cường giả trên lưng cửu đầu yêu giao đem khí tức thả ra. Toàn bộ không gian dưới mấy cỗ khí tức này lập tức nặng nề, tràn ngập một cỗ khí tức dương cung bạt kiếm. Người phương nào dám xông vào Thanh Phong Môn ta? Ngoài đại thành, dưới cửa thành có đệ tử Thanh Phong Môn nhìn thấy yêu thú bay thẳng vào trong thành lập tức quát lớn. Phanh phanh! Nhưng mà tên đệ tử này còn chưa dứt lời, trong bảy đầu của cửu đầu yêu giao, một hỏa cầu từ cái miệng bên trái của nó đánh xuống, thanh âm bạo liệt vang lên, toàn bộ cửa thành trực tiếp bị san bằng. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung, hơn 10 đệ tử dưới cửa thành lập tức tan xác. Ngao! Ngay khi mọi người trong thành đang sửng sốt vì thanh âm bạo liệt kia, cửu đầu yêu giao rít lên một tiếng, thân thể to lớn mang theo tàn ảnh trong nháy mắt đã phóng tới ngọn núi phía trước. Gờ yêu ta ết! Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói xong đồng thời linh lực quanh người khuếch tán, thân ảnh lao thẳng về phía Thanh Phong Môn. Gờ yêu ta ết! Đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái vốn là đám người hung danh vang xa, lúc này cả đám không có chút khách khí nào đằng đằng sát khí không có chút do dự lập tức lao thẳng về phía trước, bắt đầu xuất thủ. Phanh phanh! Trong nháy mắt này thanh âm đinh tai nhức óc từ phía chân trời vang lên, năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc tức thì khuếch tán, toàn bộ bầu trời lắc lư. Người của Thanh Phong Môn còn chưa kịp phản ứng đã gặp phải tai ương ngập trời. Loại tàn sát này bọn họ không thể chống lại được. A! À, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm bạo liệt kinh người vang lên. Kinh khí cường hãn khuếch tn, không gian rung động tới một trình độ vô cùng kinh khủng. Trên mặt đất, đất đá bắn tứ tung. Người nào dám làn càn? Trong Thanh Phong Môn lập tức có mấy vũ xuất phóng lên cao. Chết đi! Thân thể to lớn của Hoa Mãn Lâu trên không trung trực tiếp tát một cái. Lúc này Hoa Mãn Lâu đã là vũ vương nhị trọng, một cái tát đánh ra, không gian tức thì nổ tung, một vũ xuất lập tức bị đánh nát. Phanh phanh,
một đạo chảo ấn trong tay Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đánh xuống, hai vũ xuất của Thanh Phong Môn còn chưa biết là chuyện gì xảy ra đã trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ. Trong Thanh Phong Môn, chỉ chưa đầy một chung trà sau toàn bộ ngọn núi cao nhất của Thanh Phong Môn trực tiếp bị san bằng, khi cửu đầu yêu giao giữ tợn vỗ cánh rời đi thì vô số người trong đại thành vẫn còn đang trong chấn động, cả đám trợn mắt líu lưỡi. Đường đường là Thanh Phong Môn không ngờ chỉ trong chốc lát đã bị san bằng, những cường giả này rốt cuộc từ đâu tới. Cửu đầu yêu giao, đây hình như là tòa kỵ của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh Phi Linh Môn. Bọn họ là người của Phi Linh Môn. Người Phi Linh Môn tới đây diệt Thanh Phong Môn. Trên cửu đầu yêu giao, chúng cường giả Phi Linh Môn đem sát khí thu liễm lại. Thanh Phong Môn, Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn đã bị diệt, chúng ta cũng không còn cách Thiên Môn Cốc bao xa nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất tới đó, chúng ta phải nhanh chóng tới Thiên Môn Cốc. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn phía trước, hiện tại phải mau chóng tới Thiên Môn Cốc. Lục Lâm Thiên có Thiên Sí Tuyết Sư, tốc độ nhanh hơn không ít, đám người bọn hắn xuất phát trước nói không chừng còn tới sau. Trong thiên trụ giới, thời gian giống như cát chảy, trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Tất cả mọi người đều đang tu luyện trong không gian này mọi người đều có thể cảm giác được dường như bản thân đang tiến vào trong trạng thái đặc biệt. Một khi tu luyện lập tức có cảm giác thuận buồm xuôi gió, điều này càng khiến cho mọi người mừng rỡ không ngớt. Một cỗ khí tức ba động càng ngày càng mạnh, trên lân phiến của Tiểu Long lúc này đang có lưu quang tràn ra, mỗi một khối lân phiến đều đang hấp thu năng lượng vô hình khổng lồ trong thiên địa. Đồng thời, trên đầu Tiểu Long, con mắt thứ ba mở ra, năng lượng thiên địa vô hình trong bầu trời tức thì cuồn cuộn tiến vào trong con mắt thứ ba của nó. Cùng lúc đó một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát ra. Dưới khí tức này, toàn bộ không gian chấn động, bất an. Cỗ khí tức này duy trì rất lâu khiến cho đám người như Hoa, Thiên Độc Yêu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Phi Thiên Ngô Công không thể tu luyện bình thường. Cả đám sắc mặt tái nhợt, yêu nguyên cùng linh nguyên trong cơ thể bị ảnh hưởng. Khí thế bạo phát, khí tức Tiểu Long giống như đột phá bình cảnh đột nhiên kéo lên cao. Theo cỗ khí tức bạo phát có một cỗ khí thế tràn ra đồng thời mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Không gian chung quanh dưới cỗ khí tức cường hãn này lập tức run rẩy. Thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này cũng chậm rãi tăng lên, trên lân phiến màu vàng toàn thân mang theo khí tức nóng bỏng không gì sánh được. Một cỗ uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra, cảm nhận cỗ uy thế kinh người kia bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn rung động. Uy áp thật mạnh mẽ. Lúc này Hắc Vũ nhìn bản thể khổng lồ của Tiểu Long, đối với khí tức trên người Tiểu Long ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khoảng chừng một canh giờ sau, trong miệng Tiểu Long mới phát ra một tiếng ngâm. Ngao! Tiếng long ngâm này hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Một cỗ khí tức nồng đậm lan tràn, trong khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự tức thì khiến cho Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, ngay cả Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh cũng cảm thấy toàn thân run lên, bắt đầu phủ phục. Huyết mạch Thanh Long Linh Hoàng chân chính, còn có huyết mạch Yêu Hoàng Huyền Vũ, lại là huyết mạch cao nhất. Quá mạnh, chỉ tiếc không thể thu được sự đồng ý của hai tộc A. Hắc Vũ nhìn vào bản thể của Tiểu Long thì thào nói nhỏ. Ngao! Tiểu Long lần nữa rít lên một tiếng, thân thể lơ lửng trên không trung rồi cuồn cuộn. Khí tức trên người trong nháy mắt này kéo lên tới một độ cao mới. Uy áp trên người ngày càng mạnh. Tới lúc này, động tĩnh lớn như vậy cũng không duy trì quá lâu nữa. Siêu. Khi không trung khôi phục lại sự yên tĩnh thì thân thể to lớn của Tiểu Long bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đám quang mang nồng đậm, bên ngoài tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người quang mang thu liếm, thân ảnh một thiếu niên chậm rãi xuất hiện trước mắt bao nhiêu người. Đạo thân ảnh này ước chừng 13-14 tuổi. So với dáng dấp ban đầu thì trưởng thành hơn không ít. Trường bào màu vàng khiến cho khí tức tôn quý không thể che giấu, khí tức vô hình chấn động nhân tâm quanh thân khiến cho linh hồn không thể khống chế được mà ba động. Giữa không trung, Tiểu Long đứng trên bầu trời, hai mắt nhắm chặt, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lúc này mới xuất hiện ở không gian này. Động tính cường hãn vừa rồi so với đám người Hắc Hùng, Huyết Mị đột phá bát giai còn chấn động hơn nhiều. Tất cả mọi thứ xảy ra trong thiên trụ giới đều nằm trong tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên. Chủ nhân, Huyết Mị, Hắc Hùng hành lễ, Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo miễn lễ. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Long trên bầu trời. Tiểu Long đột phá bát giai,
sợ rằng trong đầu lại có thêm ấn ký linh hồn mà mẫu thân tiểu tử này lưu lại. Mẫu thân, một lát sau đôi mắt tiểu long mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra, giống như khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào đều phải thần phục. Tiểu long, làm sao vậy? Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe lên rồi đi tới bên người tiểu long trên không trung. Lão đại, mẫu thân đệ để lại linh hồn ấn ký, nói cho dù đệ đột phá bát giai cũng không nên đi tìm người. Trong mắt tiểu long có chút ướt át, bàn tay nhỏ nắm chặt lại. Việc này tạm thời gác lại, một đoạn thời gian nữa lão đại đi cùng với đệ. Lục Lâm Thiên nói, tiểu long vẫn muốn đi tìm mẫu thân, hắn thân là lão đại sao có thể mặc kệ. Xong việc này có lẽ Nam Thúc cũng đã khôi phục, hắn cũng có thể thử đột phá tôn cấp một chút. Sau khi đột phá tôn cấp, hắn có muốn đi tới tổ yêu lâm hoặc là linh hoàng nhai cũng có thực lực để dựa vào. Được. Tiểu Long gật đầu. Thời gian không kém bao nhiêu nữa, chúng ta cũng chuẩn bị ra ngoài thôi. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hàn ý trong mắt bắn ra. Ngoài thiên môn cốc rộng lớn có từng ngọn núi trùng điệp. Lúc này đã tới mùa đông, cảnh vật tiêu điều. Trong không khí mang theo sự lạnh lẽo. Ầm ầm, ngọn núi to như vậy không ngờ lại rung động giống như địa chấn. Cường giả phi linh môn không khó có thể cảm giác ra được bên ngoài thiên môn cốc lúc này có đại quân quy mô lớn đang tới gần. Trong thiên môn cốc, chúng cường giả phi linh môn lúc này vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng 20 vạn đệ tử phi linh môn cũng có chút lo lắng. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sắp tới. Một đại hán áo lam lên tiếng, đây là một đà chủ phân đà của phi linh môn, người này là đệ tử của Lộc Sơn lão nhân có tu vi vũ xuất. Yên tâm đi, trưởng môn nhất định sẽ chạy tới kịp. Khoái kiếm vương nhìn phía trước, thời gian sắp tới, nếu như trưởng môn không tới, đệ tử phi linh môn sẽ bị nhốt trong thiên môn cốc, đến lúc đó bị ba sơn môn này vây công thì có chạy đằng trời. Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ, mấy ngày nay chúng ta nhẫn nhịn đủ rồi. Hoàng Bác Nhiên nổi giận nói, từ trước tới nay ba sơn môn này Upsilon phi linh môn đều một mực nhẫn nhịn, thế nhưng ba sơn môn này càng lúc càng quá phận. Nếu như thực sự không được thì liều mạng cũng phải khiến cá chết lưới rách, gợi yêu ta ít một người không thiệt, gợi yêu ta ít hai thì coi như lãi một người. Trương Minh Đào nói, chủ nhân tới, yêu hoàng tới. Lúc này trong đám người phi linh môn, Thạch Vượn yêu vương cùng đám yêu thú thất giai lập tức cảm ứng được khí tức phía xa. Nghe Thạch Vượn yêu vương nói, toàn thân đám người khoái kiếm vương run lên. Giống giống. Trong không trung yên tĩnh có một tiếng giống lớn vang vọng, một dạo thú ảnh màu trắng cắt vỡ không gian bay tới. Trong nháy mắt đầu thú ảnh màu trắng này giống như lưu tinh xuất hiện trên bầu trời. Trên lưng yêu thú màu trắng này có chục đạo thân ảnh đứng đó. Phía trước có một người mặc áo xanh chắp tay đứng đó. Trong thiên môn cốc, 20 vạn đệ tử ngước nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy thiên sĩ tuyết sư khổng lồ, trong lòng tất cả đệ tử phi linh môn như được uống một liều thuốc trợ tim, tức thì kích động hẳn lên. Thiên sĩ tuyết sư, là tọa kỵ của trưởng môn tới rồi. Bái kiến trưởng môn, bái kiến yêu hoàng, ra mắt tiểu thư. Từng thanh âm hội tụ thành tiếng gầm truyền đi rồi quanh quẩn trong bầu trời thiên môn cốc. Siêu siêu, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, trục đạo thân ảnh này từ trên nhảy xuống. Sau một cái lắc mình lập tức xuất hiện bên cạnh đám người khoái kiếm vương và chúng cường giả đầu lĩnh của phi linh môn. Lưu kiếm bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Trên ngọn núi, chúng đệ tử phi linh môn lập tức cung kính hành lễ. Trục đạo thân ảnh từ trên bầu trời nhảy xuống vô hình chung mang theo một cỗ khí tức khiến cho chân khí, linh lực trong cơ thể mọi người bị kiềm hãm. Khí tức thật mạnh mẽ. Lưu kiếm thầm nghĩ trong lòng. Dưới mấy khí tức này chân khí trong cơ thể hắn không nhịn được mà đình trệ một chút. Khí tức mấy người bên cạnh trưởng môn không ngờ lại mạnh tới tình trạng này. Tất cả mọi người cực khổ rồi, đứng lên đi. Lục Lâm Thiên phất tay nói với mọi người, ánh mắt nhìn thiên môn cốc rộng lớn. 20 vạn đệ tử phi linh môn phía dưới, ánh mắt hắn run lên, đây đã là toàn bộ nhân mã mà phi linh môn hiện tại có thể xuất ra được. So với 5-60 vạn nhân mã mà Lan Lăng Sơn Trang. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo điều động quả thực phi linh môn còn xa mới bằng. Trưởng môn, đại quân Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã sắp tới thiên môn cốc. Xin trưởng môn ra lệnh. Khoái kiếm vương Lưu Kiếm thầm thở dài một hơi, trưởng môn đã tới, áp lực trên người hắn vô hình chung cũng đã nhẹ đi không ít. Thiếu chủ, bọn họ cần 2 ngày nữa mới có thể tới được đây.
Hắc Vũ nhìn về phía chân trời xa xa, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Còn có 2 ngày sao? Chỉ mong thời gian còn kịp. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thời gian 2 này có chút ngắn ngủi. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo này quả thực đi vô cùng nhanh. Nhìn chung quanh, dường như đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Xích Viêm dường như còn chưa tới. Cửu Đầu Yêu Giao tuy rằng đột phá thất giai, thế nhưng tốc độ so với Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nói còn kém hơn không ít. Trưởng môn, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo tổng cộng mang theo 150 vạn người tới đây, chúng ta có nên chuẩn bị trước hay không? Trương Minh Đào hỏi Lục Lâm Thiên, tất cả mọi người đều nhìn kỹ vào trên người Lục Lâm Thiên. Đối mặt với hơn 100 vạn đại quân của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo, 20 vạn đệ tử của Phi Linh Môn quả thực yếu thế. Lục Lâm Thiên mỉm cười, 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn lúc này cũng có sĩ khí không kém. Đối mặt với hơn 100 vạn đại quân của 3 thế lực lớn, nói trong lòng không có áp lực là giả. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ, tiếp đó đã lăng không đứng trên không trung. Ánh mắt đảo qua trên người 20 vạn đệ tử. 20 vạn đệ tử chính là thành tích mà mấy năm nay Phi Linh Môn đạt được, đây đều là đệ tử của hắn. Trong Thiên Môn Cốc, mọi người ngẩng đầu nhìn trưởng môn trên không trung. Nhìn thân ảnh màu xanh đang lăng không mà đứng, một cỗ khí thế vô hình nhìn ra khiến cho mọi người nhìn vào trong lòng không khỏi sôi trào. Nói cho ta biết, mấy năm nay các ngươi chịu đủ chưa? Chịu Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo kiêu ngạo, khi dễ chúng ta như vậy, lại còn được một tấc tiến thêm một bước. Các ngươi chịu đủ chưa? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn thẳng xuống phía dưới, thanh âm không lớn thế nhưng đủ để khiến cho 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn nghe rõ. Nhìn thân ảnh màu xanh trên không trung, trong lòng những đệ tử cũ của Phi Linh Môn đã sớm sôi trào. Bọn họ theo trưởng môn từ trước tới nay còn chưa từng chịu thiệt bao giờ. Chịu đủ rồi, chúng ta chịu đủ rồi. Trong đám đệ tử cũ lập tức có từng tiếng gầm vang lên. Mấy năm nay đệ tử Phi Linh Môn quả thực đã chịu đủ rồi. Đệ tử mới nhìn thấy đệ tử cũ như vậy lập tức phụ họa, thả ra sự khó chịu trong người đoạn thời gian này. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào đám người phía dưới, phất tay ý bảo mọi người ngừng lại, lập tức tiếng ầm ĩ biến mất. Nếu chịu được rồi thì nói cho ta biết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Lâm Thiên nhìn mọi người ánh mắt trầm xuống rồi hỏi. Chúng đệ tử nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Chịu đủ rồi thì chúng ta phải gờ yêu ta ết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn. Trong đoàn người, sau khi yên lặng ngắn ngủi lập tức có một thanh âm vang lên. Gờ yêu ta ết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn. Gờ yêu ta ết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn. Lập tức trong đoàn người truyền ra không ít tiếng phụ họa hóa thành tiếng gầm không ngừng quanh quẩn trên không trung. Vừa rồi là ai nói? Đứng ra cho ta. Lục Lâm Thiên nhíu mày, một tiếng quát lập tức vang lên trong Thiên Môn Cốc. Thanh âm rung động màng nhĩ khiến cho đám người đờ nác lớn tiếng phụ họa tức thì yên tĩnh. Ai là người thứ nhất nói, đứng ra, lẽ nào có gan nói lại không có gan thừa nhận sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt quét qua đoàn người tiếp tục quát lớn. Trưởng môn, là đệ tử nói, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo trêu chọc Phi Linh Môn chúng ta, gờ yêu ta ết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn, ta không cảm thấy có gì sai cả. Một đại hán râu quai nón dáng người tục tần đứng dậy nói. Chỉ cần liếc mắt một cái không khó nhìn ra người này trước khi gia nhập Phi Linh Môn hẳn là dòng binh đoàn. Lúc này đại hán râu quai nón nhìn chăm chú vào trên không trung. Ngoài miệng tuy rằng nói lớn thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hiện tại ngươi ở trong Phi Linh Môn có chức vị gì? Lục Lâm Thiên nhìn đại hán râu quai nón, người này có tu vi vũ tướng tam trọng, trên người có một cỗ khí chất giống như là thổ phỉ. Khởi bẩm trưởng môn, ta chính là chấp sự ngoại môn. Đại hán râu quai nón trả lời. Tốt, nói rất hay. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Từ giờ trở đi ngươi chính là hộ pháp nội môn Phi Linh Môn, nếu như trong đại chiến này ngươi đánh chết 20 người có tu vi đồng cấp của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì có thể lập tức tới tìm ta. Ta sẽ thăng chức cho ngươi lên làm trưởng lão nội môn Phi Linh Môn, ngoài ra còn cấp cho ngươi một kiện vũ linh khí hoàng cấp, ngươi có dám hay không?
Đại hán râu quai nón sửng sốt, vốn hắn tưởng rằng mình đã nói sai không ngờ hôm nay lại gặp may như vậy. Hiện tại nếu muốn tiến vào làm hộ pháp, trưởng lão nội môn quá khó khăn. Mà sau hôm nay trong nháy mắt hắn chuyển từ chấp sự ngoại môn sang chấp sự nội môn. Từ nay về sau hắn cũng đã là đệ tử hạch tâm rồi. Dám, vì sao không dám? Nếu không dám ta sẽ là con của bọn hắn. Đại hán râu quai nón kích động nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn phía dưới nói. Các đệ tử rất tốt, lần này người lập được công đều có trọng thưởng. Không cần quá lo lắng tới người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Viện Quân Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn đang trên đường. Lần này chúng ta phải giết cho bọn hắn không còn manh giáp nào. Viện Quân Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đang trên đường đi tới sao? Giết cho bọn hắn không còn manh giáp nào. Nghe nói Viện Quân Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đang tới đệ tử Phi Linh Môn lập tức xôi trào. Đám người Khoái Kiếm Vương, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên nghe vậy run lên, hóa ra trưởng môn đã sớm chuẩn bị tất cả. Giết nam nhân của bọn hắn. Đoạt địa bàn của bọn hắn. Đoạt nữ nhân của bọn hắn. Đệ tử Phi Linh Môn kích động thét to. Giết nam nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn bọn hắn thì có thể, đoạt nữ nhân của bọn họ, nếu như người ta tự nguyện thì có thể đoạt. Nếu như không tự nguyện thì hái dưa xanh không ngọt đâu. Thanh âm Lục Lâm Thiên quanh quẩn trên bầu trời. Trưởng môn nói chí phải. Vậy thì giết cho bọn chúng không còn manh giáp, đoạt địa bàn của bọn chúng. 20 vạn đệ tử cười to, lúc này cả đám kích động, hảo cảm với trưởng môn lại tăng thêm một phần. Ngao! Phía xa, một tiếng gầm gừ mơ hồ truyền đến. Một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, trong chớp mắt lập tức xuất hiện trên bầu trời, chính là cửu đầu yêu giao. Từng đạo thân ảnh lăng không mà đi, chúng cường giả Phi Linh Môn đều chạy tới, đường chủ các đường, đông đảo trưởng lão, cung phụng từng người đáp xuống ngọn núi. Ra mắt phó trưởng môn. Ra mắt chư vị cung phụng, đường chủ, trưởng lão. Đông đảo đệ tử hành lễ, thân ảnh cường giả Phi Linh Môn xuất hiện không thể nghi ngờ giống như một liều thuốc ký khiến cho đám đệ tử Phi Linh Môn càng thêm hưng phấn. Đông lão, dọc đường đi thế nào rồi? Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe lập tức xuất hiện trên ngọn núi. Nam Hải Môn, Thanh Phong Môn, Bảo Đài Môn đều đã bị diệt. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói, ánh mắt nhìn vào 20 vạn đệ tử phía dưới có chút kỳ quái. Đám người phía dưới hiện tại vô cùng kích động, không biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc cũng tới. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía chân trời bên trái. Lúc này trên phía chân trời xuất hiện ba động. Lúc này trong không trung xa xa xuất hiện ba động, ngay cả tiếng thú giống trong thiên môn cốc cũng lập tức yên lặng. Phía xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió, sau đó trên phía chân trời có một lượng lớn yêu thú xuất hiện, cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Động tĩnh vô cùng lớn kia hiển nhiên khiến cho đệ tử Phi Linh Môn khẩn trương. Hoa đường chủ, Hoàng phủ đường chủ, viện quân Linh Thiên Môn đã tới, mau nghênh đón viện quân nhập thiên môn cốc. Lục Lâm Thiên nói. Vâng, trưởng môn. Đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng tức thì nhảy xuống. Thiếu chủ, cường giả Linh Thiên Môn phái ra không ít a. Hắc Phủ nhìn chăm chú về phía trước, truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Cường giả tôn cấp tổng cộng có 8 người, thực lực mạnh nhất chính là Linh Tôn Lục Trọng. Linh Tôn Lục Trọng sao? Ánh mắt khẽ đảo, Linh Tôn Lục Trọng đối với Lục Lâm Thiên mà nói quả thực cũng không quá kỳ quái. Thế nhưng Linh Thiên Môn xuất thủ một lần 8 tôn cấp quả thực khiến cho Lục Lâm Thiên chấn động. Phi Linh Môn nghênh đón chư vị cường giả Linh Thiên Môn tới trợ trận. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, thanh âm quanh quẩn trên không trung. Ta nghĩ người còn chưa tới, không ngờ đã tới nơi rồi, tốc độ không kém a. Giữa không trung có một đầu yêu thú đại bàng dẫn đầu bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ có hơn chục đạo thân ảnh. Phía trước chính là Lữ Chính Cường, bên người có 2 thân ảnh xinh đẹp cùng với mấy thân ảnh có khí tức như ẩn như hiện, đám người này trong nháy mắt từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống. Mọi người đáp uống, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào 8 đạo thân ảnh bên người Lữ Chính Cường. Khí tức của 8 người thu liếm, thế nhưng khí tức vô hình tiết ra ngoài khiến cho Lục Lâm Thiên không khó đoán ra thực lực 8 người này. 8 người hẳn đều đã tới tôn cấp, trong đó còn có một lão bà dáng vẻ chừng thất tuần. Hai mắt vô cùng sáng sủa,
Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ người này chính là cường giả linh tôn lục trọng trong miệng Hắc Vũ vừa rồi. Thực lực so với Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn còn mạnh hơn nhiều. Tiểu tế ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu. Lục Lâm Thiên hành lễ, ba người trước mắt hắn chính là Lữ Chính Cường còn có nhạc phẫu Khâu Mỹ Vi, một người còn lại tự nhiên là Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn không ngờ nha đầu này cũng theo tới. Miễn lễ, hiện tại ngươi là nhất môn chi chủ, không cần khách sáo như vậy. Khâu Mỹ Vi dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt lại đảo qua trên người chúng cường giả Phi Linh Môn. Trong mắt hiện lên vẻ chấn động, thực lực hiện tại của Phi Linh Môn khiến cho nàng ngạc nhiên. Tiểu tử ra mắt chư vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên đưa mắt lần nữa nhìn tám người, chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ, đều là người một nhà. Lão bà kia khẽ gật đầu, dựa theo thân phận của Linh Tôn Lục Trọng mà nói quả thực thái độ của nàng đối với Lục Lâm Thiên không tồi. Có thể là bởi vì Lục Lâm Thiên đưa cho Lữ Chính Cường mấy quả diễn linh thánh quả cho nên khiến cho đám cường giả trong Linh Thiên Môn đối với Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn hắn đã khác trước. Mà lúc này ánh mắt lão bà này cùng với mấy cường giả tôn cấp cũng nhìn về phía Hắc Vũ, Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Thủ Quỷ Tôn, khí tức trên người chúng cường giả khiến cho bọn họ lập tức cảm nhận ra thực lực của mọi người. Trong lòng chúng cường giả Linh Thiên Môn âm thầm cây ta ép sợ, thực lực của Phi Linh Môn không ngờ đã tới một bước này. Ngao! Lần nữa có vô số yêu thú khổng lồ bay tới, đám cường giả vương cấp của Linh Thiên Môn đáp xuống. Nhân số không ít, có hơn trăm người. Đều là cường giả vương cấp, cả đám cung kính đứng sau Lữ Chính Cường và chúng cường giả tôn cấp, khí thế trên người tràn ra, cực kỳ chấn động. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán một phen, đại môn đại phái quả nhiên không giống bình thường. Trong mỗi một quái vật lớn đều có thể xuất ra một cỗ thực lực kinh khủng. Mà bình thường cả đám đều che giấu, không xuất hiện bên ngoài. Mấy vị này nhất định là tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn đúng không? Nếu như ta đoán không sai vị này chính là Thiên Thủ Quỷ Tôn. Vẻ mặt Lữ Chính Cường khẽ đổi, trong lòng hắn lúc này cũng cực kỳ cây ết yêu ta ép sợ. Từ khí tức trên người Long Linh, Bàn Hủy, Bàn Vân, Hắc Hùng, Huyết Mị xem ra đều là yêu thú, linh thú bát giai của Phi Linh Môn. Gần đây trong cổ vực thường nói tới mấy tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn, cả đám sau khi san bằng phân đà của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lập tức nghênh ngang rời đi. Đây quả thực không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Lữ trưởng môn, khiến cho Lữ trưởng môn chê cười rồi, ta chính là tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn. Thiên Thủ Quỷ Tôn tiến lên ôm quyền nói. Bốn người Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh nhìn thấy người này là nhạc phụ của trưởng môn cũng khẽ ôm quyền thi lễ. Bằng không dùng tính cách của bọn họ mà nói sẽ mặc kệ nhân loại, cũng không làm bộ khách sáo như nhân loại. Mấy vị tôn sứ hộ môn gần đây quả thực vô cùng nổi danh a. Chư vị có lễ rồi. Lữ Chính Cường đâu dám làm cao, năm người này chỉ sợ có một mình Thiên Thủ Quỷ Tôn có thực lực yếu nhất. Ánh mắt hắn đảo qua hai người Huyết Mị, Hắc Hùng, còn có Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Hổ Viêm Thiên Vương, thực lực của Phi Linh Môn hiện tại không ngờ đã mạnh tới thế này, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua nhạc phụ Lữ Chính Cường, từ khí tức trên người nhạc phụ Lục Lâm Thiên có chút hoài nghi, Lữ Chính Cường có phải cũng đột phá tôn cấp rồi hay không? Khí tức này so với trước đây đã có chút không giống. Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh đi tới bên người Lục Lâm Thiên, lần này vì tới đây nàng đã cầu xin phụ thân không ít lần. Không cho nàng tới sao nàng lại tới đây? Lục Lâm Thiên nhíu mày, đại chiến ở Thiên Môn Cốc lần này là chuyện khó có thể tránh. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phiền toái lớn. Thiotaep cũng lo lắng cho chàng. Lữ Tiểu Linh nói, làm sao nàng có thể yên tâm. Lục Lâm Thiên cười khổ, có lẽ sẽ có cường giả Linh Thiên Môn bảo vệ nàng, hắn cũng không cần quá lo lắng, Lục Lâm Thiên nói. Vậy thì nàng phải cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương. Thiotaep biết, Thiotaep lo lắng cho chàng. Lữ Tiểu Linh nói, ầm ầm. Đất núi chung quanh rung chuyển, mặt đất rung động, Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước. Hơn 10 vạn đệ tử của Linh Thiên Môn đi theo phía sau lúc này đã tới. Đám đệ tử cưỡi yêu thú phi hành, tỏa kỵ, tuấn mã đang chậm rãi đi tới. Dưới sự dẫn dắt của không ít trưởng lão cả đám đang đi vào trong Thiên Môn Cốc. Hơn 10 vạn đệ tử một đường đi vào,
đội hình vẫn vô cùng chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn nào, mà trong hơn 10 vạn người này có không ít người có khí tức sắc bén, đủ thấy được đây đều là đệ tử tinh anh của Linh Thiên Môn. Nhìn thấy viện quân của Linh Thiên Môn tới, đệ tử Phi Linh Môn không còn lo lắng nữa. Trên ngọn núi, không ít cường giả Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn bắt chuyện, dường như vốn đã quen biết từ trước. Siêu siêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đệ tử Linh Thiên Môn vừa mới tiến vào trong Thiên Môn Cốc, đám người giả trên ngọn núi lập tức nhìn về không trung. Thiên Phong Tôn giả của Vân Dương Tông tới. Trong Linh Thiên Môn, lão bà kia nhìn về phía trước mở miệng nói. Giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả, hai lão bất tử các ngươi còn chưa chết sao? Lần này phải cẩn thận một chút, đừng nằm xuống ở chỗ này a. Lão bà kia vừa mới nói xong, trong bầu trời đột nhiên hiện lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, không gian nhoáng lên, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người một đám lớn yêu thú bay tới, từng đạo khí tức như biển khuếch tán. Giữa không trung trên lưng kim sĩ yêu ưng, có hơn chục đạo thân ảnh đang đứng, lắc mình một cái lập tức xuất hiện trong bầu trời. Thiên Phong Tôn giả, Thiên Thủy Tôn giả, hai lão gia hỏa nhà các ngươi cũng không chết sao? Các ngươi không chết thì chúng ta cũng không thể chết được. Ta vẫn muốn nhìn thấy hai lão gia hỏa các ngươi a. Lão bà quét mắt nhìn chúng cường giả Vân Dương Tông trên lưng kim sĩ yêu ưng. Siêu siêu. Trong chớp mắt hơn 10 đạo thân ảnh trên lưng kim sĩ yêu ưng đáp xuống, một cỗ khí thế vô hình tràn ra. Phía sau chúng cường giả lúc này còn hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ giống như che trời. Trên lưng những yêu thú phi hành này sợ rằng có không kém 2 vạn người. Cả đám khí tức sắc bén, thực lực bất phàm. Trên lưng đầu yêu thú phi hành khổng lồ phía trước Lục Lâm Thiên gặp được không ít cường giả quen thuộc. Đám người Dương trưởng lão đều ở bên trong, không thua hơn 100 người có tu vi vương cấp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không chút biến đổi, trong lòng vô cùng cảm khái, Vân Dương Tông quả thực không thể khinh thường. Lần này tiến vào cổ vực không ngờ lại xuất động nhiều cường giả như vậy. Nhân số tuy rằng không nhiều bằng Linh Thiên Môn, hắn cũng nói qua, nhiều người chạy tới Thiên Môn Cốc chỉ sợ không kịp. Mà 2 vạn người này chỉ sợ đều là tinh anh, thực lực cũng không yếu. 7 tôn giả. Nhìn chúng cường giả tôn cấp của Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên nhíu mày. 7 cường giả tôn cấp tính thêm Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên là 8 cường giả tôn cấp. Trong đó có một lão giả mặc trường bào, từ khí tức mà phán đoán có lẽ không kém lão bà trong Linh Thiên Môn là bao. Hắn là Vũ Vương Lục Trọng. Cơ Vô Thường cũng thấy sao? Trong đoàn người, Lục Lâm Thiên nhìn thấy Cơ Vô Thường cũng có ở trong Thiên Môn Cốc. Còn có Thiên Âm Môn dường như cũng góp mặt không ít người. Lâm Thiên. Một thân ảnh xinh đẹp màu xanh đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Sao nàng cũng tới? Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ, Vân Hồng Lăng cũng tới, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhà đầu này và Lữ Tiểu Linh sợ rằng đều có suy nghĩ giống nhau, đều lo lắng cho hắn cho nên mới đi tới đây. Lâm Thiên. Phi Linh Môn và Thiên Âm Môn đã liên minh, tuy rằng thực lực của Thiên Âm Môn cũng không giúp được gì nhiều, thế nhưng tương trợ một chút cũng có thể làm được. Thân ảnh Cơ Vô Thường chợt lóe, đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên. Thiotaep và Thúc Thúc nửa đường gặp nhau cho nên mới tới đây. Vân Hồng Lăng nói. Đa tạ Vô Thường Thúc. Lục Lâm Thiên nói, người của Thiên Âm Môn phía xa cũng có trên 2 vạn. Bất quá từ khí tức có thể nhìn thấy so với 2 vạn người của Vân Dương Tông còn kém xa. Hoàn toàn không cùng một tầng. Hừ. Trong lúc Lục Lâm Thiên đang nói chuyện với Cơ Vô Thường và Vân Hồng Lăng, cách đó không xa, Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên vừa mới đến đã bắt đầu có chút không vừa ý. Ra mắt Nhạc Phụ. Lục Lâm Thiên nhíu mày lập tức đi qua, hai người này ngàn vạn lần không nên động thủ a. Lâm Thiên, vị này chính là sư thúc tổ của ngươi. Phong hào là Thiên Phong Tôn giả, đó chính là sư phụ của ta và sư thúc của sư phụ ngươi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi tới, Vân Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Lữ Chính Cường lúc này mới giới thiệu lão giả bên người cho Lục Lâm Thiên. Đệ tử ra mắt sư thúc tổ. Lục Lâm Thiên hành lễ, hóa ra Vũ Tôn Lục Trọng này lại là sư thúc của sư phụ. Miễn lễ, Ngọc Tiền cả đời không ra hồn, thế nhưng lại làm hai việc thông minh nhất. Một là thu một đệ tử tốt như ngươi. Hai là lấy một thê tử tốt. Điểm này so với rất nhiều người quả thực mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Thiên Phong Tôn giả mỉm cười. Tiếp đó Vân Khiếu Thiên lại giới thiệu cho Lục Lâm Thiên mấy tôn giả khác. Lục Lâm Thiên thi lễ, ngoại trừ Thiên Phong Tôn giả còn có Thiên Thủy Tôn giả cũng là Vũ Tôn Ngũ Trọng,
chỉ là khí tức so với ba người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn thì yếu hơn một chút. Đám người Thánh Linh Thiên Tôn đã tới tôn cấp ngũ trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá lục trọng. Mà ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn vào chúng cường giả Phi Linh Môn không khỏi dao động. Thiên Phong Tôn giả, Thiên Thủy Tôn giả, cùng chúng cường giả không có ai là ngoại lệ đều nhìn vào trên người Hắc Vũ. Chỉ là ánh mắt Hắc Vũ trước sau vẫn nhìn về không trung, cũng không để ý tới bất luận kẻ nào. Trong Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn có không ít cường giả quen biết lập tức hàn huyên với nhau. Hai vạn đệ tử tinh anh dưới sự sắp xếp của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cùng trưởng lão Vân Dương Tông đã đáp xuống Thiên Môn Cốc. Nhìn thấy cường giả Vân Dương Tông tới, đệ tử Phi Linh Môn như được dùng thuốc an thần, đối mặt với ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã không còn sợ hãi nữa. Cạc cạc. Trong bầu trời, vô số yêu thú bay tới, sau khi cạc cạc kêu to mấy tiếng lập tức rời đi. Chủ nhân, người của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đã tới rồi, dường như bọn chúng còn đang chờ người của Hắc Sát Giáo. Thạch Vượn Yêu Vương đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Còn kém một chút a. Lục Lâm Thiên nhíu mày, tốc độ của đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo này quả thực rất nhanh. Trong Thiên Môn Cốc rộng lớn, nhân mã Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông tới, sơn mạch này đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trong núi non xa xa lúc này cũng xuất hiện không ít thân ảnh bị động tĩnh ở đây hấp dẫn mà tới. Bất quá đám cường giả tán tu này sau khi nhìn thấy Thiên Môn Cốc cũng chỉ dám ở ngoài không dám đặt chân vào bên trong. Khí tức tụ tập trong sơn mạch lúc này đã tới một tình trạng vô cùng kinh khủng. Cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đã chạy tới, nếu như khai chiến với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo mà bọn họ bị cuốn vào trong đó thì sẽ cửu tử nhất sinh, sở dĩ bọn họ không dám tới gần, thế nhưng cũng không muốn bỏ qua trận đại chiến bực này. Trong Thiên Môn Cốc lúc này có hơn 70 vạn người phân tán ở vô số ngọn núi và hạp gốc bên trong cho nên hoàn toàn không có cảm giác chật chội. Sau khi náo nhiệt một phen mọi người lập tức yên tĩnh, ai cũng biết sắp tới sẽ xảy ra một trận đại chiến tuyệt đối. Trong Phi Linh Môn, đông đảo yêu thú phi hành xoay quanh phương viên mấy nghìn dặm. Một khi đám người Lan Lăng Sơn Trang tiến vào sẽ lập tức đem tin tức với tốc độ nhanh nhất truyền tới. Nhân mã Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đã chạy tới, nhân mã của Hắc Sát Giáo có lẽ cũng đã tới. Sau khi ba sơn môn này hội họp nhất định sẽ kéo tới đây. Trên một ngọn núi, lúc này chỉ có cường giả Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn ở bên trong. Nhân số chỉ có hơn 30 người, đều là cường giả trong ba sơn môn và người có địa vị cao. Lâm Thiên, Linh Thiên Môn ta nhận được tin tức, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo phái tới không ít cường giả. Lữ Chính Cường nói, ta thực muốn nhìn xem mấy lão bất tử của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo có tới hay không. Để xem bọn chúng có thể làm được gì. Sắc mặt Thiên Phong Tôn giả trầm xuống rồi nói. Nếu như bọn họ đến thì vô cùng khó đối phó. Giác Linh Tôn giả của Linh Thiên Môn lên tiếng. Giác Linh Tôn giả, cường giả Linh Thiên Môn các ngươi xuất ra có phải là quá ít hay không? Mục đích thực sự của đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo kia sợ rằng chính là đối phó với Linh Thiên Môn các ngươi a. Thiên Phong Tôn giả nói với Giác Linh Tôn giả. Giác. Lúc này trong bầu trời lần nữa có một đầu yêu thú phi hành bay tới. Đầu yêu thú phi hành này chỉ dám xoay quanh trên không, dường như cảm nhận được khí tức trên đám người tiểu long cho nên chỉ xoay quanh mà không dám tới gần. Lữ Chính Cường nhướng mày, cánh tay phất lên đầu yêu thú phi hành này mới run rẩy hạ xuống. Một ngọc giản tin tức lập tức rơi vào tay Lữ Chính Cường, Lữ Chính Cường dùng tâm thần xem xét bên trong. Rát! Trong bầu trời lại có mấy đầu yêu thú phi hành bay tới. Quay sang Thạch Vượn Yêu Vương nói cái gì đó. Chủ nhân, người của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang đã hội họp. Thạch Vượn Yêu Vương nói với Lục Lâm Thiên. Ba sơn môn kia tổng cộng có 150 vạn người. Hiện tại có lẽ bọn chúng sẽ không lập tức xuất phát mà sẽ nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai mới tới đây. Tâm thần Lữ Chính Cường xem xét hết tin tức trong Ngọc Giản sau đó dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Thạch Vượn Yêu Vương. Trên phương diện thu thập tin tức không ngờ tốc độ của Phi Linh Môn hiện tại không thua Linh Thiên Môn chút nào. Sáng mai sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời đã gần tới hoàng hôn. Vào đêm, bầu trời có chút u ám, ánh trăng le lói ở phía xa,
trong bóng đêm đen kịt chỉ có một ngôi sao lóe lên, những ngôi sao chung quanh lờ mờ. Trên một ngọn núi, Lục Lâm Thiên chắp tay đứng đó, lặng lặng nhìn chăm chú vào bầu trời. Phá quân lệch vị trí, đại hung a, trận chiến ngày mai sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Sư huynh đối với chuyện này cũng có nghiên cứu sao? Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói, người vừa mới tới là sát phá quân. Chỉ một chút nghiên cứu không đâu vào đâu mà thôi, ta từng có một bằng hữu tinh thông trận pháp, chuyên môn nghiên cứu những thứ này cho nên có nghe nói qua một ít. Phá quân lệch vị trí, đại hung a. Sát phá quân nói, đại hung, thế nhưng nhất định không phải điểm xấu của chúng ta. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn ngôi sao ở phía xa xa. Người Đông Hải có lẽ rất nhanh sẽ tới đúng không? Sát phá quân hỏi. Nếu như ngày mai mà còn chưa tới nơi thì có chút phiền phức. Vẫn đang chạy tới. Lục Lâm Thiên nói. Lần này mặc kệ ai thắng ai thua thì cũng sẽ khiến cho máu chảy thành sông. Sát phá quân nói. Sát một là tội đồ, gờ yêu ta ít vạn là anh hùng, gờ yêu ta ít trăm vạn chính là anh hùng trong anh hùng. Lần này đệ sẽ khiến cho ba sơn môn kia hối hận vì đã trêu chọc vào đệ. Lục Lâm Thiên nói, hàn ý trong mắt bắn ra phía xa. Dưới bóng đêm u ám, sơn mạch liên miên, lúc này sơn mạch tiêu điều, hàn ý theo gió đêm khuếch tán trong không khí. Lúc này trong sơn mạch liên miên đang có trên trăm vạn người tụ tập. Đoàn người quy mô lớn như vậy khiến cho yêu thú, linh thú trong sơn mạch kinh hãi lập tức chạy trốn. Trong rừng cây tiêu điều lúc này có một con chim nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Ngày mai là có thể tới được Thiên Môn Cốc, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đã tới. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người của Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn cũng đến. Trên một ngọn núi, một thân ảnh áo đen đứng chắp tay. Hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt như sao. Khí tức này rõ ràng đã tới tôn cấp, thế nhưng dường như cũng giống tôn cấp bình thường. Đến thì đã sao? Chúng ta đã sớm tính đến việc bọn chúng đi tới. Bọn chúng cho rằng liên thủ với Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông thì chúng ta sẽ phải buông tha không liều mạng với bọn chúng sao? Chúng ta đã sớm có chuẩn bị, ngày mai cùng nhau vây công. Phi Linh Môn này không cần quá để vào trong mắt. Về phần Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, lẽ nào ba sơn môn chúng ta còn phải sợ hai sơn môn bọn chúng sao? Vân Dương Tông cách đây khá xa, người tới cũng không nhiều. Linh Thiên Môn chỉ mang theo 5 vạn người mà thôi, nếu như đánh chết cũng khiến cho bọn chúng bị tổn thương nặng. Một lão bà mặc y phục màu trắng nói, trong không trung thậm chí là xung quanh này đều có khí tức thiên địa như có như không hội tụ. Không thể nghi ngờ thực lực người này cũng đã tới tôn cấp. Phi Linh Môn nho nhỏ như vậy mà dám làn càn, sợ rằng là do phía sau có Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn làm chỗ dựa. Thế nhưng đám người này cũng không đủ gây sợ hãi, Vân Dương Tông không ở cổ vực. Nhất định sẽ biết khó mà lui. Trong cổ vực không phải là nơi mà bọn hắn muốn nhúng tay vào là có thể nhúng tay vào. Còn Linh Thiên Môn, một cây làm chẳng nên non, lần này nhất định phải khiến cho bọn chúng bị thương nặng. Cách lão bà mặc y phục màu trắng không xa có một thân ảnh cao gầy, ước chừng 60 tuổi, một cỗ khí tức cường hãn từ trong người lan tràn ra chung quanh. Người Linh Thiên Môn sợ rằng cũng không ngờ mục đích khi chúng ta liên thủ tiêu diệt Phi Linh Môn chính là dẫn Linh Thiên Môn vào bên trong vòng xoáy. Lần này Linh Thiên Môn tuyệt đối sẽ không thoát. Một lão giả khí thế cực kỳ bất phàm, nhất cử nhất động đều khiến cho sóng gợn trong không gian rung động. Cỗ khí thế này cũng không phải là thứ mà tôn giả bình thường có thể có được. Lần này tiêu diệt Phi Linh Môn, làm tổn thương Linh Thiên Môn, đại cục cổ vực đã định, Linh Thiên Môn cũng không còn cơ hội xoay người nữa. Một lão phụ nhân chừng 50 tuổi nói, khí thức quanh thân khiến cho người ta có cảm giác âm trầm, cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Mau chóng giải quyết Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn đi. Chuyện kia sắp tới rồi, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa. Thân ảnh mặc áo đen lại lên tiếng. Truyền lệnh xuống dưới, giờ mão xuất phát, sáng sớm chạy tới Thiên Môn Cốc, cho bọn chúng có chắp cánh cũng khó thoát. Một tiếng quát nhẹ quanh quẩn trong không trung. Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo lần này tới đây đã sớm có chuẩn bị mà tới, sao có thể đặt vào Phi Linh Môn vào trong mắt. Người bọn hắn muốn chân chính đối phó chính là Linh Thiên Môn. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị làm cho Linh Thiên Môn bị thương nặng. Về phần Vân Dương Tông không phải là thế lực trong cổ vực, sợ rằng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Lục Lâm Thiên, lần này ngươi chết chắc rồi.
nếu như có cơ hội ta không ngại đích thân đánh chết ngươi. Nhất định sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ở phía xa, trên một ngọn núi cao VUPSILON-T có không ít thân ảnh ở trong đó. Nhìn thiên môn cốc phía chân trời, trước mấy người này có một thân ảnh yểu điệu vô song, chính là thánh nữ Tử Yên của thiên địa các. Màn đêm bao phủ, ánh trăng nhàn nhạt trao trên cao. Chung quanh ngôi phá quân không biết từ khi nào có hồng mang nhàn nhạt bao vây, giống như là máu tươi, có một cỗ sát khí vô hình lan tràn. Phá quân lệch vị trí, máu chảy thành sông. Ngày mai sắp tới rồi. Tử Yên nhìn dị tượng trên bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo bất định, có chút không đành lòng nhìn thấy ngàn vạn tính mạng ngày mai sẽ ngã xuống trong thiên môn cốc. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo còn chưa biết Lục Lâm Thiên đã triệu tập nhị các nhị đảo trong Đông Hải cùng với cường giả Thánh Linh Giáo tới đây. Tính toán của bọn họ coi như đổ xuống sông xuống biển. Một thanh âm vang lên, chính là Hỏa Vân Tôn Giả. Nhưng mà ta vô cùng kỳ quái, cường giả trong Đông Hải tại sao lại đột nhiên tới cổ vực? Lục Lâm Thiên từ trong Đông Hải quay về thế nhưng hiện tại lại đang ở trong cổ vực, lẽ nào? Phong Linh Tôn Giả vô cùng nghi hoặc, dường như đã nhớ tới cái gì đó. Có thể trong tay Lục Lâm Thiên có một đường hầm không gian. Một lão giả áo lam khẽ nói, quanh thân không có bất luận khí tức ba động nào, thế nhưng vô hình chung lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Cũng chỉ có đường hầm không gian mới có thể giải thích được chuyện cường giả nhị các nhị đảo đột nhiên biến mất trong thành Ma Vân. Sợ rằng đường hầm không gian này ở ngay gần thành Ma Vân A. Tử Yên không ngừng suy nghĩ, từ cổ vực tới thành Ma Vân cũng chỉ có đường hầm không gian mới nhanh như vậy. Lục Lâm Thiên có nhị các nhị đảo tương trợ, nhưng mà Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lần này đã quyết tâm động thủ, bọn họ mưu tính đã lâu rồi à. Lão giả áo lam kia lại lên tiếng. Lần này mặc kệ kết quả ra sao cũng khó mà đoán trước được. Dù sao trong Thánh Linh Giáo còn có đầu linh thú kinh khủng như cửu thiên côn bằng tồn tại. Thiên địa các chúng ta không nhúng tay vào bất cứ chuyện tình gì. Lần này cũng không là ngoại lệ, Vân Dương Tông cũng gia nhập vào bên trong. Toàn bộ đại lục chấn động. Cho dù là thiên địa các chúng ta cũng không thể chịu nổi hậu quả kia. Lão giả áo lam than thở. Điều động một lượng lớn cường giả trong Đông Hải, chúng ta không đem tin tức nói cho Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã là âm thầm tương trợ cho Phi Linh Môn rồi. Hy vọng phần tiền đặt cược này sẽ thắng. Phong Linh Tôn giả nói. Cửu Thiên Côn Bằng chính là tòa kỵ của lão quái vật thánh thủ Linh Tôn năm đó. Lục Lâm Thiên lại là giáo chủ của Thánh Linh Giáo, sợ rằng Lục Lâm Thiên chính là đệ tử của lão quái thánh thủ Linh Tôn kia. Lão giả áo lam nói. Trưởng lão, thánh thủ Linh Tôn là người phương nào? Tử Yên hỏi, chuyện Thánh Linh Giáo nàng cũng biết không ít, thế nhưng cũng không nhiều. Nghe giọng điệu của trưởng lão cho nên đối với thánh thủ Linh Tôn này vô cùng hiếu kỳ. Lão quái thánh thủ Linh Tôn này năm đó chính là một tồn tại kinh khủng. 7.000 năm trước có 3 người khiến cho cả đại lục phong vân biến sắc, nghe tên cũng phải kinh nhãi. Một người chính là Huyền Thiên Yêu Tôn năm đó, còn có một người hiện tại đã ẩn cư, không biết còn sống hay không. Mà một người chính là Thánh Thủ Linh Tôn này. Lão quái này tinh thông trận pháp, khôi lỗi, khống thú, linh hồn lực cũng cực kỳ kinh khủng. Trình độ khó dây còn không dưới Huyền Thiên Yêu Tôn. Nhớ tới Thánh Thủ Linh Tôn, trong mắt lão giả áo lam hiện lên sự kính nể. Thảo nào Lục Lâm Thiên cũng tinh thông trận pháp, khôi lỗi còn có khống thú thuật. Phong Linh Tôn giả kinh ngạc nói. Phá quân lệch vị trí, bên cạnh còn có 4 ngôi sao, biến cố không biết trước a. Tất cả đều là biến cố không nói trước. Tử Yên nhìn lên bầu trời, bên cạnh ngôi phá quân xa xa không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm 4 ngôi sao, đang từ từ đi tới gần. Ánh trăng dần yếu đi, khi ánh bình minh lóe lên. Thiên quân vạn mã trong sơn mạch lập tức di chuyển. Siêu siêu. Trong thiên môn cốc cũng có một cỗ khí tức kinh người bạo phát. Rát rát. Giữa không trung, yêu thú phi hơn y bắt đầu xoay quanh kêu lên từng tiếng. Tiếng kêu này khiến cho thân thể mọi người bỗng nhiên căng cứng. Người của ba sơn môn kia bắt đầu tới. Con bà nó, lần này phải báo thù. Không phải chỉ có hơn 100.000 người thôi sao? Lần này nhất định phải đánh cho bọn chúng không còn một manh giáp nào. Trong thiên môn cốc, các đệ tử bắt đầu sôi trào. Đại chiến rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Trên một ngọn núi, đông đảo cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn đang khoanh chân ngồi. Lâm Thiên, bọn chúng tới rồi. Lữ Chính Cường nói với Lục Lâm Thiên.
trước sau gì cũng tới. Nhìn phía trước thiên môn cốc, Lục Lâm Thiên lanh nhạt nói. Ba sơn môn kia có chuẩn bị mà tới, sợ rằng thực lực rất mạnh. Tử chiến là điều khó tránh khỏi, kết quả cũng khó mà đoán trước được. Vân Khiếu Thiên nói. Đến đây đi, mạnh mẽ ra sao cũng phải động thủ mới biết được. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn núi non phía xa, hàn ý trong mắt tràn ra. Lúc này hắn phải đánh phủ đầu ba sơn môn kia. Giống giống. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong núi non phía xa có từng tiếng thú giống vang lên, hơn nữa phía dưới không ngừng có thanh âm vang vọng, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời thiên môn cốc. Ầm ầm. Sơn mạch rộng lớn bắt đầu chấn động, mặt đất rung chuyển giống như địa chấn. Phía trước chính là thiên môn cốc rồi. Giữa không trung, lão giả mặc trường sam màu đen trên một đầu yêu thú phi hành khổng lồ nói. Đem tất cả người trong thiên môn cốc Giota ết chết, một người cũng không để lại. Tiến vào thiên môn cốc đợi chúng ta, đám người này quả thực muốn chết. Một lão bà trong mắt mang theo hàn ý nói. Tới rồi. Trên ngọn núi, Giác Linh tôn giả của Linh Thiên Môn, Thiên Phong tôn giả của Vân Dương Tông lập tức mở mắt, một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra. Lập tức đám người Thiên Thủy tôn giả, Tình Linh tôn giả, Long Linh, Bàn Vân, Bàn Hủy, Xích Viêm phân biệt mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra. Thiếu chủ, cường giả của ba sơn môn kia cũng không ít. Hai mắt Hắc Vũ mở ra, ánh mắt nhìn kỹ về phía trước. Người cũng ta cũng sắp tới, đến đây đi, tới càng nhiều càng tốt, ta sợ còn Giota ết chưa đủ a. Lục Lâm Thiên đứng dậy, trường bào rung lên, chắp tay đứng thẳng. Quanh thân trong lúc vô hình tràn ngập hàn ý khiến cho đám người Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả không khỏi nhìn lại. Tới rồi, người của ba sơn môn kia đã tới. Giota ết con mẹ nó. Trong thiên môn cốc, mấy chục vạn người bắt đầu sao động, bầu không khí tức thì căng cứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho tới qua giờ mẹo, phía chân trời xa xa lúc này mới bắt đầu có ba động. Tới rồi sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Lục Lâm Thiên nói xong, trong bầu trời núi non đột nhiên gợn sóng, khí tức lan tràn, từng đạo khí tức như biển xuất hiện. Yêu thú và thân ảnh nhân loại che trời xuất hiện ở trên trời lẫn mặt đất. Trực tiếp đem ánh mặt trời che khuất, chỉ trong nháy mắt nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống, một loại khí tức lạnh lẽo tràn ngập. Ha ha, thiên môn cốc này lần đầu tiên náo nhiệt như vậy a. Giữa không trung tràn ngập khí tức, vô số đầu yêu thú phi hành lục giai hậu kỳ bay tới, phía sau là đông đảo yêu thú phi hành theo sát. Trên mặt đất vô số thân ảnh xuất hiện, đất trời rung chuyển, khí thế phô thiên cái địa, thân ảnh giống như một đàn châu chấu kéo về phía trước.